Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 9. Một kiếm được tung ra, dường như còn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Âm ầm, đao kiếm lại chạm nhau một lần nữa. Leng keng, một tiếng, là âm thanh đứt gãy của kim loại. Mấy người đang đứng quan sát trận chiến cũng nhìn chằm chằm, chỉ thấy Hướng Dương Thiên vốn đang khí thế bừng bừng giờ lại héo rũ giống như một quả cà, mà đao liệt diệm trong tay ông ta chỉ còn lại một nửa đoạn, phần còn lại đã rơi xuống đất. Đao và kiếm chạm nhau, giờ phút này đã tìm ra bên nào chiến thắng. Đao của tôi, không thể nào. Ánh mặt Hướng Dương Thiên trở nên đục ngầu, dường như không thể tin nổi đây là sự thật. Ngay sau đó, nhóc con, tao muốn mày phải chết. Hướng Dương Thiên đã hoàn toàn nổi giận. Đao liệt diệt đã đi theo ông ta hơn trăm năm, hai bên đã trở thành người bạn như hình với bóng không thể chia lìa, nhìn vật quan trong gãy ngay trước mắt, sao có thể không giận dữ cho được. Ông đã nói câu này mấy lần rồi, không phải tôi vẫn đang đứng sờ sờ ở đây hay sao? Ông đừng nói nữa, độc giả của ông đây nghe đã chán ngấy rồi. Lý Trạch Vũ lắc đầu khinh thường, am. Hướng Dương Thiên thét lên một tiếng, nhoáng cái đã lao tới trước mặt Lý Trạch Vũ, cùng lúc đó dùng cùi trỏ công kích, đầu gối ác liệt đánh lên trên. Ầm. Khoảng cách của hai người quá gần, kiếm Trường Thiên còn không kịp phun ra, vì thế Lý Trạch Vũ nhấc chân đá sang ngang, đồng thời dùng sống bàn tay của tay kia bổ tới chỗ yết hầu của Hướng Dương Thiên. Nếu như Hướng Dương Thiên mà bị đánh trúng, thì về căn bản có thể tuyên bố trận chiến kết thúc. May mà Hướng Dương Thiên phản ứng nhanh, khó khăn nghiêng đầu tránh thoát khỏi sống bàn tay này. Âm ầm, không đánh trúng vào đối phương, hai tay Lý Trạch Vũ cũng không dừng lại, hai nắm đấm phối hợp cùng lúc đánh tới. Cút ngay, Hướng Dương Thiên nổi điên quát lên một tiếng, không thèm trốn tránh, một quyền nhắm thẳng vào trái tim của Lý Trạch Vũ, muốn ép đối phương lui ra. Nếu như hai người không thu tay, thế thì cả hai bên sẽ cùng chịu thiệt. Khốn nạn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hướng Dương Thiên đã chọn rút lui. Ông ta lui cũng thể hiện rằng ông ta sợ hãi. Ít nhất dưới cái nhìn của mấy người quan sát trận chiến, Lý Trạch Vũ còn ác hơn cả Hướng Dương Thiên. Bị một người trẻ tuổi ép bước tới bước đường này, mặt già của Hướng Dương Thiên không nén giận nổi nữa, trong lúc phẫn hận ông ta đã lập tức vận khí, bước. Một bước dài, đánh ra một chưởng tựa như mang theo khí thể hủy diệt trời đất. Lý Trạch Vũ cảm nhận được sự nguy hiểm của chưởng này, ánh mắt hiện lên tia sáng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thấy bước chân của người này đạp. Một cái lấy đà rồi xông lên, cũng đánh ra một chưởng. Thình thịch, ầm ầm. Hai chưởng va chạm vào nhau, hai bên cũng không giữ sức, khí thế mãnh liệt làm chấn động cả sàn nhà dưới chân, gạch cũng vỡ nát, mấy người ở xung quanh cũng không nhịn được mà phải lùi về phía sau. Chết đi cho tao nhời. Bỗng nhiên Hướng Dương Thiên dồn sức. Ầm ầm. Lý Trạch Vũ cũng âm thầm dồn sức. Hai người vội vàng tách ra, rồi lại quấn vào một chỗ. Hướng Dương Thiên đánh thẳng một quyền thật mạnh tới, không phô trương lòe loẹt, vô cùng trực tiếp. Nhịp chân Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng, nghiêng người né tránh chiêu hiểm, đồng thời đánh ra một chưởng vào đỉnh đầu của đối phương. Ầm. Hướng Dương Thiên không kịp né tránh, chỉ có thể giơ cánh tay lên ngăn cản. Vốn tưởng là có thể ngăn chặn được chiêu này của đối phương. Nào ngờ cho dù là tốc độ hay sức mạnh thì rõ ràng là Lý Trạch Vũ đều mạnh hơn trước đó một bậc. Âm ầm, tay và chân Hướng Dương Thiên bị một chưởng hung hãn này đánh cho mềm nhũn, một chân khuỵu xuống, đầu gối quỳ xuống đất lập tức tạo thành một chỗ lõm. Giáo chủ, trong đôi mắt Tư Mã Tam Nương lóe lên sự lo âu. Được lắm, Nam Cung Thạc kích động vô cùng. Giữa Hướng Dương Thiên và Lý Trạch Vũ, mặc dù ông ta tương đối xem trọng Hướng Dương Thiên, nhưng trên thực tế ông ta càng hy vọng Lý Trạch Vũ đánh thắng. Bởi vì dưới cái nhìn của ông ta, ít nhất Lý Trạch Vũ còn nhân từ hơn Hướng Dương Thiên. Chỉ cần Hướng Dương Thiên chết, thì tên nhóc kia sẽ làm theo cam kết mà giải độc cho ông ta. Thế nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ của ông ta mà thôi. Ý nghĩ của Lý Đại Đương gia, sao ông ta có thể đoán ra được? Ha ha ha! Hướng Dương Thiên đang quỳ một chân trên mặt đất bỗng nhiên phát ra tiếng cười nguy hiểm. Tiếng cười đó khiến người ta nghe không nhịn được mà dựng cả tóc gáy. Hôm nay nếu như không giết được mày, thì ông đây không thể nào hả dạ được đâu. Vừa dứt lời, hai tay Hướng Dương Thiên đã đẩy Lý Trạch Vũ ra, sau đó lăn trên đất một vòng rồi đuổi theo. Cơ thể Lý Trạch Vũ rất nhanh nhẹn, bay người lùi về phía sau mấy bước. Ngay lúc này, Hướng Dương Thiên sử dụng đàm thối đứng thẳng người, hai nắm đấm vung ra cùng lúc,
những động tác này đều làm liền một mạch. Một dạng võ. Trưởng này vô cùng hung hãn, tỏa ra một cỗ khí thế điên cuồng tự như mãnh hổ xuống núi. Đây chính là chiêu mạnh nhất của bổn tọa không tin mày có thể đỡ được. Hướng Dương Thiên khí thế bừng bừng, dường như có lòng tin tuyệt đối với chiêu này của mình. Hai trưởng thẳng xuống, gần trong gang tấc. Sắc mặt Lý Trạch Vũ vẫn ung dung không vội vã, dường như cũng không có ý định tránh né. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên người hắn bỗng bùng lên một cỗ khí thế hung hãn, vận khí đến cánh tay phải tạo ra một trường khí hình bàn tay năm ngón, mạnh mẽ bổ từ trên trời xuống. Ông có thể không tin, nhưng đừng cho rằng gào thét ầm ĩ là có thể thắng được. Mạnh miệng cũng không có nghĩa là thực lực mạnh. Nhìn bàn tay Lý Trạch Vũ tựa như đang che khuất cả bầu trời, lập tức Hướng Dương Thiên run rẩy trong lòng. Hai cánh tay của ông ta còn chưa kịp đánh trúng Lý Trạch Vũ, tốc độ của Lý Trạch Vũ đã tăng lên rất nhiều, xen lẫn với trưởng khí dung chuyển trời đất đánh tới. Không! Hướng Dương Thiên gào thét lên một tiếng không cam lòng. Một trưởng của Lý Trạch Vũ sắp đập nát đầu Hướng Dương Thiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một bóng hình xuất hiện ngay giữa hai người. Tam nương, hai mắt Hướng Dương Thiên trợn to. Giờ phút này, thời gian tựa như đã dừng lại. Tư Mã Tam nương quay đầu lại mỉm cười, trong mắt chứa đầy tình yêu rào rạt. Không. Giây tiếp theo. Chỉ thấy cơ thể Tư Mã Tam nương đập lên mặt đất tạo thành một cái hố sâu, mà đầu bà ta đã nát bấy. Bà ta dùng cơ thể của mình để ngăn chặn một trường hung hấn của Lý Trạch Vũ, từ đó cứu Hướng Dương Thiên một mạng. Hướng Dương Thiên ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Cái ngoái đầu lại mỉm cười của Tư Mã Tam nương trong khoảnh khắc cuối cùng đã khắc sâu vào đầu ông ta, có thể nào cũng không xua đi được. Ơ ó lẽ Lý Trạch Vũ cũng cảm thấy xúc động, không tiếp tục ra tay nữa. Tam nương. Hướng Dương Thiên ôm chặt lấy Tư Mã Tam nương khóc lóc thảm thiết. Sao em lại ngốc như vậy? Anh không đáng để em phải vì anh như thế, thật sự không đáng đâu. Trí nhớ đã phủi đầy bụi bỗng nhiên ảo ạt tuôn ra. Hướng Dương Thiên nhớ đến những gì mà mình và Tư Mã Tam Nương đã trải qua. Năm đó, ông ta dần dần già đi, bà ta lại hào hoa phong nhã, hai người lại không để ý ánh nhìn của người đời, không hề do dự xa vào mối tình cha con. Chờ đến ngày anh thành công mỹ mãn, sẽ lúc anh cưới em làm vợ. Không, chờ đến khi anh thành công mỹ mãn, để em nhảy cho anh một điệu là được rồi. Chuyện cũ ở ngay trước mắt, hai người yêu nhau giờ đã âm dương cách biệt. Phụt. Nỗi đau buồn sâu thẳm trong lòng, Hướng Dương Thiên phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt cũng dần dần trở nên đỏ như máu. Giáo chủ, nhanh ra tay đi, ông ta sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Thấy cảnh này, Nam Cung Thạc vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Có lẽ là nhìn thấy cảnh này nên cảm động, khi Lý Trạch Vũ nhớ đến Tư Mã Tam Nương đã bỏ mạng để cứu Hướng Dương Thiên, bỗng nhiên hắn có chút. Không nỡ ra tay, cũng chỉ thảng thốt trong một thời gian ngắn ngủi. Vẻ mặt Hướng Dương Thiên bỗng trở nên dữ tợn. A, trong thạch thất tối tăm không ánh mắt trời không hiểu sao lại nổi nên một trận gió lớn, Hướng Dương Thiên ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ phút này, một đời chí dũng kiệt xuất lại vì yêu mà nhập ma. Không hay rồi, chúng ta mau đi thôi. Nam Cung Thạc vội vàng vẫy tay với hai người cẩu phú quý, tên chó họ Hướng kia đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi, nếu mà không chạy thì không kịp nữa đâu. Ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Một kẻ mạnh đã vượt qua cảnh giới thiên nhân cảnh khi nhập ma sẽ kinh khủng như thế nào? Có thể nói thế gian này không có ai là đối thủ của Hướng Dương Thiên. Thiếu gia của chúng tôi vô địch thiên hạ, yên tâm đi. Thế thì có gì đâu, thiếu gia, chúng em ra ngoài trước chuẩn bị tiệc mừng chiến thắng cho anh. Hai người cẩu phú quý và vật tương vong ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hai người đưa tôi theo với. Nam Cung Thạc nén đau đớn đứng dậy, lảo đảo muốn chạy trốn khỏi đây. Thế nhưng ngay lúc này, Hướng Dương Thiên không gào thét nữa, sau lưng thế mà tản ra từng tia khí màu đen, nhìn qua có chút giống ma huyễn. Am Lý Trạch Vũ cắm kiếm Trường Thiên vào mặt đất, ung dung nhàn nhã đi tới. Mà Hướng Dương Thiên cũng ra tay. Lúc ông ta ngẩng đầu lên, một đôi mắt lạnh lẽo đến tận cùng, tựa như đôi mắt này không thuộc về con người. Vèo vèo, cả người Hướng Dương Thiên như một mũi tên đã rời khỏi cung. Tốc độ so với trước đó cũng nhanh hơn rất nhiều lần. Lý Trạch Vũ không dám khinh thường, khởi động hộ thân canh khí bảo vệ toàn thân, đồng thời đánh ra một trường. Tốc độ đánh ra, sức mạnh của Hướng Dương Thiên đã mạnh hơn lúc trước không chỉ một bậc. Trường quyền hai người chạm vào nhau, thế mà Lý Trạch Vũ đã lùi về sau 3-4 bước, nhưng hắn còn chưa kịp hoảng sợ,
hướng Dương Thiên đã phi tới một lần nữa. Âm, tao muốn mày phải chết. Sau một tiếng gầm nhẹ, cả người hướng Dương Thiên tản ra sự tức giận và sát ý điên cuồng. Lý Trạch Vũ không trả lời lại, dồn sức chống đỡ công kích của đối phương. Không thể không thừa nhận, đúng là hướng Dương Thiên nhập ma đã mạnh lên không ít, cho dù là Lý Trạch Vũ đã dùng 120% sức lực. Cũng thấy dã rời. Hai bên người tới người đi, trong khoảng thời gian một chén trà đã đánh nhau hơn 100 chiêu. Nam Cung Thạc vốn định chạy trốn, nhưng nhìn thấy một màn đánh nhau xuất sắc của hai người, nhất thời lại không nỡ rời đi. Không chỉ như thế, Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đã bỏ chạy trước đó có lẽ là đột nhiên bộc phát lương tâm, lại quay trở lại. Tiểu Nam, tình hình thế nào rồi? Vi, hai người còn có mặt mũi mà trở về à? Nam Cung Thạc tức giận thở hổn hển. Nếu như kết bạn được với loại người như Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong, thì chắc chắn là kiếp trước bạn đã tạo ra rất nhiều oan nghiệt. Chỉ trong khoảng thời gian mọi người nghĩ ngợi, Lý Trạch Vũ đã trúng phải một quyền mạnh mẽ của hướng Dương Thiên, may mà có hộ thân canh khí mới không bị thương nặng, nhưng vẫn làm hắn hơi khó chịu. Chết! Hướng Dương Thiên gầm rú, lại một lần nữa sử dụng bài vân trưởng tuyệt kỹ của mình. Lý Trạch Vũ vận ngự long thần công, khí thế trên người tăng vọt, sức mạnh cũng gia tăng nhanh chóng. Đùng đoàng, hai người, mỗi người đều trúng một trưởng của đối phương. Hướng Dương Thiên rít lên một tiếng, lại nhanh chóng lao tới. Lý Trạch Vũ nhíu chặt mày, chờ đúng thời cơ bay vọt lên không trung, hai chân biến thành một cái kéo kẹp lấy cổ hướng Dương Thiên. Xoạt xoạt. Trong tay hắn xuất hiện mấy câu châm không biết lấy ra từ đâu, ngay sau đó cắm vào huyệt khí hải của hướng Dương Thiên với tốc độ nhanh như chớp. A! À, dường như hướng Dương Thiên đã chịu phải đau đớn kinh khủng nào đó, theo bản năng đánh một quyền vào bụng Lý Trạch Vũ. A! À, trực tiếp chịu một quyền hung hãn của đối phương, Lý Trạch Vũ đau tới nỗi rỉ mồ hôi lạnh, nhưng hẳn lại không dám ngừng tay, lại châm liên tiếp ba cây châm vào trong cơ thể hướng Dương Thiên. Hướng Dương Thiên kêu lên một tiếng đau đớn điên cuồng. Hai chân cũng dần dần không còn động đậy nữa. Xoạt xoạt xoạt. Lần này Lý Trạch Vũ cầm ba cây châm, bình tĩnh đâm vào sau gáy của hướng Dương Thiên. Hơ. Bộp. Hướng Dương Thiên không còn sức lực quỳ trên mặt đất, cặp mắt vốn đang đục ngầu cũng dần dần trở nên sáng trong. Lý Trạch Vũ buông hai chân mình ra, nhảy xuống lăn một vòng trên đất rồi nhanh chóng đứng dậy. Thiếu gia, anh không sao chứ? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lập tức vây quanh. Lý Trạch Vũ xoa xoa bụng, nhè răng nhếch mép nói, để tôi đánh hai cậu một quyền thì hai cậu sẽ hiểu rõ ngay thôi. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong lập tức rụt cổ, làm ra dáng vẻ anh đừng đùa. Nữa, Lý, Quân, dại hướng Dương Thiên gắn từng chữ. Hiển nhiên, ông ta vốn đang tẩu hỏa nhập ma đã tỉnh táo lại, cảm nhận một thân võ công của mình đã bị Lý Trạch Vũ xóa bỏ hoàn toàn. Hiện giờ ông ta chỉ là một lão già đến tuổi xế chiều. Bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể làm thịt ông ta. Nể Tư Mã Tam Nương yêu ông chân thành tới nỗi hy sinh tính mạng, thiếu gia này tha cho ông một mạng đấy. Lý Trạch Vũ nói ra suy nghĩ thật sự của mình, hiện giờ hướng Dương Thiên đã bị xóa bỏ hết võ công, sau này cũng chẳng thể tạo nên sóng gió gì nữa, như thế cũng coi như đã cho Long Chủ một câu trả lời thỏa đáng. Lão Phu ẩn núp 19 năm, vốn tưởng rằng nghiệp lớn đã nằm trong tầm tay, lại không ngờ sẽ thua trên tay cậu, ha ha ha. Hướng Dương Thiên đã thấy mình thất bại hoàn toàn. Đưa mắt nhìn thi thể Tư Mã Tam Nương ở chỗ không xa, ông ta chậm rãi bỏ qua đó. Sau khi bổn tọa chết, xin cậu hãy chôn bổn tọa và Tam Nương cùng chung một chỗ, ơn tình này kiếp sau sẽ báo đáp. Vừa dứt lời, hướng Dương Thiên dùng chút khí còn lại ngưng trong lòng bàn tay, không hề do dự đánh vào đỉnh đầu mình. Sau khi mấy trăm con rối trẻ con của Vu giáo và hơn 200 võ lâm nhân sĩ bị áp giải đến Hoàng Thành, các thành viên trong Long Tổ gần như không có thời gian rảnh. Những võ lâm nhân sĩ kia khá tốt, hầu như đều xuất thân từ gia đình trong sạch và không có dấu vết tiền sử đen tối gì. Còn đám rối trẻ con của Vu giáo thì khác. Đa số bọn chúng đều có thân phận đặc biệt, giá trị con người của kẻ có địa vị thấp nhất trong số đó ít nhất cũng lên đến con số hàng chục triệu và giữ chức quản lý cấp cao tại một công ty lớn nào đó. Mà những kẻ có thân phận cao nhất, ví dụ như 10 tên đại điện chủ và tả hữu sứ hầu như đều là người giàu và có quyền lực thống trị một phương. Nếu tùy ý tiêu diệt bọn họ sẽ tạo ra một đợt rung động mạnh mẽ như sóng thần. Nhưng nếu không giải quyết bọn chúng thì không ai biết sẽ để lại tai họa ngầm gì trong tương lai. Khi Tô Cẩn Hoa rơi vào tình thế khó xử, Lý Viễn Sơn đã tới phủ Long Chủ, ông ấy chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi rời đi.
Kẻ mà người khác không dám động cứ giao cho nhà họ Lý của tôi, kẻ mà người khác không dám giết thì nhà họ Lý của tôi sẽ giết. Mặc kệ là người thân hay cấp dưới của đám người đó, cứ nói với bọn họ rằng món nợ này cứ tính lên đầu nhà họ Lý, nếu ai muốn trả thù cứ việc tê. Tô Cẩn Hoa và những đại lão đứng đầu đều sôi nổi tỏ lòng kính nể. Bọn họ hiểu rõ, ông cụ này luôn đặt lợi ích của quốc gia và nhân dân ở vị trí số một. Vì vậy, cuối cùng là những kẻ cứng đầu hoặc những kẻ giàu có phạm nhiều tội ác đều bị áp giải đến Bắc Cương. Lúc này, có rất nhiều quyền quý liên kết với nhau để gây áp lực cho chính phủ, yêu cầu chính phủ nhanh chóng thả người, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả và căn cứ quân sự Bắc Cương. Lý Định Quốc mặc quân phục ngồi trên ghế chủ tọa, thần thái oai phong. Châu Hổ nhíu mày khuyên nhủ, Lý tướng quân, nếu giết đám người đó thì không biết sẽ có bao nhiêu quyền quý trong cả nước oán hận nhà họ Lý, ngài chắc chắn muốn làm vậy sao? So với người khác, Châu Hổ càng hiểu rõ nếu Lý Định Quốc kiên quyết giết chết những kẻ quyền quý có thân phận đặc biệt đó, nhà họ Lý nhất định sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Ví dụ như những quan chức địa phương thuộc phe nhà họ Lý 8-9 phần sẽ bị người có lòng gây khó dễ, không thể lập được công lao, con đường làm quan không có tương lai. Kể từ đó, để thoát khỏi tình trạng bế tắc, bọn họ đành phải rời bỏ nhà họ Lý. Vậy thì nhà họ Lý vốn đang đứng trên đỉnh cao danh vọng có thể sẽ bị đẩy ra khỏi hàng ngũ những gia tộc giàu có bậc nhất. Đây là một sự tổn thất không gì bù đắp được. Đại Hổ à, cha tôi đã từng nói về một câu thế này, địa vị và chức quan mà chúng ta đang sở hữu là do quốc gia và người dân ban cho, vì quốc gia và nhân dân, dù có phải máu chảy đầu rơi thì cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, Lý Định Quốc đứng dậy, kiên quyết nói, áp giải đám người đó tới pháp trường cho tôi, bổn tướng quân sẽ tự tay xử quyết bọn họ. Khâm Châu, Thập Vạn Đại Sơn, ba người sói đen, Jenny và Jock đồng loạt bắn ra một viên đạn pháo. Giây tiếp theo, mấy chục tòa địa cung bị phá hủy, biểu tượng chính thức của vu giáo hoàn toàn sụp đổ. Trên hai chiếc xe tải hạng nặng chở đầy vàng bạc châu báu và những bảo vật giá trị liên thành, những thứ này là tài sản mà vu giáo đã tích lũy suốt mấy chục năm qua, ước tính tổng giá trị hơn 50 tỷ. Tiểu Nam, không ngờ cậu cũng là một nhân tài, Lý Trạch Vũ khen thật lòng. Nam Cung Thạc có thể trở thành cường gia thiên nhân cảnh chứng tỏ năng khiếu về võ đạo của ông ta rất cao, trong mấy năm ông ta quản lý vu giáo thấy hướng dương thiên, dù là các thành viên chủ chốt hay đám rối trẻ con đều bị ông A dạy cho ngoan ngoãn. Nếu sinh ra ở thời cổ đại, chắc chắn ông ta có thể trở thành vua một cõi. Giáo chủ quá khen, Nam Cung Thạc người ngùng cười. Vu giáo đã diệt vong, làm gì còn giáo chủ chứ? Dạ, Lý Thiếu dạy phải. Nam Cung Thạc vội sửa miệng, năng lực thích ứng quả là rất mạnh. Lý Trạch Vũ nhíu mày. Nói thật, hiện giờ Nam Cung Thạc không còn chút giá trị lợi dụng nào, loại người gió chiều nào ngã chiều ấy như ông ta sống trên đời chỉ tổ lãng phí lương. Thực, nhưng nếu cứ giết ông ta như vậy hắn lại thấy hơi tiếc. Dường như Nam Cung Thạc cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Lý Trạch Vũ nên không dám thở mạnh, trên lưng cũng đổ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu Nam. Có. Nam Cung Thạc nhanh chóng đáp, ông ta sợ lơ như bản thân trả lời chậm một giây thì Lý Trạch Vũ sẽ lấy cớ này giết ông ta. Suy nghĩ của Lý Trạch Vũ hoàn toàn không theo lẽ thường, ông ta không có cách nào đoán được, bởi vậy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ha ha! Lý Nương gia không nhịn được mà bật cười. Lý Thiếu có việc gì cần xin cứ dặn dò, dù phải vượt lửa qua sông thuộc hạ cũng không chối từ. Chẳng có ai không thích nghe những lời êm tai cả, Nam Cung Thạc hiểu rất rõ đạo lý này. Ông, thôi bỏ đi, Lý Trạch Vũ lấy một viên thuốc đen thui từ trong ngực ra, loại thuốc này có thể ức chế đau cóc trong 3 tháng, tương lai có thể nhận được thuốc giải hay không thì còn phải xem ông biểu hiện như thế nào. Dạ, cảm ơn Lý Thiếu, xin Lý Thiếu yên tâm. Nam Cung Thạc lại tuôn ra một tràng lời nói nịnh nọt khiến Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ở bên cạnh hơi bực bội. Nam Cung Thạc đã một bó tuổi, ông ta không chỉ ăn muối nhiều hơn so với hai người bạn họ mà kỹ năng nịnh hót cũng tốt hơn bọn họ. Cướp chén cơm của một người chẳng khác gì giết cha mẹ của người đó. Hai người thầm hạ quyết tâm phải tìm cơ hội tâm sự chuyện đời với ông già này mới được. Đã chôn hướng Dương Thiên và Tư Mã Tam Nương xong chưa? Lý Trạch Vũ thay đổi chủ đề. Chúng tôi đã chôn hai người bọn họ chúng với nhau tại vị trí có phong cảnh đẹp nhất Tiếu Phong Nhai như lời Thiếu gia dặn. Cẩu Phú Quý trả lời. Lý Trạch Vũ gật đầu rồi phất tay, đi thôi. Đoàn người tấp nập rời đi. Nhóm người sói đen chịu trách nhiệm lái hai chiếc xe tải hạng nặng tới Hoàng, Thành, mang số tài sản này sung vào công quỹ.
Tuy rằng 50 tỷ không phải là con số nhỏ nhưng số tài sản mà không hề có sức hấp dẫn đối với Lý Trạch Vũ. Hắn không muốn vì chuyện này mà bị người khác nắm được điểm yếu. Hơn 3 tiếng sau, Lý Trạch Vũ vừa ngồi máy bay trực thăng về tới Hoàng Thành, còn chưa kịp. Vào nhà đã bị Long Thiên Quân chờ sẵn từ lâu mời đi mất. Mặc dù đám rối trẻ con của Vu giáo đã được xử lý sạch sẽ nhưng vẫn còn hơn 200 võ lâm nhân sĩ bị Long Tổ tạm giam. Những người đó không có vết nhơ nào trong lý lịch, không thể giam giữ mãi được. Nhưng cũng không thể thả bọn họ ra được, bởi vì chính Lý Trạch Vũ đã yêu cầu phải bắt giữ đám người này. Long Thanh Phong không thể đưa ra quyết định nên dứt khoát đá quả bóng này cho Lý Trạch Vũ để hẳn tự giải quyết. Hơn 10 phút sau, Lý Trạch Vũ và Long Thanh Phong cùng đi vào nhà giam của Long Tổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi phòng giam nhốt 10 người, bởi vậy tất cả phòng giam của Long đều bị lấp đầy. Lý Minh Chủ, tôi mong ngài như mong sao mong trăng, cuối cùng ngài cũng đến. Thượng quan Phi kích động, mở miệng nịnh nọt. Lệnh Hồ Bác trực tiếp quỳ xuống, Lý Minh Chủ, là tôi bị mỡ heo che mắt, xin anh rộng lượng tha thứ cho tôi một lần. Hồ Nhất Phong ôm quyền nói, Lý Minh Chủ, chúng tôi nhất thời hồ đồ, mong ngài khoan dung cho chúng tôi lần này. Những người này đều là người trong giang hồ, ít khi nào qua lại với chính phủ. Trước đây bọn họ luôn cho rằng bản thân và chính phủ nước giếng không phạm nước sông, nhưng từ chuyện lần này, bọn họ đã ngộ ra một điều. Dưới bầu trời này, đất nào cũng là đất của vua, sống trên mảnh đất này thì ai cũng là dân của vua. Dù bọn họ có danh vọng trong võ lâm thì đã sao, nếu đã ở nước hạ thì phải tuân thủ luật pháp của nước hạ. Trước mắt chỉ có Lý Trạch Vũ cứu được bọn họ. Trong căn phòng bí mật nào đó, Lý Đại Đương ra ngồi trên chủ vị, thỉnh thoảng đưa một điếu thuốc vào trong miệng, khói mù lượn lờ trước mặt hắn, khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt hắn. Trưởng môn tám môn phái Hồ Nhất Phong, Lệnh Hồ Bác, Thượng quan Phi ngồi ở hai bên. Trước mặt mỗi người bọn họ để một phần tài liệu, chính là hiệp ước các phái võ lâm lúc trước để cử Lý Trạch Vũ trở thành võ lâm minh chủ đã ký. Lý Minh Chủ, ngài có ý gì đây? Thượng quan Phi ngượng ngùng hỏi thăm. Hít, hà. Lý Trạch Vũ hít một hơi thuốc lá, thản nhiên nói, lúc trước dưới sự sùng bái liên tục của các vị, bản thiếu gia không thể chối từ thịnh tình mà đảm nhiệm chức võ lâm minh chủ, cũng hứa sẽ quét sạch khối u ác tính vu giáo cho võ lâm chính đạo, trả cho võ lâm một thế giới tươi sáng. Hôm nay bản thiếu gia muốn nói cho các người, vu giáo đã hủy diệt. Lời hứa của bản thiếu gia đã thực hiện. Vu giáo hủy diệt rồi. Nghe được tin tức này, trưởng môn các phái không khỏi mừng thầm. Lý Trạch Vũ lần nữa mở miệng, bây giờ mời chư vị xem kỹ phần cuối của hiệp ước. Nếu như bên B chưa thể thực hiện giao ước trên đây, bên A có quyền trưởng quản tông mong bên B. Nhìn thấy nội dung này, mọi người không khỏi nhíu mày. Đánh không được vu giáo các người, gây nội chiến các người là hạng nhất. Nói đến đây giọng điệu Lý Trạch Vũ ngang ngược, mẹ nhà hắn, các người cũng xứng tự xưng là danh môn chính phái. Trưởng môn cái phái tôi nhìn anh nhìn tôi. Trong lúc nhất thời tức giận mà không dám nói gì. Dù sao bọn họ có thể đi ra ngoài không vẫn phải nhờ Lý Trạch Vũ. Bản thiếu gia rất công bằng, bây giờ bản thiếu gia cho các người hai lựa chọn. Lý Trạch Vũ dựng thẳng một ngón tay lên, thứ nhất, thành thật nhường vị trí trưởng môn của các ngươi ra, chọn ra từ người bản thiếu gia để cử để thay các ngựa. Cái gì? Soạt soạt soạt. Tám người cùng đứng dậy, nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ. Lý Minh Chủ, người có ý gì? Hồ Nhất Phong trầm giọng chất vấn. Có ý gì? Ha ha. Lý Trạch Vũ cười lạnh, bỗng nhiên cao giọng nói, các ông còn mặt mũi hỏi tôi vì sao? Ở ngay trên hiệp ước, dám hỏi các ông làm được cái nào? Dựa theo ước định, bản thiếu gia có thể toàn quyền trưởng quản tông môn các ông. Mọi người nhíu mày thật chặt. Đầu đuôi gốc ngọn Lý Trạch Vũ nói đều không oan uổng bọn họ, mà trên hiệp ước cũng giấy trắng mực đen, có chữ ký bọn họ tự tay ký, vốn không có lý do phản bác. Cái đó, Lý Minh Chủ ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, cũng đừng so đo. Nhiều với tôi như vậy, chúng tôi cam đoan sau này chỉ nghe lệnh ngài. Lệnh Hồ Bác ngượng ngùng nói, ông im miệng. Lý Trạch Vũ chỉ vào mũi Lệnh Hồ Bác mắng, nơi này người không có tư cách nói nhất chính là ông, còn đồn ép ông đây tội tội ông cấu kết vu giáo trước. Lệnh Hồ Bác quả quyết im miệng, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất uất ức. Bởi vì sau đó ông ta đã hiểu ra cái gì gọi là cấu kết vu giáo. Rõ ràng chính là cậu đào hố cho tôi. Lý Minh Chủ, có thể đừng nghiêm túc như vậy không,
chúng tôi có thể cam đoan sau này sẽ thực hiện hiệp ước. Đúng đúng đúng, chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Trưởng môn các phái lần lượt mở miệng cầu xin. Nhưng mà thái độ Lý Đại Đương gia kiên quyết, không có thương lượng. Nói đến đây hắn dựng thẳng ngón tay thứ hai lên, lựa chọn thứ hai chính là các ông có thể không thực hiện hiệp ước, chỉ cần bồi thường 2 tỷ phí vi phạm đồng là đủ. Mọi người lại hít sâu một hơi. Lúc trước sở dĩ bọn họ bằng lòng sảng khoái ký phần hợp đồng này, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì Lý Trạch Vũ ra tay rộng rãi, cho mỗi tông môn 1 tỷ. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết khoản tiền kia chính là khoai lang bỏng tay. 2 tỷ, cho dù bán bọn họ đi cũng không kiếm ra được số tiền kia. Cho các ông nửa tiếng cân nhắc. Lý Trạch Vũ nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài cửa, để lại 8 người đưa mắt nhìn nhau. Hồ Nhất Phong lo lắng hỏi, làm sao bây giờ, lần này thằng nhóc kia hình như làm thật. Thượng quan Phi hừ lạnh nói uốn bắt tôi nhường lại vị trí hội trưởng, nằm mơ. Đúng vậy, chức trưởng môn tôi tuyệt đối sẽ không giao ra, về phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Hừ, đòi tiền lão phu không có, đòi mạng thì có đây, có năng lực thì giết lão phu đi. Một lão già tóc trắng không sợ hãi nói. Hạ bang chủ nói chí phải, thằng nhóc kia to gan hơn nữa còn có thể giết hết chúng ta à? Đúng vậy, chức trưởng môn này đừng hòng chúng tôi giao ra, có năng lực thì giết chúng tôi. Ý kiến của mọi người tạm hà tiến đã được thống nhất. Nửa tiếng sau, hai tay Lý Trạch Vũ đút vào túi đi tới, chư vị, suy nghĩ thế nào rồi? Lão phu tuyệt đối sẽ không giao chức bang chủ ra, đòi tiền không có. Có mạng nè, có năng lực thì giết lão phu đi. Hạ lão tam, bang chủ thiết trưởng bang rất kiêu ngạo mà nói ra đáp án. Được Lý Trạch Vũ gật đầu vui vẻ đáp lại, hẳn sải bước đi tới trước mặt hạ lão tam. Cậu, trong miệng hạ lão tam mới thốt ra một chữ, năm móng vuốt của Lý Trạch Vũ đã nắm cổ ông ta. Răng rắc một tiếng, cổ hạ lão tam bị bẻ gãy, tắt thở bỏ mình tại chỗ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây đều là chuyện đương nhiên. Lý Trạch Vũ vứt xác hạ lão tam xuống đất, nhìn mọi người xung quanh, lựa chọn của các ông thì sao? Cũng giống hạ bang chủ à? Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, ông nhìn tôi, nhìn ông, trên mặt nhau không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Lý Trạch Vũ thật sự dám giết người, hơn nửa còn không nhíu mày, vốn không có cân nhắc giết hạ lão tam sẽ có hậu quả gì. Chỉ dựa vào mấy điểm này, 7 người còn lại đều sợ bãi. Lệnh Hồ Bác. Ông nói trước đi, Lý Trạch Vũ chỉ lệnh Hồ Bác, nói cho bản thiếu gia lựa chọn của ông. Tôi chọn cái thứ nhất, lệnh Hồ Bác run rẩy, gần như buột miệng nói ra đáp án. So với chức trưởng môn, ông ta càng quâm mạng nhỏ của mình hơn. Hơn nữa ông ta cũng đã nhìn thấu rồi, vốn dĩ tuổi đã cao, không còn mấy năm nữa là về hưu, hoàn toàn không cần uổng phí tính mạng bởi vì vậy. Hơn nữa 1 tỷ lúc trước Lý Trạch Vũ cho đã đủ cho ông ta tiêu xài cả quãng đời còn lại. Lao lực hơn nửa đời người, là lúc nên dừng lại để tận hưởng cuộc sống. Rất tốt. Lý Trạch Vũ nhìn về phía Hồ Nhất Phong, Hồ trưởng môn, lựa chọn của ông thì sao? Tôi, mồ hôi lạnh trên trán Hồ Nhất Phong ứa ra, sau khi hơi do dự thì đáp, tôi cũng chọn cái thứ nhất. Nói xong lời này, ông ta chỉ cảm thấy có một loại cảm giác thoải mái không diễn tả được. Ông thì sao? Tôi chọn một. Đi một vòng, ngoại trừ hạ lão tam đã chết thì tất cả mọi người đều rất ăn ý mà lựa chọn nhường lại chức trưởng môn. Trong lòng Lý Trạch Vũ nở hoa, nhưng trên mặt vẫn nghiêm túc, đợi lát nữa tôi sẽ cử người tới làm thủ tục bàn giao cho các ông, từ này về sau các ông không được trở về tông môn của mình nữa, nếu bị bản thiếu gia phát hiện thì xem như các ông làm trái giao ước, đến lúc đó bản thiếu gia cũng sẽ không mềm lòng nữa. Nói đến đây thì ánh mắt hắn nhìn hạ lão tam đã chết, thở dài. Người lương thiện như bản thiếu gia đây, ông cứ ép bản thiếu gia giết người hoài, đáng đời ông phải xuống địa ngục. Nghe lời này xong, khóe miệng 7 người kia co rút. Một lời không hợp thì giết người, còn không biết xấu hổ nói mình lương thiện. Sau một hồi bị Lý Trạch Vũ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, các trưởng môn đồng loạt quyết định thoái vị. Thế là hiện tại, ngoại trừ Tam Đại Thánh Địa, phái Nga Mi và phái Tuyết Sơn ra thì toàn bộ môn phái trên giang hồ đều đã nằm gọn trong tay hắn. Có thể nói bây giờ, hắn mới danh chính ngôn thuận trở thành võ lâm chí tôn. Vừa rời khỏi Long Tổ, Lý Trạch Vũ đã được mời tới Phủ Long Chủ. Tại đây có một đám nhân vật tai to mặt lớn với người khởi xướng là Tô Cẩn Hoa đã ngồi chờ từ lâu, vừa thấy hắn bước vào, họ lập tức đứng dậy nghênh đón. Vinh dự lớn lao như vậy,
số người được nhận trên khắp nước Hạ sợ là chỉ đếm trên đầu ngón tay, tóm lại là Lý Đại Đương ra đầy đủ thể diện. Tô Cẩn Hoa vỗ vai Lý Trạch Vũ, vui mừng nói, không hổ là hổ phụ sinh hổ tự, quả nhiên bọn tôi không nhìn lầm người. Ha ha ha, chẳng biết lão Lý chó ngáp phải rồi thế nào mà lại có được một đứa cháu trai ưu tú như vậy nữa. Hay, thật khiến người ta hâm mộ muốn chết mà. Mọi người vui vẻ trêu chọc nhau, điểm chung là câu nào cũng mang hàm ý tán dương Lý Trạch Vũ. Hiện khối u ác tính vu giáo đã bị diệt trừ, tảng đá trong lòng họ cuối cùng cũng có thể yên ổn hạ xuống, và chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ công lao của Lý Trạch Vũ. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, cống hiến hết mình cho đất nước, cho người dân là sứ mệnh của mỗi một người con nước Hạ. Nếu ngày nào đó, đất nước và nhân dân cần đến tôi, vậy tôi sẽ hiên ngang đứng lên không hề chùn bước. Lý Trạch Vũ dõng dạc tuyên bố. Những lời này là cậu tự nguyện nói đó nhé, bọn tôi không hề ép buộc cậu nha. Đúng, toàn bộ quá trình đã được quay phim và ghi âm lại hết rồi, là cậu tự nguyện đó. Trạch Vũ à, cậu có thể giác ngộ được như vậy, bọn tôi thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhóm người Tô Cẩn Hoa và Ninh Trạch Bình đua nhau mở miệng. Thấy vậy, Lý Trạch Vũ thoáng giật mình, hắn chỉ khách sáo dăm ba câu thôi mà, chẳng lẽ đám cáo giả này lại tưởng thật. Thế tôi không nói nhiều nữa, cậu đi theo bọn tôi đi. Tô Cẩn Hoa vung tay, dẫn đầu bước là khỏi sảnh chính, Lý Trạch Vũ đúng mực theo sát bên cạnh. Đoàn người lũ lượt rời khỏi Phủ Long Chu, rồi leo lên vài chiếc xe chuyên dụng đặc biệt, chạy thẳng tới lễ đường lớn. Lúc này, bên ngoài lễ đường có hai hàng binh lính khí phách, hiên ngang đứng chờ sẵn. Tô Cẩn Hoa dẫn theo các ông lớn bước tới trước cửa lớn của lễ đường, còn Lý Trạch Vũ thì bị lưu lại ngồi chờ một mình. Ngay giây sau, thùng thùng thùng, cách cách cách, giai điệu cổ xưa vang lên. Khoảnh khắc tiếng nhạc cổ vang vọng khắp sảnh, một nhóm người bỗng bước ra từ trong lễ đường. Hiện toàn bộ quan chức có tiếng cũng như các gia đình giàu có, quyền lực, có máu mặt ở Hoàng Thành đều có mặt đông đủ tại đây, nghiêm trang đứng sau nhóm Tô Cẩn Hoa. Kế tiếp, hai người lính nhanh tay trải thảm đỏ đã chuẩn bị từ trước xuống đất. Xong xuôi, Tô Cẩn Hoa nhẹ nhàng vẫy tay với Lý Trạch Vũ. À, tất nhiên Lý Trạch Vũ có thể nhận ra chắc chắn là định trao giải thưởng gì đó cho hắn rồi. Xét từ mức độ long trọng thì 90% là nghi thức trao tặng huân chương tử kinh cao quý nhất nước Hạ. Khi hắn cất bước đi trên thảm đỏ, hai hàng binh lính lặng lẽ cúi đầu. Đồng thời, Tô Cẩn Hoa cũng nhấc chân tiến về phía trước, bước xuống cầu thang. Thiên tử giáng thế, võ lâm vúi đầu. Đầu óc Lý Trạch Vũ như nổ tung, từ xưa đến nay, chẳng có bao nhiêu người có cơ hội nhận được phần vinh dự lớn lao này cả. Bản thân hắn xuất sắc tới vậy thật sao? Trong lúc từng dòng suy nghĩ lướt như bay trong đầu, Lý Trạch Vũ đã đi leo lên bậc thang, bước từng bước tới trước mặt Tô Cẩn Hoa. Bốp bốp bốp, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay ầm trời. Cảnh tượng này đã làm dấy lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng rất nhiều người có mặt tại hiện trường, ánh mắt khi nhìn về Lý Trạch Vũ tràn ngập sự hâm mộ, nhưng nhiều nhất lại là khâm phục. Mới 20 mấy tuổi đã nhận được huân chương tử kinh, vinh quang lớn lao đó có thể nói là trước giờ chưa từng có. Giữa đám đông, Diệp Khuynh Thành được mời đến tham dự nghi thức ra sức vỗ tay, khóe mắt không kiềm được mà có hơi ẩm ướt. Anh rể giỏi thật đấy. Diệp Thần cũng ra sức vỗ tay bốp bốp, dù lòng bàn tay đã sưng đỏ cũng không chịu dừng lại. Diệp Trung Đường đứng bên cạnh thoáng liếc mắt nhìn cậu ấy, lại ngoái đầu ngó Lý Trạch Vũ đang hành xử rất đúng mực, cuối cùng tâm mắt dừng lại trên người Lý Viễn Sơn đứng cách đó không xa. Phát hiện có người nhìn mình chằm chằm, Lý Viễn Sơn tức khắc hướng mắt nhìn ngược lại Diệp Trung Đường. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hầy! Diệp Trung Đường khẽ thở dài một tiếng não nề trong lòng. Tranh giành đấu đá với Lý Viễn Sơn hơn nửa đời người, giờ phút này ông ta công nhận, bản thân thua rồi. Thua tâm phục khẩu phục. Lý Viễn Sơn lại quảng cho Diệp Trung Đường một ánh mắt đầy ẩn ý, khóe miệng cũng cong lên, đồng thời hất cằm về phía hai cô gái trẻ đứng đằng sau, tức Diệp Khuynh Thành và Diệp Khinh Nhu, hệt như muốn nói rằng, ông không thua, là hai ta cùng thắng. Diệp Trung Đường có vẻ đã hiểu, tâm trạng bỗng tốt hơn nhiều, không kiềm được mà giơ ngón cái với Lý Viễn Sơn. Chị, đến lượt chị qua đó rồi đấy. Diệp Thần kịp thời nhắc nhở. Lúc này, Diệp Khuynh Thành mới hoàn hồn, mang theo cặp mắt ửng đỏ lướt nhanh như bay len lỏi qua đám đông, đi về phía chiếc bàn đặt tấm huân chương cao quý nhất kia. Cùng cô tiến về phía trước còn có một cô gái trẻ với khí chất độc đáo khác, đó là Trần Thanh Tuyết. Lúc một sĩ quan phất tay, âm thanh du dương tức khắc dừng lại, toàn trường vốn ồn ào náo nhiệt chợt tĩnh lặng như tờ.
Trần Thanh Tuyết và Diệp Khuynh Thành liếc nhìn nhau, cực kỳ ăn ý giơ tay ra, cùng nhau nâng huân chương Tử Kinh, sau đó cẩn thận tiến lại gần Tô Cẩn Hoa và Lý Trạch Vũ. Thấy hai cô xuất hiện, không cần nghĩ Lý Trạch Vũ cũng biết chắc chắn là do ông cụ nhà mình cố ý sắp xếp. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tô Cẩn Hoa trịnh trọng nhận lấy huân chương Tử Kinh từ tay hai cô gái, Lý Trạch Vũ phối hợp khom người, để Tô Cẩn Hoa đeo lên cho mình. Bốp bốp bốp, bốp bốp bốp, bốn phía lập tức dâng lên tiếng vỗ tay rền vang như sấm, vọng tới chín tầng mây. Đó là cháu trai của tôi đó. Nhìn thấy chưa, cháu trai của Lý Định Quốc tôi đấy. Lý Định Quốc ra sức vỗ tay, hốc mắt đỏ bừng, vui mừng đến chảy cả nước mắt. Chúc mừng nhài xin chúc mừng ông. Mấy ông lớn bên cạnh nhìn sang với ánh mắt hâm mộ. Lát sau, tiếng vỗ tay nhỏ dần, Tô Cẩn Hoa dẫn Lý Trạch Vũ đi tuốt đằng trước, tiến vào lễ đường. Mọi người theo sát phía sau. Trong lễ đường có sức chứa lên đến chục nghìn người chẳng còn lấy một chỗ trống, chứng tỏ hôm nay phải tầm hơn chục nghìn người tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Lý Trạch Vũ nhận được vinh dự tối cao, huân chương Tử Kinh. Tô Cẩn Hoa bước lên bục, hùng hồn nói vào mic, máu, mồ hôi và nước mắt của anh hùng không hề rơi xuống vô ích, vì đất nước và nhân dân sẽ mãi mãi khắc ghi vào sâu trong lòng. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay lại vang lên. Lúc này, Tô Cẩn Hoa chợt vẫy tay với Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ biết ông ấy muốn để há lên phát biểu đôi lời khi được nhận thưởng, thế là bỗng thấy hơi luống cuống, vì hẳn có chuẩn bị sẵn bài cảm nghĩ nào đâu. Đâu thể nào lên tới đó lại nói mấy câu như tôi có được thành tựu ngày hôm nay, đầu tiên phải cảm ơn mẹ tôi. Đúng không? Đây là lễ đường trang trọng đó, đâu phải đại hội xem ai thảm hơn. Nhưng tên đã trên dây, không thể quay đầu, Lý Trạch Vũ chỉ đầu hít sâu một hơi, căng ra đầu bước lên bục. Thế mà sau khi phóng mắt nhìn khắp toàn trường một lượt, Lý Trạch Vũ bỗng không còn thấy căng thẳng nữa, bởi vì đây không phải lần đầu tiên hắn đối mặt với cảnh tượng này. Cầu cho nước Hạ đời đời phồn vinh, hưng thịnh, mong mỗi một người dân nước Hạ sẽ như rồng như hổ. Xin cảm ơn. Sau một câu phát biểu ngắn ngủn, Lý Trạch Vũ cúi người thật sâu với mọi người, rồi bình thản bước xuống bục. Không một ai nghĩ tới bài phát biểu nhận thưởng của hắn lại ngắn gọn như vậy, không khí bỗng rơi vào khoảng lặng đầy xấu hổ. Nói hay lắm, bốp bốp bốp, giọng nói hùng hồn của Lý Viễn Sơn vang lên, đồng thời cũng là người đầu tiên vỗ tay hưởng ứng. Bốp bốp bốp, mọi người cũng hùa theo, khắp lễ đường lại quanh quẩn tiếng vỗ tay vang dội. Hơn mấy chục nghìn người ở hiện trường nằm mơ cũng không ngờ được rằng cậu ấm từng nổi tiếng ăn chơi trác táng sẽ có ngày nhận được huân chương Tử Kinh danh giá. Câu nói cầu cho nước Hạ đời đời phồn vinh, hưng thịnh, mong mỗi một người dân nước Hạ sẽ như rồng như hổ lại càng thêm rung động lòng người. Một cậu ấm sống trong nhung lụa lại có thể làm được tới nước này, từ cổ chí kim thật sự là có một không hai. Lý Trạch Vũ, từ hôm nay trở đi, chắc chắn ba chữ này sẽ được đưa vào sách sử nước Hạ. Nghe bảo hình như thằng nhóc này chưa có hôn phối đúng không? Chắc vậy, chưa từng nghe nói tới. Ai bảo không thế, đồn rằng đích thân ông cụ Lý đã bàn cho cậu ta một mối hôn sự rất tốt, đằng gái là tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Vân Dương đó, thấy không, chính là cô gái ngồi bên cạnh thằng nhóc nhà họ Lý kia kìa. Trong bữa tiệc, có rất nhiều ánh mắt quét qua quét lại, đánh giá Trần Thanh Tuyết. Đêm nay, ngoại trừ Lý Trạch Vũ, chắc hẳn cô chính là ngôi sao sáng nhất tại đây. Cũng ngay tối hôm ấy, nhà họ Trần ở Tuyên Thanh tức khắc nổi lên như còn, tên tuổi được lan truyền khắp trời Nam đất Bắc. Mặc dù trong nhà họ Trần không có ai theo nghiệp chính trị, nhưng đằng sau người ta có chỗ dựa vững chắc là nhà họ Lý, thế là đủ để tung hoành ngang dọc khắp nước Hạ rồi. Sau khi biết Trần Thanh Tuyết là vợ sắp cưới của Lý Trạch Vũ, mấy cậu ấm đang nhăm nhe cô tức khắc chặt đứt suy nghĩ đó trong đầu. Chồng sắp cưới của người ta được nhận huân chương Tử Kinh đó. Chỉ cần không phản bội đất nước thì dù có phạm phải tội lỗi tày trời thế nào cũng sẽ có quyền được đặc xá một lần. Thế nên dù có cho họ thêm trăm lá gan nữa cũng chẳng đủ dũng khí đi trêu chọc Lý Trạch Vũ. Sau bữa tiệc, cậu Phú Quý và Vật Tương vong tiễn Lý Viễn Sơn quay về nhà họ Lý, còn Lý Định Quốc chạy suốt đêm về Bắc Cương. Dạo này nước Hùng cứ dục dịch không yên hoài, ông ấy phải mau quay về canh chừng mới được. Đương lúc Lý Trạch Vũ chuẩn bị leo lên xe. Anh tính đi đâu? Anh định đi đâu đấy? Hai giọng nữ dễ nghe vang lên gần như cùng lúc, Lý Trạch Vũ ngước mắt nhìn, Trần Thanh Tuyết và Diệp Khuynh Thành song song đi về phía này, mới nghĩ thôi là thấy nhức nhức cái đầu rồi. Đưa tôi về nhà, lúc Trần Thanh Tuyết nói còn khẽ liếc Diệp Khuynh Thành, cau mày. Diệp Khuynh Thành cũng chẳng thèm nể nang, dịu dàng bảo,
xe tôi hư rồi, anh có thể chở tôi về không? Thấy hai cô gái đưa ra cùng một vấn đề, mặt mày Lý Trạch Vũ bỗng chốc tái nhợt. Này, hai người đó, lại đây. Bỗng, Lý Trạch Vũ chỉ tay về phía hai quý bà trang điểm đậm, gọi một tiếng. Cậu Lý, cậu kêu bọn tôi hả? Hai quý bà kia tức tốc ba chân bốn cẳng chạy tới, trên mặt hiện rõ vẻ không dám tin. Một trong số họ còn tưởng Lý Trạch Vũ nhìn chúng dung mạo của mình, cứ thế ươn eo liếc mắt đưa tình. Hai cô có xe không? Xe. Có chứ, Porsche 911 phiên bản giới hạn đàng hoàng đó. Quý bà đang ươn eo lảng lơ kia bỗng thốt lên. Chỉ có một chiếc thôi hả? Cậu Lý muốn bao nhiêu chiếc? Tôi có thể nghĩ cách tìm tới cho cậu. Quý bà nịnh nọt đáp, còn cách nào nữa đâu, ai bảo tuy tính tình của Lý Trạch Vũ cục xúc, nhưng lại được ông trời ban cho gương mặt yêu nghiệt vô cùng, khiến hai người bọn họ không thể nào chống cự lại nổi. Hai người đưa hai cô bạn của tôi về nhà dùm đi. Lý Trạch Vũ chỉ Trần Thanh Tuyết và Diệp Khuynh Thành, nói. TH hả, bốn người phụ nữ gần như bĩu môi cùng một lúc, ô cái quỷ gì, Lý Trạch Vũ lấy từ trong người ra một xấp tiền mệnh giá lớn, hào phóng nhét vào tay hai quý bà, tiền xe đây, nhớ là phải đưa hai người họ về. Tới nhà an toàn đó. Dứt lời, hắn một mình leo lên xe, sau khi khởi động xe thì nhanh nhẹn nhấn chân ga, hiên ngang rời đi. Thoạt nhìn cứ như đang chạy trốn vậy. Bốn người phụ nữ trợn mắt nhìn chiếc xe biến mất trong đêm, qua hồi lâu mới lần lượt hoàn hồn. Tổng Giám đốc Diệp, sau này gặp lại. Tổng Giám đốc Trần, tạm biệt. Trần Thanh Tuyết và Diệp Khuynh Thành liếc nhau, sau đó tự rẽ sang hai hướng đối lập mà rời đi, để lại hai quý bà hoang mang không hiểu gì giữa gió lạnh. Khoảng mười mấy phút sau, Lý Trạch Vũ dừng xe trước cổng phủ nhà họ Ninh. Mở cửa ra, tôi là đại thiếu nhà họ Ninh đấy. Cha ơi, cha cho con vào nhà đi, sao cha lại đuổi con ra khỏi nhà vậy? Cổng lớn nhà họ Ninh khép chặt, một chàng trai trẻ mặc đồ bệnh nhân đang đứng trước cổng gào thét, khóc lóc, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Cách đây không lâu, xác của Ninh Võ Cường đã được người tìm thấy trong nhà, bấy giờ, hai anh em Ninh Thiên Hâm mới biết cha của mình đã bị người khác hãm hại từ lâu. Kế đó, Long Tổ lại sai người tới nhà họ Ninh, báo cho họ biết rằng kẻ đã giả mạo Ninh Võ Cường lúc trước chính là giáo chủ Vu giáo, Hướng Dương Thiên. Không chỉ vậy, người của Long Tổ còn vô tình, mà cũng có thể là cố ý để lộ một bí mật động trời, rất có thể Ninh Mãn Thành là con trai của Hướng Dương Thiên. Lúc đó, mặt mày Ninh Thiên Hâm tức khắc xa sầm. Mấy năm trước, vợ của ông ta đã bất hạnh qua đời vì bệnh tật, tạm thời không người đối chứng, nên ông ta dứt khoát cắt tóc Ninh Mãn Thành xuống, đem đi làm xét nghiệm DNA. Chẳng bao lâu sau đã có kết quả, quả nhiên Ninh Mãn Thành không phải là con ruột của Ninh Thiên Hâm. Thế là, Ninh Mãn Thành tức khắc bị đuổi ra khỏi nhà họ Ninh trong tình trạng tay chân vẫn còn chưa lành lại hẳn. Lý Trạch Vũ thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện ngay trước mặt, Ninh Mãn Thành bị dọa sợ hết khiếp, cố nén cơn đau nhích người lùi về sau, đồng thời quát lớn, anh tính làm gì? Chỗ này là nhà họ Ninh, đừng có mà sằng bậy. Lý Trạch Vũ ngồi xổm xuống, ung dung hỏi, anh có biết tại sao mình lại bị đuổi khỏi nhà không? Hả? Ninh Mãn Thành hoang mang, tôi không biết. Bởi vì anh vốn không phải người nhà họ Ninh. Anh nói nhảm gì thế hả? Ngu xuẩn, anh vứt não mình cho chó ăn rồi hả? Lý Trạch Vũ nhìn gã như đang nhìn một thằng ngốc, anh nghĩ đi, rốt cuộc là chuyện động trời thế nào mới có thể khiến nhà họ Ninh không màng đến vết thương trên người mà tống cổ anh ra khỏi nhà chứ? Nghe vậy, mặt mày Ninh Mãn Thành tức khắc cứng đờ, thậm chí, trong lòng còn vang lên một giọng nói nhắc nhở gã rằng, Lý Trạch Vũ nói không sai. Nhưng... sao chuyện đó có thể xảy ra được? Không thể nào, nếu tôi không phải người nhà họ Ninh thì là người nhà ai được nữa đây? Ninh Mãn Thành bắt đầu nói năng lộn xộn. Lý Trạch Vũ lắc đầu thở dài, nghĩ thầm chỉ số IQ của tên này chắc chắn là di truyền từ bà mẹ già của gã. Chứ nếu được thừa hưởng từ Hướng Dương Thiên thì sao có thể ngu tới vậy được? Cha ruột của anh chính là... Kế đó, Lý Trạch Vũ thuật lại giản lược những vấn đầy đủ từ đấu tới đuôi vụ Hướng Dương Thiên trà trộn vào nhà họ Ninh. Nghe xong, cả người Ninh Mãn Thành sụi lơ, cha của gã lại là một đại ma đầu. Hiện tại chắc anh đã hiểu được tâm trạng của Ninh Thiên Hâm rồi nhỉ. Lý Trạch Vũ bất đắc dĩ thở dài. Hướng Dương Thiên không chỉ có chơi vợ người ta, mà còn giết luôn cả cha người ta. Nếu không phải nể tình Ninh Mãn Thành đã gọi mình là cha hơn 10 năm, có khi Ninh Thiên Hâm sẽ chẳng đơn giản đuổi Ninh Mãn Thành ra khỏi nhà họ Ninh như vậy mà sớm sai người diệt khẩu rồi. Anh cố tình tới tìm tôi. Ninh Mãn Thành bỗng cau mày hỏi.
Lý Trạch Vũ gật nhẹ đầu, đáp, có thể nghĩ như vậy. Đừng nói là tới giết tôi đó nhé. Trái tim Ninh Mãn Thành lại treo cao. Lần này, Lý Trạch Vũ không trả lời, chỉ trở tay nắm lấy cánh tay của gã. Một tiếng rắc vang lên. A! À, Ninh Mãn Thành há to miệng, chu chéo như con heo bị giết. Lại thấy Lý Trạch Vũ nhào nặn tay chân của gã vài lần, thế là vết thương vốn cần tới mấy tháng mới lành tức khắc khỏi hẳn trong nháy mắt. Ninh Mãn Thành đứng phát dậy, không dám tin nhìn Lý Trạch Vũ, như thể nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao lại cứu gã. Ra nước ngoài, cả đời đừng quay về đây nữa. Lý Trạch Vũ võ vai gã một cái, trầm giọng nhắc nhở, nếu anh còn nán lại nước Hạ, chưa biết chừng một ngày nào đó, Ninh Thiên Hâm bỗng dưng nhớ ra rồi tới làm thịt anh đó. Nghe vậy, Ninh Mãn Thành hoảng sợ ra mặt. Ở đây có 100 triệu, nhớ ăn xài tiết kiệm một chút, dù gì thì bây giờ anh cũng thành trẻ mồ côi rồi. Lý Trạch Vũ đưa cho gã một tấm thẻ. Ninh Mãn Thành nhận lấy tấm thẻ ngân hàng, cảm động đến rơi nước mắt, anh Lý, cảm ơn anh, hu hu hu. Có lẽ cảm động trước tình yêu giữa Tư Mã Tam Nương và Hướng Dương Thiên nên lần đầu tiên Lý Trạch Vũ không nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa tục ngữ nói nhìn 3 tuổi là biết già thế nào, thứ mặt hàng như Ninh Mãn Thành, dù có cho gã trăm năm để trưởng thành thì Lý Trạch Vũ cũng chưa chắc để vào mắt. Vì thế không cần lo lắng gió xuân thổi lại hồi sinh. Vừa rời khỏi nhà họ Ninh, Lý Trạch Vũ đã nhận được điện thoại của Diệp Khinh Nhu. Anh Hùng Lý có bận gì không? Ừm. Lý Trạch Vũ cười khổ nói, người đẹp Diệp có dạy bảo gì sao? Nếu có thời gian thì cùng uống một ly. Uống rượu hỏng việc, lỡ không cẩn thận để súng cướp cò thì sao bây giờ? Chỉ cần người nào đó dám bản, bà cô tôi đây liền dám ăn đạn. Đây là lần đầu tiên Lý Trạch Vũ được trải nghiệm một Diệp Khinh Nhu bạo dạn như vậy nên nháy mắt đã bại trận. Hai người hẹn nhau địa điểm rồi cúp điện thoại. 20 phút sau, Lý Trạch Vũ đến phường Hương Lan mà mấy năm trước đêm nào hắn cũng tới chơi. Lý thiếu gia, Lý thiếu gia. Ai ra, tôi đợi hết ngày này sang tháng nọ, cuối cùng cũng đợi được anh tới đây rồi. Một má mì trang điểm đậm nhiệt tình bước tới đón tiếp hắn. Có rất nhiều nhân viên mới không biết Lý Trạch Vũ là ai đều ngơ ngác đứng đó nhìn, không biết là đại gia lớn nào tới. Má mì tang trống nạnh mắng. Đây là Lý Thiếu Gia, mở mắt lên mà làm việc cho bà đây. Chào Lý Thiếu Gia, chào Lý Thiếu Gia. Nam nữ hai bên đều cung kính chào. Lý Trạch Vũ lấy ra một tấm thẻ, nhàn nhạt nói, dọn dẹp đi. Đây đây. Má mì tăng cẩn thận nhận lấy thẻ ngân hàng rồi lập tức cử người đi mời hết khách bên trong về. Tao đang chơi vui vẻ, lại đòi đuổi đi hả? Chết tiệt, nghĩ tao không có tiền trả phải không? Một thanh niên tóc nhuộm vàng chửi rủa ầm lên. Người phục vụ lễ phép nhắc nhở, Lâm Thiếu Gia, người muốn dọn chỗ tối nay là Lý Thiếu Gia. Lý Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia nào? Thanh niên tóc vàng rõ ràng là hơi say, nhưng vẫn bất mãn hét lên như cũ, đêm nay ông trời có đến đây cũng vô dụng, xem ai dám bắt tao rời đi. Người phục vụ không biết làm sao. Má mì tang nhìn thấy cảnh này lập tức bước nhanh tới, ồ, Lâm Thiếu Gia, thật sự xin lỗi. Đồ uống tối nay miễn phí, ngài có thể nể mặt tôi chút được không? Bốp, thanh niên tóc vàng tát vào mặt má mì tang, con khốn hôi hám này, có đáng để tao nể mặt không? Lâm cẩu đản, mấy năm không gặp, giờ tính tình lớn quá nhỉ? Ngay lúc thiếu niên tóc vàng đang định tát cho má mì tang thêm vài phát thì một giọng nói bông đùa vang lên. Tên tóc vàng nghe thấy giọng nói này đột nhiên tỉnh táo lại. Lý, anh Lý. À, Lâm thiếu gia còn biết tôi à? Nụ cười trên mặt Lý Trạch Vũ không hề giảm mà trêu chọc. Bốp bốp. Lâm cẩu đản vội tự tát mình hai cái tội miệng rộng đáng chết, anh Lý, tôi thực sự không biết là anh, nếu không cho tôi 10 lá gan. Được rồi, ông đây không rảnh nghe nói nhảm, lập tức cút khỏi đây. Dạ dạ dạ, Lâm cẩu đản cảm thấy như mình được đại xá, vẫy tay chào đồng bọn rồi nhanh chóng rời đi. Một người phục vụ mới hỏi người nhân viên cũ bên cạnh, anh ơi, lai lịch của Lý Thiếu Gia này là thế nào mà trâu bò như Lâm Thiếu Gia mà trước mặt anh ấy? Cũng nghe lời như cháu trai vậy. Cậu không biết gì cả, Lý Thiếu Gia là cậu chủ ăn chơi trác tán số một hoàng thành này đó. Nhớ hồi đó, Lý Thiếu Gia chỉ cần ngồi đó hai tay đút túi thì người muốn nâng ly kính rượu có thể xếp hàng từ phường Hương Lan chúng ta đến tận thiên thượng nhân gian. Ông chủ đằng sau cửa hàng chúng ta cũng không phải là người bình thường, mà kể từ khi nơi này mở cửa đến giờ, khách hàng duy nhất có thể làm chỗ này dọn chỗ chỉ có mình Lý Thiếu Gia thôi. Người nhân viên cũ dường như đang chìm trong ký ức, sùng bái mà nhìn Lý Trạch Vũ.
Tôi xin lỗi, thưa cô, chỗ của chúng tôi tối nay đã được bao trọn rồi. Để cô ấy vào. Theo giọng nói nhẹ nhàng của Lý Trạch Vũ, Diệp Khinh Nhu, người bị chặn bên ngoài, lập tức được cho đi. Đúng là cậu chủ ăn chơi trác tán số một, mặt mũi lớn quá nhỉ. Diệp Khinh Nhu ngoài như khen mà chào phúng nói. Xem ra mông cậu lại ngứa rồi phải không? Lý Trạch Vũ giơ tay làm vài động tác, cười nói, là thủ tôi hoa trưởng của tôi đã lâu rồi tôi không dùng đến rồi. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Diệp Khinh Nhu nheo lại, cô khẩn trương nói, tôi cảnh cáo anh, đừng có làm bậy đó. Lý Trạch Vũ đắc ý hừ một tiếng, sau đó ra lệnh cho những người khác, mang mấy bình rượu tới, sau đó mọi người đều đi ra ngoài hết đi. Vâng. Má Mì Tang đích thân mang vài chai rượu mạnh có giá trị lên, sau đó yêu cầu toàn bộ nhân viên rời đi. Trong đại sảnh to như vậy chỉ còn lại Lý Trạch Vũ và Diệp Khinh Nhu. Lý Trạch Vũ chủ động rót hai ly rượu, sau đó chủ động bưng lên một ly. Diệp Khinh Nhu cũng không khách khí mà bưng một chiếc ly khác lên. Cả hai uống ba ly liên tiếp mới dừng lại. Nói đi, đêm khuya như vậy cô tìm tôi có việc gì? Lý Trạch Vũ cười nói. Không phải thật sự muốn chơi dã chiến với tôi đó chứ. Miệng chó không nhả được ngà voi. Nói chuyện điện thoại thì Diệp Khinh Nhu dám tự tin bạo dạn, nhưng khi đứng trước mặt Lý Trạch Vũ cô lập tức ngại. Cô đổi chủ đề, nói, cậu định giải quyết chuyện với Khuynh Thành như thế nào? Hả, Lý Trạch Vũ nhướng mày, có ý gì? Diệp Khinh Nhu thẳng thắn nói, tôi đây người đàng hoàng không nói chuyện mờ ám, Khuynh Thành thích cậu, đừng nói với tôi cậu không cảm giác được. Nghe vậy. Lý Trạch Vũ cau mày nói, đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, liên quan gì đến cô? Cậu! Diệp Khinh Nhu há miệng thở dốc, nhất thời không biết nên nói gì. Tôi thấy cô rảnh rỗi quá đau chứng à, chính mình một đống tuổi còn chưa lập gia đình, không lo chuyện của mình đi chỉ thích xen vào chuyện của người khác. Lý Trạch Vũ dừng một chút, bổ sung, ô, tôi đột nhiên quên mất cô không có chứng. À! Diệp Khinh Nhu nổi điên, thẹn quá thành giận nói. Cậu nói ai một đống tuổi hả? Ý cậu là sao hả? Cho rằng không có người muốn tôi đúng không? Tin hay, không, chỉ cần bà đây liếc mắt đưa tình, không nam nhân nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của tôi. Tôi không tin. Lý Trạch Vũ nghiêm túc nói, nếu không cô liếc mắt đưa tình với tôi thử xem. Có quỷ mới liếc mắt với cậu. Diệp Khinh Nhu giận sôi máu. Vừa nhìn thấy cháu gái sau khi trở về nhà đã nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Cô ấy lập tức đoán ra được rất có thể có liên quan đến Lý Trạch Vũ. Sau khi hỏi thăm xung quanh mới biết cháu gái mình bị vợ sắp cưới chính quy của Lý Trạch Vũ khiêu khích. Diệp Khinh Nhu có thể hiểu được tâm tình của cháu gái mình. Thích Lý Trạch Vũ, hơn nữa giữa họ cũng có mối quan hệ như vậy, theo logic mà nói hẳn là trời sinh một cặp. Nhưng không ngờ ở giữa còn có một Trần Khinh Tuyết chen vào. Bởi vậy, nên đang đêm khuya Diệp Khinh Nhu lại vội vàng đi tìm Lý Trạch Vũ. Hy vọng hắn sẽ cho cháu gái của mình một lời giải thích. Lý Trạch Vũ nhún vai nói, nếu như cô vì chuyện này mà tìm tôi, vậy ta sẽ tiếp cô nữa, thời gian của tôi rất quý giá. Không được, hôm nay cậu nhất định phải cho Khuynh Thành nhà chúng tôi một lời giải thích. Thái độ của Diệp Khinh Nhu vô cùng cứng rắn. Phì, Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc, hút mạnh vài hơi. Mẹ nó tôi ra xã hội lăn lộn thì cần gì phải giải thích với ai chứ? Cô có cần băng dán không hả? Đối mặt với Diệp Khinh Nhu hùng hổ dọa người, Lý Trạch Vũ bình tĩnh tự nhiên, hắn hiểu rõ chỉ cần mình thể hiện không biết xấu hổ đến mức nhuần nhuyễn, đối phương sẽ không thể làm gì hẳn được. Quả nhiên, Diệp Khinh Nhu tức giận trợn mắt lên, trên mặt tràn đầy vẻ không nhìn được lại không làm gì được. Còn uống nữa không? Không uống là tôi đi đấy. Lý Trạch Vũ chỉ vào mấy bình rượu ngon trên bàn hỏi. Hừ, Diệp Khinh Nhu nhíu mày nói, cậu có phải là đàn ông không vậy? Nghe lời này của cô xem. Lý Trạch Vũ cười gượng vài tiếng, bằng không chính cô tự mình tới thí nghiệm một chút thử. Cậu, bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khinh bạc bằng lời nói, Diệp Khinh Nhu tức muốn hộc máu. Vốn dĩ cô ấy vốn tưởng rằng Lý Trạch Vũ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hiện tại xem ra Ngạn Ngữ nói không sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thằng nhãi này hiện giờ mặc dù đã công thành danh toại, nhưng tính cách phóng đãng không kiềm chế được đã hoàn toàn khắc vào trong xương cốt rồi. Không uống nữa là tôi đi trước nhé. Lý Trạch Vũ đứng dậy định rời đi. Không ngờ Diệp Khinh Nhu bước nhanh ngăn hắn lại, khiêu khích nói, có dám đánh cược một lần với tôi hay không? Cô xác định là muốn đánh cược với tôi. Lý Trạch Vũ không giận mà ngược lại còn cười. Diệp Khinh Nhu trợn trắng mắt, tức giận nói,
tôi chỉ đánh cược, lại không phải đánh nhau với cậu. Ngay sau đó cô ấy chỉ vào mấy bình rượu trên mặt bàn, đổi đề tài nói, hai ta so xem ai uống được hơn, nếu thua phải đáp ứng đối phương một điều kiện, có dám hay không? Ngực to ngốc nghếch, Lý Trạch Vũ liếc mắt quét Diệp Khinh Nhu một cái từ trên xuống dưới, nghĩ thầm cổ nhân không nói sai mà. So uống rượu với hắn, còn không phải lão thọ tỉnh thắt cổ sao? Em không rõ chỗ này lắm, đừng nói cậu không dám chứ. Mắt thấy Lý Trạch Vũ do dự không chừng, Diệp Khinh Nhu lại lần nữa nói kích một câu. Lý Trạch Vũ xoa tay, thoáng hưng phấn nói, có phải là ra điều kiện gì cũng được không? Đúng vậy, điều kiện gì cũng được. Tim Diệp Khinh Nhu đột nhiên đập nhanh kịch liệt, bởi vì người sáng suốt đều nghe ra được Lý Trạch Vũ ám chỉ đến chuyện gì. Nhưng mà không biết vì sao, thế nhưng cô ấy lại có chút hy vọng chờ lát nữa mình thua. Đáng chết, đêm nay mình là vì cháu gái mà tới, sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Nếu cậu thua, lập tức hủy bỏ hôn ước với nhà họ Trần cưới Khuynh Thành làm vợ. Diệp Khinh Nhu nói sang chuyện khác, được. Lý Trạch Vũ sảng khoái đồng ý, nói, nếu cô thua, từ nay về sau không cần xen vào việc người khác nữa. Hửm. Diệp Khinh Nhu ngẩn người, kinh ngạc nói, đây là điều kiện của cậu. Đúng vậy, bằng không cô cho rằng là gì? Tôi cho rằng cậu tưởng. Nói đến một nửa Diệp Khinh Nhu kịp thời câm miệng. Vốn dĩ cô ấy tưởng rằng Lý Trạch Vũ sẽ ra điều kiện vượt quá mức cho phép, không nghĩ tới là tự mình hiểu lầm. Trong lúc hoảng hốt, trong lòng cô ấy đột nhiên trào lên cảm giác mất mát. Tới, bắt đầu đi. Lý Trạch Vũ liên tiếp mở ra hai bình rượu ngon, đưa một chai cho đối phương. Uống, uống. Hai người trực tiếp nâng bình uống. Nếu là so thân thủ, thì cho dù 10 Diệp Khuynh Thành cột vào cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ, nhưng là ở phương diện uống rượu, vị nữ chiến thần này hiển nhiên tràn đầy tự tin. Không đến một phút. Xôn xao. Bình rượu trong tay Diệp Khinh Nhu đã trống không, đang lúc cô ấy định khoe. Mới phát hiện Lý Trạch Vũ đã bắt đầu uống bình thứ hai. Hừ, nữ chiến thần không cam lòng yếu thế, cô ấy nhanh chóng mở một chai sau đó tiếp tục uống. Không đến 10 phút, 8 bình rượu trên bàn đã trống không. Mặt Lý Trạch Vũ không đổi sắc, mang rượu tới. Ánh mắt Diệp Khinh Nhu đã mê ly, rõ ràng đã có vài phần men say, nhưng cô ấy lại không chịu nhận thua. Má mì tang nhanh chóng cho người bưng mười mấy bình rượu đi lên. Có phải đàn ông hay không? Là đàn ông thì tiếp tục uống. Diệp Khinh Nhu kêu gào rất khí phách. Lý Trạch Vũ vốn định buông tha cho người phụ nữ này rồi, nhưng nghe được lời nói của cô ấy trong lòng tức khắc giận dữ, mở rượu. Vâng, má mì tang tự mình mở toàn bộ các chai rượu ra. Diệp Khinh Nhu đã không uống nổi, nhưng nhìn thấy Lý Trạch Vũ lại uống một chai, cô ấy chỉ có thể căng ra đầu mà tiếp tục. Vài phút sau, trên bàn nhiều thêm 4 vỏ chai rượu, mà Diệp Khinh Nhu đã ngã trên sofa bất tỉnh nhân sự. Lý Trạch Vũ lấy di động ra chụp ảnh lại coi như chứng cứ thẳng lợi, ngay sau đó vác người phụ nữ lên trên vai mang đi. Lý thiếu gia đi thong thả, Lý thiếu gia đi thong thả. Má mì tang Phường Hương Lan dẫn theo một đám em gái xinh đẹp đưa tiễn hai người. Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu. Lý đại đương gia đã ép hết cồn trong cơ thể ra, cho nên không cần lo lắng chuyện say rượu lái xe. Vốn dĩ hắn định đưa Diệp Khinh Nhu đưa về nhà họ Diệp, nhưng cẩn thận ngẫm lại nếu làm như vậy rõ ràng không thích hợp. Rốt cuộc khuya khoe, trai đơn gái chiếc, hơn nữa Diệp Khinh Nhu còn bất tỉnh nhân sự, loại tình huống này rất dễ dàng làm người khác hiểu lầm. Kết quả là lúc đến cửa nhà họ Diệp thì hắn gọi điện thoại cho Diệp Khuynh Thành. Một lát sau, Diệp Khuynh Thành khoác áo lông chồn trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Lý Trạch Vũ. Cô nhỏ của tôi làm sao vậy? Diệp Khuynh Thành quan tâm mà dò hỏi. Lý Trạch Vũ lắc đầu cười khổ, ngay sau đó một mình đi xuống xe, chúng ta đi dạo một chút nhé. Được. Diệp Khuynh Thành gần như không hề do dự đã đồng ý rồi. Lý Trạch Vũ rất tự nhiên mà dắt tay cô, chậm rãi đi trong đêm tuyết. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? Diệp Khuynh Thành thoáng chờ mong mà hỏi. Lý Trạch Vũ nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi. Cô nhỏ của tôi có phải đã nói gì với anh đúng không? Diệp Khuynh Thành khẽ nhíu mày. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười khổ, kể lại một lần từ đầu tới đuôi chuyện phát sinh đêm nay. Nghe xong sắc mặt Diệp Khuynh Thành đỏ bừng, cô hơi áy náy nói, xin lỗi, tôi không biết cô nhỏ của tôi sẽ đi tìm anh, còn nữa, anh ngàn lần đừng nghe cô nhỏ nói bậy, hôn sự của anh và Trần Tổng. Chụt! Giọng nói đột nhiên im bặt. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ cúi đầu hôn xuống.
Diệp Khuynh Thành ngượng ngùng, sau khi không thể tránh được thì chủ động vòng tay ôm lấy Lý Trạch Vũ. Đêm tuyết đầy trời, hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt. Mênh mông thiên nhai là tình yêu của tôi. Ở cái thời khắc đẹp đẽ này, một tiếng chuông điện thoại chết tiệt vang lên đánh gãy khoảnh khắc tình cảm mãnh liệt giữa hai người. Lý Trạch Vũ lấy di động ra nhìn, là một dãy số xa lạ, hắn nghe máy lập tức rít gào. Mẹ nó ai đấy, đêm khuya không ngủ được gọi điện thoại làm lông gì. A-di-đà Phật, sư đệ. Đầu điện thoại bên kia vang lên giọng hòa thượng Tố Nhân, sao lại tức giận vậy hả? Sư huynh. Lý Trạch Vũ giật mình, cũng không tức giận nhiều như vậy nữa, nhưng vẫn hơi ức giận, đêm khuya sư huynh không đi theo Phật tổ nói chuyện nhân sinh, tìm đệ làm gì? A-di-đà Phật. Hòa thượng Tố Nhân cười khổ nói, huynh và Vân Trung lão hữu cùng với Ngọc Cung chủ biết được tin tức Vu giáo đã bị hủy diệt, vì thế chạy suốt đêm tới Hoàng Thành. Vu giáo đã bị hủy diệt cũng không phải chuyện lớn gì, mọi người vội vàng chạy tới đây làm gì? Thứ nhất, chúng ta cố ý tới để chúc mừng sư đệ, thứ hai là... Để tôi nói đi. Đạo sĩ Vân Trung thấy hòa thượng già ấp a ấp úng, bèn đoạt lấy điện thoại nói tiếp, sư đệ, thêm nữa là chúng ta hy vọng đệ có thể dẫn chúng ta đi gặp sư phụ. Đệ nói này, các người sao mà cứng đầu vậy hả, không phải nói chờ đệ rảnh. Sư đệ đạo sĩ Vân Trung vội vàng ngắt lời. Chúng ta có một chuyện vô cùng quan trọng, phải tìm sư phụ gặp mặt chứng thực mới được. Sáng sớm hôm sau, Lý Trạch Vũ còn đang hẹn hò với Chu Công thì người hầu đến gõ cửa. Thiếu gia, mấy vị sư huynh sư tỷ của ngài đã chờ rất lâu. Lý Trạch Vũ chỉ có thể đứng dậy mặc dù đang buồn ngủ. Vừa đến trước chủ đường, liếc nhìn thấy đạo sĩ Vân Trung đang thảo luận với Lý Viễn Sơn cách trồng rau. Lý huynh, thành phần dinh dưỡng của loại bắp cải này không thua kém đậu bắp, tin tôi đi, hãy trồng nhiều loại hơn nữa. A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ tin tưởng tôi, mùa đông trồng đậu bắp tuy không dễ dàng, nhưng có thể xây nhà kính. Đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân dẫn nhau, cả hai đều không chịu nhượng bộ về vấn đề bắp cải hay đậu bắp cái nào nhiều dinh dưỡng hơn. Cuối cùng, Ngọc Phượng Hoàng trợn mắt nhìn hai người, tức giận nói, không thể trồng cả hai cây à. Kết quả là, đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không xem bọn hắn như thế, có lẽ nếu tiếp tục tranh cãi sẽ đánh nhau mất. Sư đệ, dậy rồi à, mắt Ngọc Phượng Hoàng sáng lên. Mọi người nhìn xung quanh thì thấy Lý Trạch Vũ vênh váo đi đến, nhưng khuôn mặt vẫn thẳng thắn. Sư đệ, tối hôm qua đệ đã hứa với chúng ta, hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi gặp sư phụ, bây giờ xuất phát thôi. Đạo sĩ Vân Trung khẩn trương thúc giục hẳn. Hòa thượng Tố Nhân và Ngọc Phượng Hoàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Suýt TL. Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, nhìn ba người, các người còn chưa nói là chuyện gì mà gấp như vậy. Nghe vậy, ba người Ngọc Phượng Hoàng nhìn nhau. A-di-đà Phật. Cuối cùng, Hòa Thượng Tố Nhân lên tiếng nói, ta ngày đêm nhớ đến sư phụ. Dừng lại, dừng lại. Lý Trạch Vũ thẳng thắn nói, người xuất gia không nói dối, sư huynh người muốn phá giới à? Hòa Thượng Tố Nhân nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, đạo sĩ Vân Trung cười ha hả nói, sư đệ, ba người chúng ta thật sự có chuyện gấp muốn gặp sư phụ, về phần là chuyện gì? Khi gặp sư phụ chúng ta tự nhiên sẽ nói cho đệ biết, đừng làm khó chúng ta. Thấy bọn họ không giống như đang nói đùa, vẻ mặt của Lý Trạch Vũ hơi dịu đi, đổi chủ đề nói, trước tiên đệ gọi điện thoại hỏi một chút, xem các vị sư phụ có đồng ý hay không. Phải phải, đạo sĩ Vân Trung cười nói, hí, ha. Lý Trạch Vũ đi đến cách đó không xa vừa hút thuốc, lấy điện thoại di động ra và khéo léo bấm một dãy số. Tội thành, tử ngục. Là tôi. Lý Trạch Vũ, đại đương gia có dặn dò gì? Đi kêu đại lão của các người nghe điện thoại, nên nhờ đại lão nào tiếp đây ạ? Tùy là đại lão nào? Mẹ nó cậu hổ báo quá nhỉ, tìm người nào cũng được. Lý Trạch Vũ lớn tiếng chửi bới. Vâng ạ. Sau một lúc, tên nhóc à? Giọng nói của đạo sĩ Vô Trần vang lên. Gần đây các vị sư phụ ăn ngủ thế nào? Chơi địa chủ ai thắng nhiều hơn? Phân có trơn không? Lý Trạch Vũ vừa mở miệng đã bày tỏ sự quan tâm và lời chào tới vài vị sư phụ. Nếu không phải đánh không lại hắn được thì mấy ông già ở đầu bên kia điện thoại có lẽ đã lần theo tín hiệu vệ tinh đến đánh hắn một trận rồi. Thực lực của bọn họ cao như vậy, sao có thể đại tiện không trơn tru được chứ? Tên nhóc này, có dám thì mau thả đi. Hòa thượng Nhất Trinh hét toáng lên. Ồ, tốt, tốt, quên mất vẫn còn có chuyện chính. Lý Trạch Vũ cười khô khan nói,
đúng vậy, mấy vị sư huynh nói muốn tới chỗ người nói có việc gấp muốn đích thân xác nhận với người. Cuộc điện thoại kéo dài hơn 10 phút. Dưới ánh mắt mong đợi của đạo sĩ Vân Trung, Lý Trạch Vũ hùng hổ bước tới. Sư đệ, sư phụ có đồng ý không? Hòa thượng Tố Nhân lo lắng hỏi. Nhìn qua ba người, Lý Trạch Vũ cau mày. Thấy vậy, ba người càng thêm lo lắng. Thu dọn một chút, lát nữa dẫn các người đi. Không cần thu dọn, bây giờ chúng ta xuất phát. Đạo sĩ Vân Trung đầy hưng phấn. Cháu trai, hãy để ông đi cùng cháu. Lý Viễn Sơn đột nhiên lên tiếng. Lý Trạch Vũ giật mình, kinh ngạc nói, ông Cố Lý, sao ông lại tham gia trò vui này chứ? Tham gia trò vui gì chứ, cháu trai à, cháu không biết nói thì đừng nói gì cả. Lý Viễn Sơn tức giận. Ông ấy thực sự rất tò mò sư phụ Tô Lão Tam Thánh Địa là thần thánh phương nào. Ngoài ra, ông ấy cũng muốn đích thân cảm ơn họ, dù sao họ đã biến cháu trai của mình từ một tên ăn chơi phá phách thành một trong những thiên tài xuất sắc nhất thế giới. Nói là ơn tái tạo cũng không cúa, ông ấy phải đích thân đến cảm ơn. Hơn 10 phút sau, một chiếc trực thăng đậu trên sân bay của nhà họ Lý. Lý Trạch Vũ dẫn đầu ngồi vào ghế lái. Ngọc Phượng Hoàng và ba người khác theo sát phía sau. Lý Viễn Sơn cũng muốn đi, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Dù sao ông ấy đã quá già, thể chất cũng không thể bằng ba vị võ giả Ngọc Phượng Hoàng. Ông Cố Lý, ông đừng suy nghĩ nhiều. Mấy lão già kia có thể thu cháu làm đồ đệ bảo bối, trong mộng tỉnh lại cũng sẽ cười ha ha, muốn cảm ơn thì cũng là bọn. Họ phải cảm ơn cháu. Sau khi để lại một câu, Lý Trạch Vũ nhanh chóng hành động quyết liệt như hổ, chiếc trực thăng bay lên trời. Tội thành cách Hạ Quốc hơn 3.000 km. Trên đường, Lý Trạch Vũ gọi điện thoại, ngay sau đó một chiếc trực thăng đã tới để giao dầu. Cả hai bên đã hoàn tất việc tiếp nhiên liệu trên không. 6 giờ sau khi rời Hạ Quốc. Trực thăng tiến vào một ngọn núi phủ tuyết rộng lớn. Sắp tới rồi. Theo lời của Lý Trạch Vũ, ba người trong Ngọc Phượng Hoàng đột nhiên cảm thấy mong đợi hồi hộp. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa tử ngục từ từ mở ra, những phạm nhân đang di chuyển đều chú ý đến. Vốn tưởng rằng lại có một đại lão nào khác được phái tới, nhưng không ngờ lại là. Hình như là đại đương gia. Đó là đại đương gia. Mẹ nó, đại đương gia lại được đưa về à? Vẻ mặt của các phạm nhân đầy bối rối, Lý Trạch Vũ bước vào cùng Ngọc Phượng Hoàng và những người khác. Đại đương gia! Đại đương gia! Tất cả phạm nhân nhất trí tập trung vây quanh hắn, bốn phía lập tức chật như nêm cối. Đạo sĩ Vân Trung còn tưởng rằng bọn họ bị bao vây nên lập tức đề phòng. Lý Trạch Vũ chỉ xua tay nói, đừng khẩn trương, bọn họ không có địch ý. Ba người họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đúng lúc này... Một người đàn ông da trắng có râu chen lấn từ đám đông, tay cầm một con dao sắc bén, bất ngờ lao vào Lý Trạch Vũ như hổ xuống núi. Tao muốn mày phải chết. Cùng lúc đó, một tiếng gầm sắc bén phát ra từ miệng người đàn ông. Bốp bốp bốp. Bùm. Người đàn ông còn chưa đến gần Lý Trạch Vũ được ba thước thì đã bị một người đàn ông có bộ xương to lớn trên mặt bôi phấn đấm cho một phát với tốc độ cực nhanh. Tắc ban, mẹ nó mày làm cái quái gì vậy? Băm con gấu trắng nhỏ này cho chó ăn. Các phạm nhân xung quanh đang không ngừng chỉ trích anh ta. Đại đương gia, là tôi không quản được người, xin đại đương gia tha thứ. Giọng nói của người đàn ông bôi phấn vừa thanh vừa chua, giống y như thái giám của Hạ Quốc cổ đại. Con gấu trắng nhỏ nằm trên mặt đất khóc lóc rên rỉ không ngừng là người da trắng lúc trước khi Lý Trạch Vũ ra tù, bị hắn sắp xếp một ngày nhặt xà phòng 3 lần. Lý Trạch Vũ có lẽ cũng đã đoán được, cười mấy tiếng. Giữ cho anh ta một mạng, về sau số lần nhặt xà phòng sẽ tăng lên gấp đôi. Nghe vậy, gấu trắng nhỏ lập tức ngừng khóc, kinh hãi nhìn Lý Trạch Vũ. Mày là ác quỷ, thượng đế sẽ không bỏ qua cho mày. Nước miếng hòa thượng nhất trinh bay tứ tung, lâu lâu lại nâng ly húp một ngụm rượu. Hòa thượng Tố Nhân tựa như học sinh đứng trước mặt giáo viên, thở mạnh một chút cũng không dám. Sư phụ, người không thể uống rượu. Mắt thấy sư phụ phá giới. Lúc này ông ấy mới lấy hết can đảm khuyên một câu. Hòa thượng Nhất Trinh nhìn Hồ Lô Dưu, trong tay hừ một tiếng rồi cười nói, con hiểu cái rắm gì? Đây là thứ tốt đó, hay con muốn nếm thử một chút không? Không không không, Hòa thượng Tố Nhân thầm mặc niệm trong lòng một tiếng tội lỗi. Đùng! Hòa thượng Nhất Trinh không chút do dự mà đưa cho đồ đệ đầu chọc lên một ly hạt rẻ, vi sư còn có thể lừa con được à? Uống cho ta! Tội lỗi tội lỗi! Hòa thượng Tố Nhân bị bắt nếm một ngụm. Này thì hay rồi,
từ nay về sau chùa Triền lại nhiều thêm một vị mê rượu. Một bên khác, đạo sĩ Vô Trần miệng ngậm xì gà, mặt sụ ra, vừa thấy đã biết đang tức giận không ít. Đạo sĩ Vân Trung ngượng ngùng ngẩng đầu, sư phụ, người cũng đừng tức giận. Câm miệng, hít, hà, rít điếu thuốc, đạo sĩ Vô Trần hừ lạnh nói, quấy rầy vi sư yên tĩnh tu luyện, tên nhóc nhà con có phải nghĩ mình giỏi lắm rồi phải không? Không, đồ nhi không dám, đạo sĩ Vân Trung sợ tới mức cổ co rụt lại. Đạo sĩ Vô Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta thấy con thật sự dám mà. Sư phụ, tư thế người hút thuốc thật ngầu. Đạo sĩ Vân Trung ngắt lời, đồng thời nịnh nọt một câu. Phải không? Đạo sĩ Vô Trần vốn còn tức giận đột nhiên vui vẻ cười nói, con không biết, mỗi lần vi sư hút thuốc, bà cô Ngọc Linh Lung kia đều sẽ bị ta mê hoặc. Hắc hắc hắc. Sư phụ, người nói thật sao? Vi sư còn có thể nói dối con à? Sư phụ, cũng cho con một điếu. Đạo sĩ Vân Trung xoa tay, liếc mắt nhìn Ngọc Phượng Hoàng cách đó không xa, nhất thời cảm thấy tâm ý viên mãn. Cùng lúc đó, Ngọc Linh Lung sờ đầu Ngọc Phượng Hoàng, ân cần nói, tiểu Phượng Hoàng, âm tháng không buông tha một ai, ngay cả con cũng đã hơn trăm tuổi. Sư phụ, mấy năm nay người sống thế nào? Cuối cùng cũng được nhìn thấy sư phụ đã lâu không gặp của mình, Ngọc Phượng Hoàng rơm rớm lệ. Ngọc Linh Lung cười nhẹ nói, yên tâm đi, những năm này vi sư sống rất tốt. Tiêu Giao Cung gần đây thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn như trước. Các đệ tử cũng rất nghe lời, đúng rồi, sư phụ. Hình như Ngọc Phượng Hoàng nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai Ngọc Linh Lung một hồi. Chân mày Ngọc Linh Lung cau lại rồi thả lỏng, trên mặt dần lộ ra ý cười, còn có chuyện này sao? Đồ nhi đó của con ngoại hình thế nào? Tố y vẻ ngoài chim sa cá lặn, cùng sư đệ quả thật là một cặp trời sinh, chỉ là... Ngọc Phượng Hoàng ngượng ngùng cười khổ nói, giữa bọn họ có một khoảng cách thế hệt. Này có là gì đâu chứ? Ngọc Linh Lung lắc đầu không đồng ý, bây giờ không còn là xã hội cũ nữa, chỉ cần hai người vui vẻ, đi theo con đường của mình người khác nói gì cũng được. Đồ nhi cũng nghĩ như vậy. Ngọc Phượng Hoàng mỉm cười nói, hơn nữa, con bé Tố Y kia cũng không sợ ánh mắt thiên hạ, chỉ là bên sư đệ đồ nhi còn chưa nói đàng hoàng mà thôi. Ngọc Linh Lung xua tay nói, việc này vi sư sẽ tự mình quyết định, không chấp nhận tên nhóc kia phản đối. Vậy thì tất cả nhờ sư phụ làm chủ, Ngọc Phượng Hoàng vui vẻ ra mặt. Một lúc sau, Lý Trạch Vũ thong thả bước vào sau khi ôn chuyện xong với đám tiểu đệ của mình. Sư phụ Nhất Trinh, nhìn xem con có thứ gì tốt cho người đây. Trong khi nói chuyện, Lý Trạch Vũ đặt vài chiếc đĩa nhạc lên bàn. Nghe thấy từ thứ tốt, Hòa Thượng Nhất Trinh nhảy qua, nhìn kỹ rồi thốt lên, thì ra là kiệt tác của sư phụ Đăng Lan, ta đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mà vẫn không lấy được. Tên nhóc nhà con thật có tâm. Sư phụ, này, này, này cái đầu con. Trên mặt Hòa Thượng Tố Nhân tràn đầy kinh ngạc, nhưng lại bị Hòa Thượng Nhất Trinh độc đoán cắt ngang, trong lòng Phật Tổ có lưu ý rồi, không cần để ý quá nhiều. A-di-đà Phật. Hòa Thượng Tố Nhân trông như đã hiểu rõ, trong lòng thầm quyết định sau này sẽ thảo luận về chất lượng của mấy bộ phim này với sư phụ. Tên nhóc này, con không có thứ gì tốt để hiếu kính vi sư sao? Đạo sĩ Vô Trần bất mãn đi tới, Lý Trạch Vũ cười ha ha nói, sao có thể chứ? Vừa nói, hắn vừa đặt chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay còn lại lên bàn, xì gà Cuba chất lượng cao hàng năm chưa đến 300 điếu, năm nay đều ở đây cả. Tên nhóc nhà con có lương tâm, vậy vi sư xế không khách khí nữa. Đạo sĩ Vô Trần vui mừng cất hộp gỗ đi. Sau đó Lý Trạch Vũ nhìn về phía Ngọc Linh Lung cười xấu hổ nói, sư phụ Linh Lung. Ban đầu con định mang cho người một ít phấn mặt, nhưng con vội vàng quá. Không có thời gian mang, lần sau con nhất định sẽ mang cho người nhé. Ngọc Linh Lung lắc đầu cười nói, vi sư vừa lúc có chuyện muốn thương lượng với con, nếu con đồng ý thì đó chính là món quà tốt nhất đối với vi sư rồi. Có chuyện gì thế? Lý Trạch Vũ ngay lập tức lên tinh thần. Trong ba vị sư phụ của hắn, Ngọc Linh Lung luôn là người khó lửa nhất, hiện tại thấy đối phương nghiêm túc, không chấp nhận để hắn xem nhẹ. Vi sư nghe tiểu Phượng Hoàng nói con với con bé Tố Y kia là một cặp. Tuyệt đối không thể nào. Thái Dương Lý Trạch Vũ khẽ giật, lời lẽ chính đáng mà nói, Tố Y và con trong sạch, nhưng sư tỷ vu khống cho con ồ. Sư đệ, tỷ không có vu khống đệ. Ngọc Phượng Hoàng sửa lại, gương mặt của thánh nữ Tiêu Giao Cung chúng ta vẫn luôn chỉ có thể để chồng mình nhìn thấy, đệ dám nói là mình chưa từng nhìn thấy gương mặt của Tố Y không? Đã nhìn thấy, nhưng mà...
Không có nhưng. Ngọc Linh lung khí phách ngắt lời, vi sư đã sớm dạy con rồi, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Sư phụ Linh Lung, con. Con cái gì mà con? Bây giờ vi sư hỏi con có muốn con bé Tố Y kia hay không? Con muốn. Vậy không có việc gì. Lý Trạch Vũ sững sờ tại chỗ. Vừa rồi thực ra hắn muốn nói con muốn cái quái gì chứ? Nhưng còn chưa nói xong đã bị Ngọc Linh Lung cắt ngang, giờ phút này, cho dù hắn có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch. Dừng chủ đề này lại đi. Lý Trạch Vũ đổi chủ đề nói, các vị sư huynh, để đưa các huynh đến gặp sư phụ, hiện tại mọi người cũng nên nói có chuyện gì gấp cho đệ biết chứ. Đúng rồi, các con nói có việc gấp cần đến gặp chúng ta, việc gấp gì vậy? Hòa thượng Nhất Trinh hỏi theo. Hòa thượng Tố Nhân, đạo sĩ Vân Trung và Ngọc Phượng Hoàng nhìn nhau, trên mặt dần dần hiện lên một tia xấu hổ. Cuối cùng Ngọc Phượng Hoàng ngượng ngùng nói, sư phụ, chúng con chỉ muốn xác nhận xem ba vị các người thật sự còn sống hay không. Hỗn láo! Ngọc Linh Lung lạnh giọng quát lớn. Linh Lung, tạm thời bình tĩnh một chút. Đạo sĩ Vô Trần ngắt lời, thật ra ba người bọn họ cũng tới rất đúng lúc. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung và Hòa Thượng Nhất Trinh dường như đã đoán được trong lòng đạo sĩ Vô Trần nghĩ gì, đồng tử của họ co lại. Các con biết vì sao ba người chúng ta phải ở trong ngục này mấy chục năm không dám bước một bước ra ngoài không? Đạo sĩ Vô Trần bỗng nhiên cao giọng. Nghe được ẩn ý trong lời nói của ông, Lý Trạch Vũ không khỏi tò mò. Tại sao ba người Ngọc Linh Lung lại xuất hiện ở tử ngục, nguyên nhân gì khiến bọn họ mấy chục năm chưa từng bước ra khỏi ngục giam này nửa bước? Lý Trạch Vũ không phải chưa từng hỏi nguyên nhân, nhưng cho tới bây giờ ba người kia đều trả lời cho có lệ, nói non xanh nước biếc gì đó, thích hợp dưỡng lão. Đây không phải là chuyện đùa. Tội thành ở khu vực cực Bắc, bốn mùa giá lạnh, là nơi chim cũng sẽ không tới để y. Nơi quỷ quái này thích hợp dưỡng lão. Lừa quỷ à? Có điều ba người không muốn nói, Lý Trạch Vũ cũng không ép buộc, nhưng mà không ngờ hôm nay mấy người sẽ chủ động lựa chọn thẳng thần. Tiền bối Vô Trần, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hai tay Hòa Thượng Tố Nhân chắp lại hỏi. Đạo nhân Vô Trần trầm giọng nói, mấy người các cậu đi theo chúng tôi đi. Nói xong cùng Hòa Thượng Nhất Trinh và Ngọc Linh Lung dẫn đầu rời đi. Lý Trạch Vũ không hề suy nghĩ mà đi theo. Một lát sau, đoàn người lách qua sân bóng rổ ngục giam đi tới bể chứa nước thải. Cạch, phất trần trong tay đạo nhân Vô Trần vẩy một cái, đễ dàng cậy mở nắp sắt ở bên cạnh bể chứa nước thải. Sau khi đoàn người chui xuống đất, mùi thối xộc vào mũi. Nhiều lần chuyển hướng, cuối cùng đi tới trước một hồ băng. Mặc dù hồ băng này được tách biệt khỏi dòng nước hôi hám thải ra, nhưng vẫn có một mùi thối khó ngửi. Bịch, ba người đạo nhân Vô Trần nín thở, không hề do dự mà nhảy xuống. Ba người Ngọc Phượng Hoàng nhìn nhau rồi nhảy xuống theo. Lý Trạch Vũ là người nhảy cuối cùng. Tiến vào hồ băng, lập tức có một lồng không khí lạnh thổi tới, cũng may đoàn người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, khí trong người có thể ngăn cản không khí lạnh. Một lát sau, soạt, một đầu chọc từ trong nước ngoi lên, chính là Hòa Thượng Nhất Trinh. Ngay sau đó lại có một cái đầu ló ra. Nơi này vậy mà có động thiên khác, trông giống như là một địa cung, chỉ là có hơi lờ mờ. Leo lên khỏi mặt nước. Đạo nhân Vô Trần lấy ra một cây châm lửa từ vách đá nào đó, thắp sáng mười mấy ngọn đèn được nối với nhau, cung điện dưới lòng đất trong nháy mắt sáng rực. Mẹ nó, trong miệng Lý Trạch Vũ sổ một câu chửi thề. Sắc mặt Ngọc Phượng Hoàng và đạo nhân Vân Trung cùng Hòa Thượng Tố Nhân đều thay đổi. Chỉ nhìn thấy một sợi xích sắt được buộc chặt vào bốn cây cột chống trời trong cung điện dưới lòng đất, đầu còn lại của bốn sợi xích sắt xuyên qua xương tỳ bà của một người. Người kia tóc tai bù xù. Khiến người ta không nhìn thấy rõ hình dáng của hắn, mà quần áo trên người thì rách mướp, cho dù còn chưa tới gần cũng có thể ngửi được một mùi thối gay mũi. Lấy mùi hôi chua để phán đoán, Lý Trạch Vũ đoán chừng người này ít ra đã 2 tới 30 năm chưa tắm rửa. Lão quỷ, mấy người chúng ta tới thăm ông. Hòa Thượng Nhất Trinh hùng hổ, người kia hình như không nghe thấy nên không nhúc nhích. Đừng giả chết, đạo nhân Vô Nhân hừ một tiếng, nếu như ông muốn chết thật, chúng tôi cũng có thể thành toàn cho ông. Khặc khặc khặc, các ông dám giết bản tọa, giọng nói khàn khàn vang lên. Người kia ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt có vài vết phồng rộp cỡ ngón tay cái, một vết loét khiến da đầu người ta tê dại. Sư phụ, tên này chắc hẳn là, đạo nhân Vân Trung trừng lớn hai mắt. Đạo nhân Vô Trần nghiêm nghị gật đầu, đúng vậy, ông ta chính là cung chủ Vô Tình Thần Cung, Hách Liên Vô Tình. Mẹ nó, Lý Trạch Vũ lần nữa hét lên một tiếng,
lão quái này còn chưa chết. Không biết là giọng nói quá lớn hay giọng điệu quá quát, Hách Liên vô tình khẽ ngẩng đầu lườm Lý Trạch Vũ. Lạnh lùng, khinh miệt, coi thường, giống như đang đối xử với một con run dế. Lý đại đương gia chưa từng bị người ta khinh thường như vậy, lập tức không vui hỏi, lão quái, ông nhìn cái lông gì? Hòa thượng Nhất Trinh khiển trách, mặc dù người này làm nhiều việc ác, nhưng rốt cuộc vẫn là một nhân vật có tên tuổi, các con làm vãn bối không được vô lễ. Khóe miệng Lý Trạch Vũ hơi co rút mấy lần. Bản thân xem như vô lễ, vậy các ông giam giữ người ta ở trong địa cung tối âm không thấy ánh mặt trời này mấy chục năm, chắc hẳn đây chính là lấy lễ tiếp đón nhỉ. Năm đó ba người chúng ta truy sát ma đầu này một đường tới đây, tốn sức. Chín châu hai hổ rốt cuộc bắt giữ được, mà những năm này chúng ta luôn không hề rời khỏi đây chính là để trông chừng ông ta. Đạo nhân vô trần thổn thức không thôi. Không phải chứ, Lý Trạch Vũ ngắt lời, cũng bắt giữ rồi vì sao không trực tiếp xử lý ông ta mà còn giữ lại chờ sang năm. Con nghĩ rằng chúng ta không muốn à? Ngọc Linh lung lắc đầu thở dài, thế lực vô tình thần cung trải dài khắp thiên hạ. Nếu chúng ta giết tên này, một khi những tâm phúc kia của ông ta ghi hận trong lòng thì rất có thể khiến người ta làm loạn thiên hạ, từ đó khiến cuộc sống bách tính rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Năm đó vô tình thần cung bỗng nhiên biệt tâm biệt tích chính là vì nguyên nhân này. Ngọc Phượng Hoàng nhíu mày hỏi. Ngọc Linh lung khẽ gật đầu. Sau khi Hách Liên vô tình bị ba người họ bắt giữ, vì để không cho vô tình, thần cung làm loạn thiên hạ, ba người đã ước hẹn với Hách Liên vô tình. Ba người có thể không giết ông ta, nhưng yêu cầu ông ta bắt vô tình thần cung không được bước vào thế tục nửa bước. Một khi vô tình thần cung dám xuất hiện, bọn họ sẽ giết chết Hách Liên vô tình trước. Vì mạng sống, Hách Liên vô tình không còn lựa chọn khác. Vậy chúng ta không những không thể làm thịt làm quái này mà còn phải bảo vệ ông ta thật tốt hả? Lý Trạch Vũ nhíu mày, có vẻ như có hơi khó chịu. Đạo nhân vô trần hơi bất đắc dĩ gật đầu nói, bằng không còn cách nào nữa. Mẹ nó, Lý Trạch Vũ nhếch miệng hỏi, nhưng lỡ như đại nạn tên này đến rồi chết già, những thuộc hạ của ông ta không phải cũng sẽ làm loạn thiên hạ à? Trước mắt không có cách tốt hơn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngọc Lung Linh nghiêm túc nói, có vậy, có lẽ còn có thể sống thêm mấy chục năm. Yêu đại nạn tên này còn chưa nhanh như. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ hoàn toàn tê dại. Bởi vì theo suy đoán, Hách Liên vô tình cũng đã hơn 150 tuổi rồi. Nếu còn có thể sống thêm mấy chục năm, chẳng phải có thể khiêu chiến cửa ải lớn 200 tuổi. Hôm nay mang các con tới đây chính là muốn giao trọng trách này cho các. Lỡ như đại nạn ba chúng ta tới, sau này để cho các con trấn giữ nơi này, cho dù thế nào cũng không thể bỏ qua cho ma đầu kia, trước khi chưa nghĩ ra sách lược vẹn toàn thì không thể giết ông ta. Hòa thượng Nhất Trinh và Ngọc Lung Linh lần lượt mở miệng. Ba người Ngọc Phượng Hoàng trịnh trọng gật đầu đồng ý. Không phải. Còn có một câu hỏi. Lý Trạch Vũ giơ tay bày tỏ. Đạo nhân vô trần gật đầu ra hiệu, con muốn hỏi cái gì? Người của vô tình thần cung trung thành với lão quỷ này như vậy luôn à? Lý Trạch Vũ thực sự không hiểu. Mấy chục năm trước vô tình thần cung có thể nhất thống thế lực tà đạo, đồng thời chèn ép võ lâm chính đạo đến mức không ngẩng đầu lên được. Ngọc Lung Linh liếc nhìn người đàn ông bị trói bằng xương tỳ bà, bội phục từ đáy lòng. Chính là bởi vì những người vô tình thân cung kia một lòng trung thành với ông ta, bằng lòng máu chảy đầu rơi cho ông ta. Chuyện này không khoa học, Lý Trạch Vũ nửa tin nửa ngờ. Chỉ lấy Vu giáo mà nói thôi, nếu như Nam Cung Thạc không phải biết Hướng Dương Thiên còn sống, có lẽ đã sớm dẫn người tự lập môn hộ. Hơn nữa hắn dám đoán chắc nếu Nam Cung Thạc biết Hướng Dương Thiên bị nhốt, đời này cũng không còn cơ hội, tên kia sẽ lập tức làm phản đầu tiên. Cho dù thuộc hạ Hách Liên vô tình trung thành hơn tên khốn kiếp Nam Cung Thạc kia, nhưng thời gian dài lòng người sẽ đổi thay. Vu giáo chính là thế lực tà đạo hàng đầu, đó cũng chỉ là thế lực hàng đầu thôi. Vô tình thần cung năm đó thì lại khác, đây chính là làm đến thống nhất tà đạo, thậm chí ép một đám quái vật khổng lồ võ lâm chính đạo không dám ló đầu. Mà vô tình thần cung có thể trở thành quái vật khổng lồ khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, không chỉ bởi vì thực lực vô địch thiên hạ của Hách Liên. Vô tình, kinh khủng hơn chính là lưới quan hệ phức tạp rắc rối của nó. Trước khi nước Hạ mới thành lập, rất nhiều quân phiệt thống lĩnh chiếm đóng một phương đều là người của vô tình thần cung. Trừ cái đó ra, vô tình thần cung còn có liên quan với một số gia tộc võ cổ. Nghe nói Hách Liên vô tình xuất thân từ gia tộc Hách Liên của giới võ cổ. Tóm lại có thể nói Vu giáo trước mặt vô tình thần cung chính là đàn em trong đàn em.
năm đó nếu như không phải ba người hòa thượng Nhất Trinh, đạo nhân Vô Trần và Ngọc Linh Lung liều chết trấn áp Hách Liên Vô Tình ở đây, Vô Tình Thần Cung cuối cùng chắc chắn sẽ ảnh hưởng bố cục nước Hạ. Mà bây giờ nếu để Hách Liên Vô Tình trốn thoát hoặc là giết chết ông ta, những tâm phúc tử trung kia của ông ta không còn trói buộc, chắc chắn sẽ quấy nhiễu cả nước Hạ đến long trời lở đất. Cho nên mấy năm nay ba người Ngọc Linh Lung mới không dám rời khỏi tử ngục nửa bước, cũng không dám thư giãn tí nào, bọn họ sợ để cho đại ma đầu này chạy thoát. Ba người sắp không được nữa rồi à? Ha ha ha, ha ha ha. Đầu tiên Hách Liên Vô Tình cười khẽ, đến cuối cùng không nhịn được cất tiếng cười to. Bốp bốp bốp, tiếng tát tai véo von bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện trước mặt Hách Liên Vô Tình, hắn giơ tay nắm chặt tóc sau gáy rồi tát vào mồm mấy cái. Ông cười cái quần què, Lý Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống, trợn mắt với ông ta. Hách Liên Vô Tình dường như bị đánh đến hồ đồ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Không chỉ ông ta, đoàn người Ngọc Linh Lung cũng kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Lý Đại Đương gia vừa nói ra tay là ra tay. Các người nhìn tôi làm gì? Lý Trạch Vũ nhún vai, hời hợt nói, không thể giết ông ta, dạy dỗ tí cũng có thể nhỉ. Vứt bỏ thân phận đại ma đầu của Hách Liên Vô Tình, hắn càng không thích có người làm màu trước mặt mình, cho nên mới không nhịn được ra tay. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lần lượt khẽ gật đầu, cảm thấy lời này hình như nói không sai. Chỉ thấy Hòa Thượng Nhất Trinh tuốt áo cà sa ra, nhanh chân đi đến trước mặt Hách Liên Vô Tình, A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Trong lúc nói chuyện thì nằm đấm không chút khách khí chào hỏi trên người Hách Liên Vô Tình. Tên này trong miệng nói lòng dạ từ bi, nhưng lại làm chuyện lòng dạ độc ác. Ui, a, à, Hách Liên Vô Tình bị đánh cho bẹp dí, trong miệng khẽ rên rỉ. Con lừa chọc, làm việc tốt thế mà không gọi tôi, uổng công ông đây làm anh em với ông nhiều năm như vậy. Đạo nhân Vô Trần gia nhập hoạt động đánh người. Đau đớn trên mặt Hách Liên Vô Tình trong nháy mắt tăng thêm mấy phần. Nhưng đại ma đầu này vẫn nhẫn nhịn. Đủ rồi đó, các người thật sự muốn đánh chết ông ta luôn à? Ngọc Linh Lung ở một bên khuyên nhủ. Đạo nhân Vô Trần quay đầu cười khan, không sao, nội công lão ma đầu này mạnh mẽ, đánh một trận cũng chỉ khiến ông ta bị thương ngoài da, không chết người được. Ngọc Linh Lung nghe xong thì cảm thấy có vẻ là vậy, kết quả là... Tránh ra hết, để bà đây chút giận cái. Mấy năm nay mỗi lần ba người tới gặp Hách Liên Vô Tình đều sẽ bị chê cười và sỉ nhục, lúc đó luôn hận không thể giết được đối phương, cho nên luôn nhẫn nhịn. Hôm nay đúng lúc có Lý Trạch Vũ mở đầu, mấy người bọn họ cảm thấy rốt cuộc có thể chút giận rồi. Ánh mắt Hách Liên Vô Tình nhìn về phía Lý Trạch Vũ tràn ngập oán hận, chính là người trẻ tuổi trước mắt này mới có thể khiến mình vô duyên vô cớ bị đánh đập một trận. Lý Trạch Vũ sầm mặt lại, uy hiếp nói, ông nhìn thêm cái nữa thử. Có phải không phục không? Mẹ nó! Nói xong hắn túm lấy đạo nhân Vô Trần, sư phụ, ba người bắt tay có thể khống chế đại ma đầu này, lấy thực lực của con chắc hẳn có thể càng dễ áp chế ông ta hơn. Vừa nói xong, Ngọc Linh Lung và Hòa Thượng Nhất Trinh đồng thời ngừng tay. Mà ba người đạo nhân Vân Trung và Ngọc Phượng Hoàng cùng nhìn về phía hắn. Thằng nhóc thối, con muốn làm gì? Đạo nhân Vô Trần căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Ha ha ha, hình như đại ma đầu này không phục. Cho nên con muốn thả ông ta ra ngoài cạnh tranh công bằng. Lý Trạch Vũ không có ý tốt nhìn về phía Hách Liên Vô Tình, mặc dù tôi không biết cha mẹ của ông, nhưng tôi chắc chắn sẽ đánh cho ông đến mức cha mẹ cũng không nhận ra ông. Hắn dùng giọng điệu hời hợt nói ra lời kiêu ngạo cuồng vọng nhất như vậy. Ha ha ha, nếu như cậu dám đường đường chính chính đánh một trận với bản tọa, có lẽ bản tọa sẽ coi trọng cậu một chút. Ánh mắt Hách Liên Vô Tình trở nên sáng sủa có thần. Nếu quan sát kỹ vẫn có thể nhìn thấy sự rung động khó che giấu. Nếu như giải trừ trói buộc trên người, cho dù bị thương nặng ông ta cũng có niềm tin tuyệt đối chạy khỏi nơi này. Ba người đạo nhân Vô Trần lập tức căng thẳng. Thằng nhóc thối, đầu óc cháu trúng gió rồi. Hòa Thượng Nhất Trinh kéo Lý Trạch Vũ tới một bên, thấp giọng nói, năm đó ba người chúng ta dùng một chút mưu kế mới trấn áp ở đây được. Nếu như bàn về thực lực, ba chúng ta thật sự chưa chắc là đối thủ của đại ma đầu này. Thì tính sao, Lý Trạch Vũ khinh thường nói, ngài và sư phụ Vô Trần, sư phụ Linh Lung bắt tay nhau cũng không đánh lại con mà. Vừa nói xong, ánh mắt Hách Liên Vô Tình bắn thẳng về phía Lý Trạch Vũ, giống như muốn nhìn thấu người này. Mà mặt mũi Ngọc Phượng Hoàng, Hòa Thượng Tố Nhân và đạo nhân Vân Trung thì tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ biết sư đệ này của mình rất mạnh, nhưng không ngờ ba người sư phụ bọn họ bắt tay nhau cũng không phải là đối thủ của Lý Trạch Vũ.
sự đệ này không khỏi quá yêu nghiệt rồi. Khụ khụ, đạo nhân Vô Trần và Ngọc Linh Lung hơi xấu hổ. Ngoại trừ ba người đạo nhân Vân Trung, còn người ngoài như Hách Liên Vô Tình ở đây, Lý Trạch Vũ lại không hề nể mặt bọn họ tí nào. Bốp, Hòa Thượng Nhất Trinh vỗ xuống đầu chọc của mình, trịnh trọng cảnh cáo, thằng nhóc con muốn chơi có thể ra ngoài chơi, nếu để cho đại ma đầu này. Được rồi, con chỉ đùa tí thôi. Lý Trạch Vũ khoát tay ngắt lời, lập tức giễu cợt Hách Liên Vô Tình, lão quái, ông sẽ không nghĩ ông đây thật sự muốn thả ông chứ. Đừng ngáo nữa, ông đây chỉ trêu chọc ông thôi. Cậu, Hách Liên Vô Tình thế mới biết mình bị trêu đùa, đôi mắt đầy oán hận. Bá, Lý Trạch Vũ giơ tay đưa cho đối phương một hạt rẻ, đừng chừng ông, chừng cũng vô dụng, ông cũng không làm gì được ông. Ơi Hách Liên Vô Tình giận không kiềm chế được, nhìn ông ta như vậy. Thù hận với Lý Đại Đương ra còn nhiều hơn ba người Ngọc Linh Lung tra tấn ông ta mấy mươi năm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đạo nhân Vô Trần mắt thấy chuyện đã dặn dò xong xuôi, ông ấy bèn chào hỏi đám người rồi rời đi. Trước khi đi Lý Trạch Vũ còn phất tay với Hách Liên Vô Tình, bày tỏ bản thân còn sẽ trở lại gặp ông ta. Bịch bịch, đoàn người lại lần lượt nhảy xuống hồ băng. À, Hách Liên Vô Tình vô duyên vô cớ bị đánh một trận ngửa mặt lên trời thét dài. Tiêu Giao Cung, Thiền Lâm Tự, Đạo Môn, đợi ngày bản tọa thoát khỏi tình cảnh khó khăn chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt tất cả các người. Còn có tên tiểu quỷ kia, Lý Trạch Vũ. Bản tọa chắc chắn khiến cậu muốn sống không được, muốn chết không xong. Những người bị ướt về phòng thay một bộ đồ khác. Sau đó, đạo sĩ Vô Trần tới gặp nhóm đạo sĩ Vân Trung, công đạo chuyện hậu sự. Không đúng, là dặn dò sau này nên trông chừng Hách Liên Vô Tình như thế nào. Còn Lý Trạch Vũ thì đứng bên cạnh, rít nhẹ một hơi thuốc. Sư phụ, hay là chúng ta quay về đi? Ngọc Phượng Hoàng đề nghị. Đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân cũng đồng ý với ý kiến này. Vì từ lâu, họ đã chẳng còn quan tâm đến sự đời, thế nên tu hành ở đâu cũng như nhau thôi, với cả nếu có cơ hội đi theo bên cạnh sư phụ, chưa biết chừng sẽ được chỉ dạy vài điều. Nhưng mà Ngọc Linh Lung lại lắc đầu, bảo, không cần vội, các con cứ về tông môn trước. Bàn giao xong xuôi mọi chuyện rồi hãy quay về cũng không muộn. Dạ, rõ, Ngọc Phượng Hoàng nghĩ ngợi, đúng là nên trở về báo với tông môn một chuyến. Ít nhất thì cũng phải truyền lại vị trí cung chủ của cô ấy đã rồi tính. Sư phụ, đúng lúc này, Lý Trạch Vũ bỗng gân cổ giống lớn. Chuyện gì? Sao thế? Có việc hả? Ba người Hoàng Thượng Nhất Trinh đồng loạt ngoái đầu lại nhìn. Lý Trạch Vũ vào đầu, trầm tư nói. Chỉ là con chợt nghĩ tới một chuyện, nếu Vô Tình Thần Cung thật sự trâu bò như vậy, hẳn là không có chuyện đã trôi qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy tung tích gì về nơi ở của Hách Liên Vô Tình, đúng không? Với cả, nói đoạn, hắn bất ngờ cất cao giọng, làm sao họ biết được Hách Liên Vô Tình đã chết hay còn sống chứ? Cứ mỗi 3 năm, bọn ta sẽ bảo Hách Liên Vô Tình gọi điện về báo bình an cho những người đó yên tâm, không đi khắp nơi phá phách. Đạo sĩ Vô Trần giải thích. Còn chuyện họ tìm không thấy chỗ này cũng chẳng có gì lạ, bởi vì làm gì có người nào đoán ra được Hách Liên Vô Tình lại sống ở một nơi khỉ ho cỏ gáy thế này, đúng không? Không đúng, sắc mặt Lý Trạch Vũ bỗng trở nên nghiêm trọng, hắn gắn giọng, họ nhất định đoán ra được rồi. Nhãi danh, sao con lại chắc chắn như vậy? Hoàng Thượng Nhất Trinh tò mò hỏi. Lý Trạch Vũ cau mày, đáp, tuy chỗ này rất bí ẩn, người ngoài khó mà tìm thấy, nhưng nếu Hách Liên Vô Tình được phép gọi điện, thế thì kiểu gì cũng đã tiết lộ vị trí của mình ra ngoài rồi. Ngọc Linh Lung híp mắt, trầm giọng đáp lời, không thể nào, mỗi khi tên ma đầu kia gọi điện, cả ba người bọn ta đều có mặt tại đó canh chừng mà, lão ta chưa từng đề cập đến chuyện gì không nên nói cả. Sư phụ à, mọi người nghĩ đơn giản quá rồi. Lý Trạch Vũ lắc đầu. Nếu Hách Liên Vô Tình được tung hô là ma đầu số một thời đại này, vậy chỉ số IQ của lão ta chắc chắn rất cao, người bình thường tuyệt đối không thể nào sánh nổi. Không từ mà biệt, vậy có lẽ chỉ cần một từ, hoặc giọng điệu thoáng thay đổi, là đủ để báo tin cho thuộc hạ của mình rồi. Huống hồ chỉ Hách Liên Vô Tình còn có hơn chục cơ hội trò chuyện với bên ngoài, mỗi lần chỉ cần nói nhiều thêm một từ thì dù tâm phúc của lão ta có ngu cỡ nào cũng đủ để lần theo dấu vết, tìm thấy manh mối. Nghe Lý Trạch Vũ nói vậy, mấy người đạo sĩ Vô Trần trợn mắt nhìn nhau, không kiềm được mà cảm thấy có lẽ bọn họ đã quá coi thường Hách Liên Vô Tình rồi. Sư đệ à! Hình như đệ lo lắng hơi quá rồi thì phải. Ngọc Phượng Hoàng cau mày, nếu người của Vô Tình Thần Cung mò được tới đây thật, hẳn đã sớm tập hợp nhân mã xông vào chỗ này rồi. Đạo sĩ Vân Trung hùa theo, huynh cũng cho rằng sư đệ lo nghĩ nhiều quá rồi,
hơn nữa. Với thân thủ của sư phụ và hai vị tiền bối, chắc chắn có thể giết chết hoặc mang Hách Liên Vô Tình rời khỏi đây trước khi người của Vô Tình Thần Cung ập tới mài. Hoàng thượng Nhất Trinh hào sảng bảo, nói không sai, dù chúng có mò được tới đây cũng chẳng ích gì đâu, nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy lão nạp sẽ tiễn tên đại ma đầu kia tới Tây Thiên gặp Phật Tổ trước. Nghe vậy, đạo sĩ Vô Trần và Ngọc Linh Lung mới thoáng yên lòng. Chỉ mong là vậy, dù thế, Lý Trạch Vũ vẫn luôn có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như họ tưởng. Nhưng hắn cũng không quá lo, nếu người của Vô Tình Thần Cung thành công cứu thoát được Hách Liên Vô Tình thật, cùng lắm thì hắn tốn thêm chút công sức đi diệt trừ Vô Tình Thần Cung như lần hủy diệt Vụ Giáo thôi mà. Sau đó, ba người đạo sĩ Vô Trần còn có chút chuyện cần nói với các sư huynh, sư tỷ. Lý Trạch Vũ nghe mà nhàm hết lỗ tai nên đã quyết định rời đi trước. Đại đương rồ, đại đương ra, dọc đường đi, bất cứ cảnh ngục hay phạm nhân nào cũng đều chủ động chào. Hỏi Lý Trạch Vũ, khiến hắn cảm thấy thân thiết gấp bội, cảm giác giống hệt như con gái đã xuất giá được về thăm nhà mẹ đẻ vậy á. Thậm chí, trong đầu hắn còn nảy lên một suy nghĩ rằng khi nào già rồi sẽ quay lại chỗ này an cư. Nếu để mấy hồng nhan của hắn ở ngoài biết được suy nghĩ này, hẳn là sẽ không kiềm được mà trợn mắt khinh bỉ. Làm gì có người nào lại muốn vào ngục giam để sống đâu chứ? Ngu người quá thể đại đương gia, tôi sai cầu đại đương gia hãy khai ân. Đúng lúc này, một người đàn ông da trắng nhào tới, quỳ rạp xuống đất cầu xin. Người đó chính là gấu trắng từng âm mưu ám sát Lý Trạch Vũ lúc trước. Phạm nhân ở khắp bốn phía nhanh chóng bu lại gần, họ trợn mắt nhìn chăm chằm gấu trắng đầy khó chịu, như thể một khi gấu trắng dám hành động thiếu suy nghĩ, họ sẽ lập tức xé xác gã ra thành trăm mảnh. Giờ đã biết sai rồi sao? Lý Trạch Vũ nhìn xuống đối phương từ trên cao, cất giọng trêu ngươi. Gấu trắng khóc lóc nói tiếp, xin đại đương gia rủ lòng thương, ngài muốn chém muốn giết thậm chí dóc thịt tôi cũng được, nhưng cầu ngài hãy tha cho con gái của tôi. Hửm. Vừa nghe vậy, Lý Trạch Vũ lập tức cau mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tái ban sai người bắt cóc con gái tôi. Gấu trắng run rẩy đáp. Vì gã từng ám sát Lý Trạch Vũ, thế nên tái ban không chỉ muốn làm nhục thân xác gã, mà còn vận dụng quan hệ bên ngoài để ra tay với con gái của gã. Rơi vào đường cùng, gã chỉ đành chạy tới cầu xin Lý Trạch Vũ giơ cao đánh khế. Gọi tái ban tới gặp tôi. Rõ. Lát sau, tái ban hốt hoảng chạy tới, thấy gấu trắng đang quỳ gối trước mặt Lý Trạch Vũ thì vội vàng xông lên đá gã một cước, rồi quay sang cất giọng nịnh nọt với Lý Trạch Vũ. Đại đương gia, có phải đầu tên này lại bị kẹp cửa nên cả gan chạy tới làm phiền ngài không? Thế xin ngài cứ yên tâm, sau này tôi sẽ bắt gắn mỗi ngày nhặt xà phòng 10 lần. 10 lần, Lý Trạch Vũ trêu chọc, cơ thể anh chịu nổi không thế? Tái ban vỗ bụng bia của mình cái bốp, bật cười bảo, nếu tôi không chịu nổi thì có thể tìm cấp dưới giúp một tay mà. Nghe đến đây, gấu trắng chỉ cảm thấy hậu môn như chết lặng, cả người co ro trên đất, run lẩy bẩy. Thôi đủ rồi, Lý Trạch Vũ thu hồi nụ cười trêu đùa, chỉ tay vào gấu trắng, nói. Anh muốn tra tấn tên này kiểu gì cũng được, nhưng đã vào đây thì phải an phận một chút, đừng duỗi tay ra ngoài quá dài. Tái ban hiểu ngầm, gật đầu đáp, dạ dạ dạ, đại đương gia cứ yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Dứt lời, anh ta dùng một tay xách gấu trắng lên, sau đó né sang một bên nhường đường cho Lý Trạch Vũ. Hắn cho một điếu thuốc vào miệng, tức khắc có phạm nhân bước tới châm lửa giúp hắn. Hít, hà. Sau khi rít một hơi, Lý Trạch Vũ vô tình phát hiện hình như nơi này đã có thêm rất nhiều gương mặt mới, bèn nói đùa rằng, có không ít gương mặt lạ nhỉ, là ông lớn từ đâu tới thế. Một tên cảnh ngục lập tức quát lớn, người mới mau tới chào hỏi đại đương ra đi. Dứt lời, năm sáu phạm nhân với nước da khác nhau bước xuyên qua đám đông, đi tới trước mặt hắn. Đại đương ra, tôi tên Arthur, từng trộm kha khá dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Đại đương ra, tôi tên Khải Á Thụy. Từng giết hai chiến vương của Mỹ đại đương gia. Bọn họ lần lượt tự giới thiệu về bản thân, Lý Trạch Vũ mỉm cười lắng nghe, sau đó vẫy tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Lát sau, Lộ Ái Lý Trạch Vũ chỉ để lại một mình tên cảnh ngục kia. Lộ Á tức khắc nghiêm chỉnh hẳn lên, hô, đại đương gia, ngài có chuyện gì cần tôi đi làm sao ạ? Lý Trạch Vũ cúi đầu, mặt mày thoáng xa sầm, theo dõi nhất cử nhất động của mấy tên mới vào ban nãy cho tôi. Sau khi gặp gỡ, ôn chuyện, rồi công đạo chuyện hậu sự. Một ngày một đêm trôi qua nhanh như gió thoảng. Hiếm hoi lắm mới được trở về nhà mẹ đẻ nên vốn Lý Trạch Vũ còn định ở chơi thêm mấy ngày,
nào ngờ lại nhận được cuộc gọi của người đẹp cung Nghê Thường. Mà Lý Trạch Vũ cũng chẳng chút bất ngờ khi người đẹp số 1 Võ Lâm lại liên lạc với mình, vì hắn từng hứa với đối phương sẽ thử khiêu chiến thiên quan trên đảo Thiên Đường một lần xem sao. Trước khi tạm biệt nhau, Lý Trạch Vũ còn cố tình tới tìm các vị sư phụ để hỏi thăm tin tức về đảo Thiên Đường, kết quả lại chẳng thu hoạch được gì. Tuy đảo Thiên Đường đã hiện diện trên giang hồ rất nhiều năm, nhưng từ xưa đến giờ chưa một lần nào nhúng tay vào chuyện tranh quyền đoạt thế, nếu thiên quan không xuất hiện thì có lẽ cũng chẳng bao nhiêu người biết tới địa điểm này. Về phần Tam Đại Thánh Địa, người ra là tinh tú giới võ lâm, tất nhiên sẽ không hạ mình đi móc nối quan hệ với một thế lực nhỏ như thế rồi. Nhãi danh, tuy nghe đồn trong thiên quan nhiều đồ tốt, nhưng vi sư vẫn cảm thấy con đừng rảnh rỗi sinh nông nỗi chạy tới đó gây chuyện làm gì. Đạo sĩ Vô Trần chân thành khuyên bảo. Ngọc Linh Lung gật đầu phụ họa, Trạch Vũ à, còn tài năng hơn người, tin chắc không bao lâu nữa sẽ bước lên đỉnh của thế giới, chạm tới đỉnh cao võ đạo, với con mà nói mấy thứ trong thiên quan có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế nên không cần phải mạo hiểm như vậy đâu. Nếu rảnh quá không có việc gì làm thì chẳng thà đi tìm cho lão nạp mấy bộ phim mới của quý cô Maria Ozawa còn hơn. Hoàng thượng Nhất Trinh chề môi nói. Từ khi cái tính háo sắc của ông bị vạch trần trước mặt đạo sĩ Vô Trần và Ngọc Linh Lung, lão hòa thượng này không thèm giả vờ trước mặt người khác nữa, đúng. Là chọc đầu không sợ bị nắm tóc mà. Lý Trạch Vũ mặc kệ vị hòa thượng phá giới này, nhảy thẳng lên máy bay trực. Thăng. Sư phụ, đồ nhi sẽ quay về sớm thôi. Sư phụ bảo trọng. Ba người Ngọc Phượng Hoàng nói lời từ biệt với sư phụ của mình, sau đó leo lên máy bay trực thăng theo hắn. Vù vù vù. Các cánh quạt bắt đầu khởi động, chỉ vài phút sau, trực thăng đã rời mặt đất, bay lên trời cao. Sáng sớm hôm sau, Lý Trạch Vũ đưa các sư huynh, sư tỷ của mình về nhà họ Lý, lại sai người tiễn họ về tông môn của mỗi người. Kế đó, hẳn nghỉ ngơi nguyên buổi sáng, rồi mới lười biếng lên đường đến đảo. Thiên Đường. Lần này, hắn không dẫn theo cẩu phú quý và vật tương vong, vì thế theo lời hướng dẫn của Lôi Đạt thì đảo Thiên Đường nằm ở khu vực Điền Nam, cách Đông Nam Á không xa. Và Đại Hộ Pháp thì tương đối quen thuộc với khu vực này, thế nên dẫn ông ta theo có vẻ đáng tin hơn một chút. Giáo chủ, không đúng, Lý Thiếu, sao ngài lại tới đây? Từ sau khi Vu giáo bị nhổ tận gốc, Nam Cung Thạc đã bị lưu đày tới Điền Nam. A Thải, tối nay chuẩn bị thêm vài món nhé, có khách quý của ông xã tới chơi. A Quyên, lấy bình phổ nhị thượng hạng của ông xã tới đây. A Mai, mang trái cây tươi lên đi em. Trong suốt thời gian ở đây, ông ta đã cưới tận vài người vợ, nhưng chẳng biết là do bị bệnh kín hay có nguyên nhân nào khác mà tận mấy chục năm rồi vẫn chưa sinh được đứa con nào. Tiểu Nam à, ông cũng giỏi ghê ha. Lý Trạch Vũ giơ ngón cái lên, nói, châu già gặm cỏ non, những chữ này đúng là hợp với ông đấy. Nam Cung Thạc cười gượng, đáp, Lý Thiếu đừng chọc tôi nữa. Sau đó, như nhớ tới chuyện gì, ông ta lập tức chuyển chủ đề, Lý Thiếu à, ngài cũng thấy rồi đó, tôi có tận mấy người vợ lận. Lỡ tôi gặp phải chuyện gì bất chắc thì ngài nói xem, họ biết sống thế nào đây? Hả? Lý Trạch Vũ cau mày, ngay giây sau đã đoán ra được ý đồ của đối phương, nhưng vẫn cố tình giả ngây giả dại nói, không sao hết, nếu ông chẳng may đi đời, tôi sẽ thay ông chăm sóc tốt cho mấy cô ấy. Vậy không được đâu ạ. Sao thế, ông không tin bổn thiếu hả? Nào dám, có điều vợ của mình thì phải do chính bản thân chăm sóc mới phải. Cũng hợp lý đấy. Lý Trạch Vũ gật đầu đồng tình, chỉ cần ông chăm chỉ cống hiến, bổn thiếu hứa ông sẽ sống lâu trăm tuổi. Khóe miệng Nam Cung Thạc giật giật, lòng nghĩ thầm bổn hộ pháp đã hơn trăm tuổi rồi, biết không vậy. Lại một đêm trôi qua. Mới sáng sớm, Lý Trạch Vũ đã dẫn theo Nam Cung Thạc xuất phát hướng về đảo Thiên Đường, trên đường đi bỗng nhận được điện thoại của Mộc Hằng Sinh. Hai bên nhanh chóng quyết định địa điểm gặp mặt. Mấy hôm nay, Mộc Hằng Sinh luôn tận tâm tận lực làm việc. Huy động toàn bộ tài nguyên quan hệ của mình, cuối cùng cũng điều tra ra được chuyện Lý Trạch Vũ muốn biết. Đảo chủ cung vô địch của đảo Thiên Đường bị trúng hỏa độc, chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên hơn trăm năm tuổi mới hóa giải được. Vấn đề là mấy năm trở lại đây, khí hậu toàn cầu dần ấm lên, tới cả tuyết ở hai vùng cực cũng bị hòa tan không ít, huống chỉ là núi tuyết bên trong khu vực núi Côn Luân. Bởi vì nhiệt độ trên núi không đủ thấp, dẫn tới tuyết liên chẳng thể nào nảy mầm nổi, chứ đừng nói gì đến chuyện sống hơn trăm năm. Dựa theo sử ký về đảo Thiên Đường, trong số thập đại thiên quan có Thiên Sơn Tuyết Liên hơn trăm năm tuổi, nhưng từ tầng 1 đến tầng 9 của thiên quan đã bị phá giải, vậy mà Thiên Sơn Tuyết Liên chưa từng lộ diện lần nào,
vậy nên con gái của cung vô địch cho rằng chắc chắn Thiên Sơn Tuyết Liên đang nằm ở tầng thứ 10. Vì quá sốt ruột, muốn cứu cha càng sớm càng tốt, nên cung Nghê Thường mới phát thiệp mời tất cả anh hùng trong thiên hạ tới vượt thiên quan. Nói cách khác, cô gái kia chỉ muốn lợi dụng ông đây thôi hả? Lý Trạch Vũ hừ nhẹ một tiếng, để lộ vẻ bất mấn. À thì, Mộc Hằng Sinh xấu hổ đáp, đúng là rất có thể cô cung chỉ đang lợi dụng Lý Thiếu, nhưng chắc chắn ở tầng cuối cùng của thiên quan vẫn còn rất nhiều bảo vật khác ngoài Thiên Sơn Tuyết Liên, thế nên tôi cảm thấy với thực lực cao cường của Lý Thiếu, có đi thử một lần cũng không thành vấn đề, dù sao cũng nhận được tiền mà. Thế hả, Lý Trạch Vũ nhếch mép cười khẩy, rồi ánh mắt bỗng trở nên sắc bén vô cùng, nhìn thẳng về phía Mộc Hằng Sinh, mẹ kiếp, mau thành thật khai báo, cung Nghê Thường đã cho ông chỗ tốt gì. Ai? Mộc Hằng Sinh khế cong môi. À cái khỉ khô, Lý Trạch Vũ ném hạt rẻ vào người lão ta, quát, ông nói đỡ cho cô gái kia tới vậy mà còn dám ngụy biện là không nhận hối lộ của cô ta hả? Mộc Hằng Sinh đau đến nhe răng trợn mắt, cười khổ bảo, Lý Thiếu tha tội, đúng là cô cung có cho tôi vài thứ. Lấy ra đây, bổn thiếu muốn tịch thu, Lý Trạch Vũ thẳng thừng cắt ngang. Nghe vậy, Mộc Hằng Sinh ngạc nhiên tới há hốc miệng thật lớn, đủ để nhét nguyên quả trứng gà. Lão ta thật không ngờ Lý Trạch Vũ vừa mở miệng sẽ thốt ra một câu kinh thiên động địa như vậy. Nhưng Nam Cung Thạc ngồi bên cạnh lại chẳng chút ngạc nhiên, hệt như đã hiểu rõ mười mươi rằng tính cách của đại đương gia chính là vậy, không cần phải bất ngờ làm chỉ. Cô cung tặng cho tôi một cặp gái sinh Tây Dương, ngoài ra còn có 100 triệu tệ nước hạ. Chỉ có bằng đó thôi hả? Rõ ràng, Lý Trạch Vũ không tin. Còn nữa, Mộc Hằng Sinh không dám giấu giếm, vội vàng thành thật khai báo. Cô cung còn bảo, sau khi Lý Thiếu đi khiêu chiến thiên quan, bất kể thành công hay thất bại, cô ta cũng sẽ mua cho tôi một căn biệt thự hạng sang của Tung Sơn ở Thượng Hải. Tới lúc đó nhớ nộp hết lên đấy, Lý Trạch Vũ nghiêm trang nói. Lý Thiếu, ngài có nhiều tiền như vậy. Có tiền thì sao, có tiền thì sẽ chê tiền hả? Lý Trạch Vũ phất tay, đi thôi, lên đường khiêu chiến thiên quan nào. Trong lúc Lý Trạch Vũ bước lên đảo thiên đường, một đám khách không mời đang ề tựu ở một nơi kế cận tử ngục. Đếm sơ thì có khoảng 3-40 người với đủ mọi màu da từ vàng, trắng đến đen. Nhưng thoạt nhìn đội hình thì có vẻ bọn họ đang chia thành hai phe. Một trong số đó do một người đàn ông trung niên da vàng cầm đầu, trên mặt đeo mặt nạ nửa mặt màu bạc, đằng sau lại toàn là người Tây. Long đế, dựa theo tin tức Arthur truyền tới thì đại đương gia trong tử ngục chính là quân đế. Một cô gái phương Tây có dáng người thướt tha khom lưng báo cáo. Gã đàn ông được gọi là Long Đế bật cười khoái trá, nói, quân đế ơi là quân. Đế, cậu đúng là biết trốn đo, nhưng có trốn giỏi đến mấy thì sao chứ? Cuối cùng vẫn không tài nào thoát khỏi lòng bàn tay của bản đế đó thôi. Ngay sau đó, ông ta lập tức đổi chủ đề, nhất định phải bắt được con tiểu hồ ly đó, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đó là món quà bản đế tặng cho. Quân đế đấy, ha ha ha. Tư đế, 8 vương, 12 vị tướng. 24 người này trấn áp cả thế giới hắc ám phương Tây. Long đế, cường giả có tiếng nhiều năm. Một mình ông ta đã tiêu diệt 3 đại thế lực cấp S, không ai biết thực lực cụ thể của ông ta mạnh thế nào, bởi vì những kẻ địch có thể khiến ông ta ra tay đều đã chết. Vị vương giả tuyệt đối của thế giới hắc ám đột nhiên xuất hiện ở nhà tù, có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, giúp đồng bọn cứu một người. Thứ hai, là giết quân đế. Mà ân oán của Long đế và quân đế phải ngược dòng về nhiều năm trước. Lúc đó thế giới hắc ám chỉ có 3 đế. Quân đế chỉ là người sau vượt người trước, cứng rắn phá vỡ kết cấu 3 đế, trở thành vị đế thứ 4 vương giả tuyệt đối của thế giới hắc ám. Bắt đầu từ khi đó, 3 đế còn lại nảy sinh sự bất mãn với quân đế. Dù sao 3 người bọn họ phải đi từng bước một, trải qua vô số sinh tử mới có thể đứng trên đỉnh thế giới, trong đó có bao nhiêu vất vả, chỉ có bọn họ mới rõ. Mà quân đế chỉ mất 2 năm đã đạt được thành tựu hơn nửa đời của họ. Bất mãn, nhưng có sự không phục nhiều hơn. Ngoài điều này, có một nguyên nhân khác khiến Long đế hận thấu xương quân đế, nói đúng ra là bởi vì một người phụ nữ. Thánh nữ Thánh Đình, Cardassian. Mọi người đều biết Long đế si mê Cardassian, ông ta còn tuyên bố đời này không phải Cardassian thì không cưới. Trong mắt rất nhiều người, Cardassian chính là người phụ nữ của Long đế, không có ai dám đánh chủ ý lên Cardassian. Cho đến khi quân đế xuất hiện. Tin tức của ông có đáng tin không? Khi Long đế đang rơi vào trầm tư, một giọng nữ lạnh như băng vang lên. Đó là người đứng đầu thế lực một phương khác.
Người phụ nữ mặc quần áo trắng như tuyết, da nõn nà, mái tóc tung bay theo gió, lông mày dài và thanh, có một dấu chấm đỏ dưới mắt, khuôn mặt lạnh lùng có nét kiêu ngạo. Triệu cô nương, thông tin của bản đế chắc chắn không sai. Long đế nhìn cô ta, trong nháy mắt không khỏi nhìn đến ngây người. Đời này ông ta duyệt qua vô số phụ nữ, trong đó đủ cực phẩm mỹ nữ, nhưng không ai có thể so sánh với người phụ nữ trước mặt này. Cho dù là Cardassian mà ông ta tâm tâm niệm niệm cũng không bằng. Triệu Như Mộng híp mắt lại, cô ta nói, như vậy tiếp theo xem ông thể hiện. Yên tâm, bản đế sẽ không khiến cô thất vọng. Long đế cười tự tin. Đảo Thiên Đường. Một máy bay trực thăng hạ cánh vững vàng, tiếng cánh quạt thu hút không ít người canh giữ đảo. Trong đó có một người Lý Trạch Vũ quen, Đường Thanh Nghiêu. Người này từng muốn so chiêu với hẳn ở phái Nga Mi. Cũng may vào thời khắc quyết định bị Cung Nghê Thường khuyên ngăn, nếu không giờ phút nào ông A có còn sống trên đời không thật sự là một ẩn số. Thì ra là Lý Thiếu Hiệp. Đường Thanh Nghiêu ôn hòa mở miệng. Cường giả ở đâu cũng được tôn trọng, sau khi biết được thực lực của Lý Trạch Vũ, ông ta cũng không dám làm càn như trước. Cung Nghê Thường đâu? Lý Trạch Vũ nhìn bốn phía, hắn không phát hiện cái đảo nhỏ này có gì kỳ lạ, cùng lắm là kiến trúc nơi này có vẻ hiện đại hóa. Lý Thiếu Hiệp hãy đi theo tôi lập tức dẫn ngài đi gặp tiểu thư. Đường Thanh Nghiêu làm động tác mời, thái độ vô cùng khách sáo. Lý Trạch Vũ dẫn đầu nhảy xuống máy bay trực thăng, Nam Cung Thạc và Mộc Hằng Sinh theo sát sau. Một lát sau, dưới sự chỉ đường của Đường Thanh Nghiêu, ba người Lý Trạch Vũ đi vào một ngôi nhà lớn rộng rãi nhất trên đảo. Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường đã đứng ở cửa chờ từ trước, đủ nhìn ra bọn họ rất coi trọng Lý Đại Đương gia. Chắc hẳn vị này là Lý Thiếu Hiệp đúng không, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Cung Vô Địch chắp tay hành lễ, cười mở miệng. Thiếu niên anh hùng, là bốn chữ mấy tháng nay Lý Trạch Vũ nghe thấy nhiều nhất, lỗ tai hắn sắp mọc kén, nhưng vẫn khách sáo đáp, ngài là đảo chủ Cung Vô Địch đúng không, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hai bên chào hỏi nhau rồi đi vào bên trong. Cung Nghê Thường đích thân pha trà cho bọn họ, khi bưng trà cho Lý Trạch Vũ không biết là cố ý hay vô tình. Ngón tay nhỏ như cây hành của cô ấy xẹt qua lòng bàn tay của Lý Trạch Vũ. Mỹ nữ đứng đầu võ lâm danh xứng với thực, hễ là đàn ông bình thường đều khó cưỡng lại sự quyến rũ này. Hai người dựa vào gần nhau, Lý Trạch Vũ có thể ngửi thấy mùi thơm rõ ràng trên cơ thể đối phương, lúc này da thịt lại tiếp xúc với nhau, trong nháy mắt không khỏi tâm viên ý mã. Lý Thiếu Hiệp, Mộc tiên sinh mời uống trà. Cung Vô Địch nhiệt tình tiếp đón, ánh mắt ông ta nhìn về phía Nam Cung Thạc. Tò mò hỏi, không biết vị này là... Ông ta là Nam Cung Thạc, tay sai của tôi. Lý Trạch Vũ chủ động giới thiệu. Nam Cung Thạc. Cung Vô Địch lẩm bẩm, cảm thấy tên này có hơi quen. Mà vẻ mặt Cung Nghê Thường ở bên cạnh đã thay đổi, cô ấy thấp giọng nhắc nhở, cha, hình như đại hộ pháp phu giáo tên Nam Cung Thạc đúng không? Cung Vô Địch nghe vậy, ông ta chấn động, vẻ mặt hoảng sợ. Cung đảo chủ yên tâm, tôi đã không phải là đại hộ pháp phu giáo gì đó nữa. Chỉ là một tên tay sai bên cạnh Lý Thiếu mà thôi. Nam Cung Thạc thản nhiên mở miệng. Nghe vậy, Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường đều kính nể nhìn Lý Trạch Vũ. Cung đảo chủ, hôm nay bản thiếu được mời đến Vượt Thiên Quan, chúng tôi không muốn lãng phí thời gian. Lý Trạch Vũ nhún vai, hắn nói, dù sao thời gian của bản thiếu rất quý giá. Nếu Lý Thiếu hiệp thẳng thắn như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi luôn. Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường nhìn nhau. Hai bên đều có hơi hưng phấn. Ba người Lý Trạch Vũ đứng dậy, đi theo hai cha con trước mặt ra khỏi nhà. Đảo Thiên Đường không nhỏ, mà nơi này được thiết kế theo hướng hiện đại, vô cùng đầy đủ. Ô tô, du thuyền, xe máy, phương tiện giao thông gì cần có đều có. Cung Nghê Thường lái một chiếc xe thương vụ xa xỉ ra khỏi gara, năm người xuất phát đến Thiên Quan. Hơn 10 phút sau, xe chạy đến một ngọn núi trên đảo. Nơi này sương trắng lượn lờ, mặc dù người có thị lực tốt cũng không thành pen rõ cảnh vậy 50 mét phía trước. Đây là Thiên Quan. Lý Trạch Vũ cẩn thận đánh giá, ngoại trừ thấy một tầng sương trắng, thì không còn gì khác. Cung Nghê Thường ở bên cạnh nói, Thiên Quan ở ngay bên trong, nếu Lý Thiếu Hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đưa anh vào. Không được, thực lực của Nghê Thường bình thường, đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Vẻ mặt Cung Vô Địch đầy lo lắng. Cung Nghê Thường lắc đầu mỉm cười nói, có Lý Thiếu Hiệp bên cạnh con, cha không cần phải lo lắng. Thế nhưng, cha đừng nói. Cung Nghê Thường cắt ngang, cô ấy nhìn Lý Trạch Vũ bên cạnh, Lý Thiếu Hiệp,
anh đã chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Lý Trạch Vũ tài cao mật lớn, cho dù hắn không biết gì về thiên quan, nhưng cũng không hề sợ hãi. Lý Thiếu, tôi sẽ không đi vào cùng ngài. Nam Cung Thạc ngượng ngùng nói. Ông ta đã từng nhìn thấy thiên quan, biết rõ bên trong rất mạnh, hệ số nguy hiểm rất cao, ông ta sợ Lý Trạch Vũ muốn dẫn mình vào cùng. Cũng may Lý Trạch Vũ không ép buộc, hắn liếc Nam Cung Thạc và Mộc Hằng Sinh, thản nhiên nói, hai người chờ ở đây là được. Nói xong dứt khoát sóng vai cùng Cung Nghê Thường đi vào trong sương trắng. Sương trắng mù mịt, mặc dù với thị lực của Lý Trạch Vũ cũng không thấy rõ quá xa, cũng may trước kia Cung Nghê Thường tới đã để lại dấu hiệu, hai người không sợ lạc. Nhoáng một cái đã qua nửa tiếng. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ không khí càng thấp, Lý Trạch Vũ thấy không sao, nhưng Cung Nghê Thường đã bắt đầu run rẩy. Lý đại đương gia thân là đàn ông sao có thể nhẫn tâm nhìn phụ nữ yếu ớt rét mà không quan tâm, vì thế hắn duỗi tay ôm bả vai Cung Nghê Thường, cuối cùng không quên để lại một câu, học Lôi Phong làm chuyện tốt, không cần cảm ơn. Tên này, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Cung Nghê Thường xấu hổ, cô ấy muốn giấy ra, nhưng lại phát hiện đối phương ôm rất chặt. Một lát sau, xương trắng dần biến mất, cảnh vật trước mắt cũng sáng lên. Trong nháy mắt, một vách đá đập vào mắt hai người. Nơi đó chính là tòa thiên quan đầu tiên. Cung Nghê Thường nói. Lý Trạch Vũ nhìn theo, chỉ thấy trên vách đá kia có một cái hộp gỗ, mà hộp gỗ đó đã có người mở, bên trong rỗng tuếch. Rõ ràng đã có người vào thiên quan thành công, cầm lấy bảo vật bên trong. Cung Nghê Thường dẫn Lý Trạch Vũ tiếp tục đi về phía trước, một lát sau một vách đá lại xuất hiện. Tương tự, hộp gỗ trên vách đó cũng trống không. Đây là tòa thiên quan thứ hai. Ngay sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư. Lại đi thêm gần một tiếng, rốt cuộc, vách đá cuối cùng đã xuất hiện. Lý Trạch Vũ cẩn thận đánh giá tòa thiên quan thứ 10, phát hiện vách đá này hiểm trở hơn vách đá trước đó, mà hộp gỗ được khảm trên đó cũng to hơn, khiến người ta suy đoán không biết bảo vật bên trong có nhiều hơn không. Nên vượt thiên quan này thế nào? Lý Trạch Vũ tò mò hỏi. Cung Nghê Thường chỉ vào hộp gỗ trên vách đá, chỉ cần lấy được đồ trong hộp gỗ đó là vượt thiên quan thành công. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Trạch Vũ nhíu mày. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thật ra không hề đơn giản. Cung Nghê Thường chỉ vào hai sườn của vách đá, nơi này cách hộp gỗ khoảng 30 trượng, mà khoảng cách giữa mỗi một trượng lại có bẫy, nếu không cẩn thận, nhẹ thì bị thương nhẹ, nặng thì bị thương nghiêm trọng, thậm chí có thể chết. Rất nguy hiểm. Vẻ mặt của Lý Trạch Vũ bỗng trở nên nghiêm trọng. Cung Nghê Thường gật đầu, cô ấy nói, hệ số nguy hiểm của quan thứ 10 lớn hơn những quan trước rất nhiều, thế nhưng với võ nghệ phi phàm của Lý Thiếu Hiệp, tôi nghe anh nhất định sẽ vượt quan thành công. Lý Trạch Vũ nghe vậy, trong lòng hắn ân cần thăm hỏi mấy đời nhà Cung Nghê Thường. Lợi dụng ông đây để lấy Thiên Sơn Tuyết Liên giúp mấy người, hừ, cho dù hắn lấy được, mấy người cũng đừng nghĩ dễ dàng đoạt được từ tay ông đây. Suy nghĩ thay đổi rất nhanh. Lý Trạch Vũ tháo Trường Thiên Kiến trên lưng xuống, chuẩn bị vượt quan. Cung Nghê Thường vô cùng chờ mong, thậm chí hô hấp còn trở nên dồn dập, nội tâm thì liên tục cầu nguyện Lý Trạch Vũ có thể thành công. Vèo! Thiên quan hiểm trở, khoảng cách giữa mỗi trượng đều có bẫy. Vì thế Lý Trạch Vũ dùng tốc độ nhanh nhất bay vút lên trên vách đá, sau khi lấy được hộp gỗ, hắn lại quay trở lại với tốc độ sét đánh. Nghĩ thì hoàn mỹ như vậy, nhưng khi hắn mới bay vút chưa đến 3 trượng. Dưới đất, vèo 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 liên tục bay ra hơn 10 cái ám khí. Keng keng keng. Lý Trạch Vũ phản ứng mau lẹ, lấy kiếm bình tĩnh chống đỡ. Cung Nghê Thường thấy cảnh này, trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh thay hắn. Vèo vèo vèo. Mười mấy giây trôi qua, ám khí bắn lên vẫn không giảm bớt, ngược lại ngày càng dày đặc. Sắc mặt Lý Trạch Vũ thay đổi, dường như hắn không ngờ có kết quả này. Vù rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay trở lại. Trong lòng Cung Nghê Thường hơi mất mát, nhưng cô ấy vẫn ân cần hỏi, anh không sao chứ? Suýt nữa bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, có thể không sao sao? Lý Trạch Vũ liếc cô ấy, hắn nói, bỏ đi, hôm nay không vượt quan, chúng ta đi thôi. Ai Cung Nghê Thường sững sờ tại chỗ. Bản thiếu đồng ý với cô sẽ đến vượt thiên quan, nhưng cũng không nói nhất định có thể vượt thiên quan thành công. Lý Trạch Vũ thản nhiên nói. Mặc dù ám khí này không gây tổn thương đến hắn, nhưng ai biết sau đó còn cái bẫy nào, mà hắn và Cung Nghê Thường không thân chẳng quen, căn bản không cần mạo hiểm vì đối phương. Lý Thiếu Hiệp, hay là thử lại? Không thử, chúng ta đi thôi. Cung Nghê Thường có ý đồ khuyên bảo,
không ngờ thái độ của Lý Trạch Vũ lại kiên định như vậy. Lý Thiếu Hiệp thử lại đi. Cung Nghê Thường chưa từ bỏ ý định. Lý Trạch Vũ hừ, bất mãn nói, mạng của cô thì là mạng, chẳng lẽ mạng người khác không phải mạng? Muốn thử thì tự cô đi mà thử. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Lý Thiếu Hiệp. Cung Nghê Thường đột nhiên gọi to. Lý Trạch Vũ nhướng mày, cái gì? Bịch. Copy cộp cộp. Cung Nghê Thường bỗng quỳ xuống, cô ấy dập đầu ba cái xuống đất, thật không dám giấu giếm, hỏa độc trong người cha tôi không thể kéo dài được nữa, chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên mới trị được, cầu xin Lý Thiếu Hiệp thử lại. Bản thiếu có thể hiểu được lòng hiếu thảo của cô, nhưng... Nói đến đây, Lý Trạch Vũ bỗng nâng cao giọng, hắn cảnh cáo nói, cô cũng không thể một vốn một lời, không có đạo đức như vậy. Tôi, hai mắt Cung Nghê Thường phiếm hồng, cô ấy không biết nên nói gì. Bởi vì Lý Trạch Vũ nói không sai, cô ấy không thể vì cha mình, mà không quan tâm tính mạng người khác, như vậy rất ích kỷ. Đi thôi. Lý Trạch Vũ trấn an, sống chết có số, cô vẫn nên nhìn rộng ra, thời gian cuối cùng của cha cô nên cười thì cười, nên uống thì uống, thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng. Ừ. Cung Nghê Thường đứng dậy chuẩn bị rời đi cùng Lý Trạch Vũ, nhưng nước mắt lại trào ra như đê vỡ. Nhưng mà lúc này. Vẻ on. Lý Trạch Vũ vốn chuẩn bị rời đi, bỗng nhảy lên, bay vút về phía vách đá. Cung Nghê Thường ngẩn ra. Không phải muốn đi sao? Sao lại thế này? Nhưng mà điều khiến cô ấy không thể ngờ được là, lần này Lý Trạch Vũ bay qua hơn 10 trượng, bốn phía đều không xuất hiện bẫy hay ám khí. Sao có thể? Cung Nghê Thường nghĩ rằng có phải mắt mình nhìn lầm hay không? Vù vù. Ngay khi Lý Trạch Vũ bay được hơn 20 trượng, một trận cuồng phong ập tới. Rất rõ ràng là bẫy gây ra. Nhưng Lý Trạch Vũ không nhanh không chậm lấy Trường Thiên kiếm ra, chém vào một vị trí trên vách núi với sức mạnh bổ núi lấp biển. Âm ầm, kiếm đâm vào trên vách đá, vô số đá vụn vỡ ra. Cũng trong nháy mắt này, cuồng phong đã biến mất. Cung Nghê Thường trừng to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn không nhìn hành động đó của Lý Trạch Vũ là gì. Chẳng lẽ đây là trận pháp trong tiểu thuyết, mà Lý Trạch Vũ lại tìm được ra? Này cũng thái quá quá rồi. Cung Nghê Thường khó có thể tin được. Vèo. Lý Trạch Vũ bước xa thêm 5 trượng, hộp gỗ trên vách đá đã gần trong gang tấc. Cung Nghê Thường kích động không thôi, khi cô ấy nghĩ rằng Lý Trạch Vũ có thể thuận lợi lấy được bảo vật trong hộp gỗ, thì vách đá và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Các bẫy trong phạm vi vách đá đều do con người bố trí, không phải thiên nhiên hình thành, cái gọi là thiên quan trong mắt Lý Trạch Vũ chỉ là giả thần giả quỷ. Cho dù bây giờ đất núi rung chuyển, giống như động đất vậy, hắn cũng không hề hoảng hốt. Ầm, trên mặt đất nứt ra một khe hở, rung động càng ngày càng mạnh. Lý Thiếu Hiệp cẩn thận. Cung Nghê Thường lo lắng nhắc nhở. Ke ngồ. Lý Trạch Vũ đâm kiếm để ổn định cơ thể, sau đó hắn lập tức vung kiếm đâm một phát mạnh vào vách đá. Âm ầm. A. À. Vách đá bắn ra vô số đá vụn, ngoài ra còn có một tiếng kêu thảm thiết. Mắt Cung Nghê Thường cứng đờ. Cả người sững sờ. Tại sao trong thiên quan lại có người? Chẳng lẽ cô ấy nghe lầm sao? Không đúng. Vì sao mỗi lần có bẫy, Lý Trạch Vũ sẽ tấn công vào vị trí kia trên vách đá? Chẳng lẽ? Cung Nghê Thường bừng tỉnh. Vù vù vù. Rất nhiều mũi tên bay ra từ vách đá. Keng keng keng. Lý Trạch Vũ lấy kiếm ngăn cản, bình tĩnh chống đỡ. Thằng khốn kia, bản thiếu khuyên mày lập tức dừng tay, sau đó lăn xuống nhận tội. Nếu không bản thiếu sẽ cho mày biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Lý Trạch Vũ vừa ngăn cản vừa uy hiếp. Lần này Cung Nghê Thường càng chắc chắn hơn, bẫy bên trong thiên quan đều bị con người kiểm soát, mà từ đầu Lý Trạch Vũ đã nhìn ra manh mối. Nghĩ vậy, cô ấy nhảy vọt đến, muốn trợ giúp Lý Trạch Vũ ngăn cản những mũi tên bay đến. Keng keng keng. Mặc dù Cung Nghê Thường có thực lực của cảnh giới đại thừa, nhưng số lượng mũi tên bắn tới nhiều đếm không xuể. Cô ấy không thể bình tĩnh ngăn cản như Lý Trạch Vũ. Cô đến đây làm cái dám gì? Tôi đến giúp anh, a. À. Cung Nghê Thường đáp lại, đồng thời cánh tay không cẩn thận bị trúng một mũi tên. Không được việc mà còn thất bại, mau trở về đi. Lý Trạch Vũ gào một câu, hắn duỗi tay ném Cung Nghê Thường ra xa hơn 10 trượng. Rõ ràng muốn giúp đỡ đối phương thế mà lại bị ghét bỏ, Cung Nghê Thường rất tủi thân. Bên kia, động đất ngày càng mạnh. Lý Trạch Vũ biết không thể ngồi chờ chết, vì thế hắn dùng tốc độ tối đa nhảy lên, trong giây lát đã bước qua khoảng cách 5. Trượng cuối cùng, Cung Nghê Thường thấy cảnh này, cô ấy bất chấp cánh tay đau xót,
hưng phấn nhắc nhở, Lý Thiếu Hiệp, mau lấy bảo vật trong hộp gỗ. Nhưng mà Lý Trạch Vũ không để ý đến cô ấy, mà hắn mượn hai bờ nham thạch hai bên để leo về phía trước. Đúng lúc này, trên vách đá có một bóng người, người đó gần như không do dự đẩy mấy khối đá bên cạnh xuống. Rầm rầm. Lý Thiếu Hiệp cẩn thận. Tim Cung Nghê Thường như nhảy lên tận cổ họng, vui vui. Lý Trạch Vũ phản ứng mau lẹ, mạnh mẽ khéo léo tránh đi mấy khối đá, đồng thời tăng tốc leo lên trên. Người trên vách đá thấy Lý Trạch Vũ sắp đến thì bối rối, muốn đẩy đá ngăn cản, nhưng đã muộn rồi. Tốc độ của Lý Trạch Vũ thật sự quá nhanh, vách đá cao hơn 10 trượng, mà chưa đầy nửa phút hẳn đã thành công leo lên đến đỉnh. Lại đây, hôm nay bản thiếu sẽ cho mày biết tại sao hoa có màu đỏ. Lý Trạch Vũ vẫy tay với người đàn ông trung niên đối diện, vẻ mặt trêu tức không hề giấu giếm. Người đàn ông sợ hãi, cơ thể lùi về sau mấy bước. Dưới chân đã không còn gì, không thể lùi được nữa. Cậu đừng lại đây. Rõ ràng người đàn ông biết Lý Trạch Vũ, càng biết thân thủ của hắn, cho nên mới sợ hãi như vậy. Lý Trạch Vũ đi từng bước đến, ông không đến, vậy tôi đi qua là được. Lý Thiếu Hiệp, ngày xưa chúng ta không oán, gần đây không thù, sao cậu cứ phải đối nghịch với tôi? Người đàn ông có ý cầu xin tha thứ. Những cái bẫy vừa rồi là do ông giở trò quỷ đúng không? Còn lúc tôi leo lên đây, mấy khối đá này cũng do ông đẩy xuống đúng không? Lý Trạch Vũ lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên sát khí, vậy mà ông còn dám nói chúng ta không có ân oán. Tại sao hộp gỗ lại trống không, Thiên Sơn Tuyết Liên bên trong đâu? Chú Hồng, sao lại là chú? Đúng lúc này, Cung Nghê Thường cầm một cái hộp gỗ leo lên. Người đàn ông trung niên không phải ai khác, chính là Hồng Kim Nham, một trong 10 người canh giữ đảo Thiên Đường. Có phải chú lấy Thiên Sơn Tuyết Liên rồi không? Mau đưa Tuyết Liên cho cháu. Cung Nghê Thường vô cùng kích động. Hồng Kim Nham lắc đầu nói, tiểu thư, hoàn toàn không có Thiên Sơn Tuyết Lâm gì đó. Sao có thể, đảo Thiên Đường có ghi chép rõ ràng, thập đại thiên quan chắc. Chắn có Thiên Sơn Tuyết Liên ngoài 100 năm. Cung Nghê Thường không chấp nhận, cô ấy kích động nói, chú Hồng, cầu xin chú hãy đưa Thiên Sơn Tuyết Liên cho cháu. Dù cô có giết người này, ông ta cũng không biến ra được Thiên Sơn Tuyết Liên. Lý Trạch Vũ cảm thấy không nói nên lời. Hồng Kim Nham ngập ngừng nói, tiểu thư, thật sự không có Tuyết Liên gì đó, tất cả đều là giả. Giả, cái gì là giả? Cung Nghê Thường không hiểu được, tất cả đều là giả. Lý Trạch Vũ ở bên cạnh nhắc nhở. Người phụ nữ Cung Nghê Thường này, quả thật có xinh đẹp, nhưng không đủ thông minh. Người sáng suốt đều nhìn ra được thập đại thiên quan là giả, nếu là giả, Thiên Sơn Tuyết Liên gì đó sẽ không tồn tại. Chú Hồng, chẳng lẽ đều do chú giở trò quỷ? Cuối cùng Cung Nghê Thường cũng hiểu ra, ánh mắt nhìn Hồng Kim Nham rất phức tạp. Hồng Kim Nham gật đầu, ông ta dứt khoát thừa nhận, đúng, mọi thứ đều xuất phát từ bút tích của tôi. Nhìn ông ta như vậy, dường như rất đắc ý vì kiệt tác của mình. Còn người Cung Nghê Thường lạnh lẽo, cô ấy chất vấn, nói như vậy, hỏa độc trong người cha tôi, cũng là do ông tính kế. Không xêu Hồng Kim Nham thẳng thắn thừa nhận. Tại sao, ông chính là người cha tôi tín nhiệm nhất? Sao ông có thể hại cho tôi? Cung Nghê Thường không thể tin được chuyện này là thật. Người tín nhiệm nhất, hừ, tôi vẫn luôn coi Cung Vô Địch là anh em tốt nhất, nhưng ông ta thì sao? Ông ta chỉ coi tôi như con chó mà thôi, ha ha ha. Hồng Kim Nham cười như mắc bệnh tâm thần, Cung Nghê Thường nhíu chặt mày. Hồng Kim Nham dừng cười, trên mặt lộ ra sự tàn nhẫn, Cung Vô Địch càng đáng chết hơn, bởi vì ông ta cướp mất Tuyết Nhi. Mẹ tôi! Mày Cung Nghê Thường càng nhíu chặt hơn. Mà Lý Trạch Vũ ở bên cạnh cũng đoán được, người đàn ông điên cuồng trước mặt này là một kẻ đánh khi yêu mà không được, cho nên mới bị điên. Sách cổ trên đảo là do ông bóp bép, cái gọi là thập đại thiên quan cũng do. Ông chế tạo ra, mục đích là vì thu hút cha tôi đến vượt quan, sau đó giết chết ông ấy. Cung Nghê Thường hỏi. Đúng. Hồng Kim Nham lại hào phóng thừa nhận. Nếu hai người muốn ôn chuyện, bản thiếu xin phép không phụng bồi. Lý Trạch Vũ có vẻ không kiên nhẫn, ngoài ra trong lòng hắn bỗng có cảm giác phiền toái vô cớ. Trời mênh mông, chân trời là của tôi. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra, hắn thấy một dãy số xa lạ, nhưng vẫn bắt máy. Long đế sẽ đối phó với cậu, cẩn thận. Cardassian. Lý Trạch Vũ mới hỏi một câu, đối phương đã cúp điện thoại. Long đế. Chẳng lẽ thằng nhãi con đó chán sống?
hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Tình ý của Long Đế với Thánh Nữ Cardassian, mọi người đều biết, nhưng đồng thời mọi người cũng biết Cardassian không có ý tốt với Long Đế. Có một số ít người biết, thật Cardassian tôn quý, thánh khiết, xinh đẹp lại trung tình với Quân Đế. Cũng vì chuyện này, Long Đế mới hận Quân Đế thấu xương. Trong mắt ông ta đã coi Cardassian là người phụ nữ của mình, Quân Đế thuộc loại hoành đao đoạt ái. Sao có thể không báo, mối hận cướp vợ được? Nhưng mà trước đó Lý Trạch Vũ trà trộn vào thế giới hắc ám chỉ vì muốn tăng cường kinh nghiệm giết địch, thế nhưng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, rồi rời đi. Trong đó hắn không quá chú ý nhiều tin bát quái, cho nên hoàn toàn không biết chuyện Long Đế si mê Cardassian. Bây giờ đột nhiên biết được tin Long Đế muốn đối phó hắn, hắn mới cảm thấy 8-9 phần đầu đối phương bị kẹt ở cửa, nếu không tại sao lại có hành vi tìm chết như vậy. Ngay khi Lý Trạch Vũ đang suy nghĩ, Cung Nghê Thường cũng biết được mọi chân tướng từ miệng Hồng Kim Nham. Cái gọi là thiên quan chẳng qua là Hồng Kim Nham lợi dụng kỳ môn độn giáp để bố trí các bẫy, lúc trước thiết kế cái này để thu hút Cung Vô Địch đến vượt quan, từ đó báo thù. Mà kế hoạch của ông ta cũng rất thuận lợi, khi Cung Vô Địch vượt qua lần thứ 5 thì bị ông dùng hỏa độc gây thương tích, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, bị Cung Vô Địch may mắn đào thoát. Kết quả, Hồng Kim Nham lại âm thầm bóp méo sách cổ của Đào Thiên Đường. Hơn nữa nói dối trong thiên quan có thiên sơn tuyết liên hàng nghìn năm. Cho nên hơn nửa năm nay, Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường mới thường xuyên tìm kiếm anh hùng thiên hạ đến vượt quan. Chú Hồng, chỉ cần chú có thể giao thiên sơn tuyết liên ra, cháu có thể cam đoan cha cháu xế bỏ qua chuyện cũ. Dường như Cung Nghê Thường không tiếp nhận được kết quả này. Nếu không có thiên sơn tuyết liên, như vậy nhiều nhất Cung Vô Địch chỉ có thể kiên trì 3 tháng nữa. Hồng Kim Nham cười thản nhiên. Mọi thứ đều là giả, sao có thể có thiên sơn tuyết liên được? Mặc dù đã bị Cung Nghê Thường biết thân phận, nhưng ông ta không hề hoảng sợ. Dù sao không có thiên sơn tuyết liên, Cung Vô Địch khó tránh khỏi cái chết. Đi thôi, thời gian của bản thiếu rất quý giá. Lý Trạch Vũ không còn kiên nhẫn. Lý Thiếu Hiệp, làm phiền anh bắt tên phản đồ này giúp tôi. Cung Nghê Thường xác nhận trong tay Hồng Kim Nham không có thiên sơn tuyết liên. Cô ấy không thể buông tha cho tên đầu sỏ ám hại cha mình được, nhưng cô ấy chỉ có thực lực cảnh giới đại thừa, mà đối phương lại là cường giả cảnh giới tông sư, vậy nên chỉ có thể xin Lý Trạch Vũ giúp đỡ. Tại sao tôi phải giúp cô? Lý Trạch Vũ thẳng thắn từ chối. Không đề cập tới chuyện Cung Nghê Thường vẫn luôn muốn lợi dụng hắn, giữa hai người cũng không có giao tình gì, hắn lười xen vào chuyện của người. Khác, Lý Thiếu Hiệp, chỉ cần bắt tên phản đồ này giúp tôi, Đảo Thiên Đường chắc. Chắn sẽ có hậu tải. Cung Nghê Thường hứa hẹn. Lý Trạch Vũ khoát tay áo, hắn lại từ chối, Đảo Thiên Đường của mấy cô không có đồ gì lọt được vào mắt tôi. Mặc dù lời này rất kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận đó là sự thật. Với thân phận Lý Thiếu nhà họ Lý của hắn, trên đời này có cái gì hắn muốn mà? Không được. Cung Nghê Thường suýt nữa hỏi, ngay cả tôi cũng vậy sao, nhưng bởi vì phụ nữ phải rụt rè, cô ấy không thể nói ra. Hồng Kim Nham ở đối diện, sau khi xác nhận Lý Trạch Vũ không ra tay, tâm cũng buông lỏng, ngược lại ông ta lộ ra một cỗ sát khí với Cung Nghê Thường. Mặc dù cô là do Tuyết Nhi sinh, nhưng chung quy vẫn không phải giống loài của tôi. Sát khí trên người Hồng Kim Nham càng ngày càng đập, ông ta vừa nói vừa ép sát Cung Nghê Thường. Lý Thiếu Hiệp, chúng ta cùng một phe, chẳng lẽ anh thật sự nhẫn tâm nhìn tôi ngọc vỡ hương tan sao? Hai mắt Cung Nghê Thường đẫm lệ, vẻ mặt rất đáng thương. Lý Trạch Vũ cẩn thận ngẫm lại quả thật là Cung Nghê Thường dẫn hắn tới nơi này, cứ mặc kệ người ta như vậy thật sự không được, hơn nữa Hồng Kim Nham còn vừa mới ra tay với hắn. Lý Trạch Vũ suy nghĩ xong, hắn liếc Hồng Kim Nham, ông không thể động vào cô ấy. Dứt lời, bước chân Hồng Kim Nham dừng lại, ông ta nhíu mày, Lý Thiếu Hiệp, cậu vừa mới nói sẽ không nhúng tay vào, tại sao lại lật lọng? Bản thiếu làm gì, còn cần giải thích với ông? Lý Trạch Vũ bỗng nâng cao giọng. Nếu ông còn dám nói nữa, bản thiếu sẽ làm thịt ông trước. Hồng Kim Nham không dám thở mạnh, chỉ có trơ mắt nhìn Lý Trạch Vũ dẫn Cung Nghê Thường rời khỏi đây. Không được, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Trong lòng có một giọng nói nhắc nhở Hồng Kim Nham. Nếu để Cung Nghê Thường đi ra ngoài, mặc dù ông ta có thể chạy khỏi Đảo Thiên Đường, nhưng như vậy sau đó ông ta đều phải trốn tránh người của Đảo Thiên Đường đuổi giết. Vù vù, Hồng Kim Nham bắn ra mấy phi đao trong tay. Mục tiêu nhắm thẳng vào Cung Nghê Thường. Keng! Khi phi đao sắp bắn trúng Cung Nghê Thường, trong gang tấc bị thanh kiếm ngăn cản,
Lý Trạch Vũ đã sớm đoán được Hồng Kim Nham sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hẳn vẫn luôn đề phòng. Vẻ mặt Cung Nghê Thường tái nhợt, xem ra bị dọa không nhẹ. Dám coi lời của bản thiếu thành gió bên tai. Keng. Lý Trạch Vũ dùng mũi kiếm gảy phi đao trên đất lên, sau đó hắn lấy thân kiếm đập vào nó. Vèo. Hồng Kim Nham hoàn toàn không kịp tránh, bị phi đao đâm xuyên qua cơ thể, ông ta trừng to hai mắt, rồi chậm rãi ngã xuống. Một giờ sau, Cung Nghê Thường dẫn theo Lý Trạch Vũ đi ra khỏi màn sương trắng. Cung Vô Địch đợi bên ngoài rất lâu, vô cùng chờ mong bước đến, thế nào, Lý Thiếu Hiệp vượt quan thành công không? Cung Nghê Thường nhíu chặt mày, cô ấy muốn nói lại thôi. Thấy cảnh này, Cung Vô Địch còn tưởng rằng Lý Trạch Vũ không thành công, trong lòng không khỏi mất mát, nhưng ông ta vẫn an ủi nói, cho dù không thành công, cha có thể chấp nhận kết quả này. Nói xong, ông ta lại khách sáo nói với Lý Trạch Vũ, Lý Thiếu Hiệp, rất cảm ơn cậu đã tới đây, nếu sau này cần gì ở chỗ tôi thì cứ việc mở miệng. Cha, Lý Trạch Vũ vượt quan thành công. Cung Nghê Thường do dự nói. Thành công. Nam Cung Thạc và Mộc Hằng Sinh ở bên cạnh nhìn nhau. Nếu vượt quan thành công, sao không khí trầm lắng như vậy? Không đúng. Cha, Thiên Quan là giả, Thiên Sơn Tuyết Liên cũng là giả. Lúc này Cung Nghê Thường kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cung Vô Địch nghe xong thì cả người ngây như phỗng, sững sờ một lúc lâu vẫn không bình tĩnh được. Cha, chúng ta đi tìm người của Dược Vương Cốc, bọn họ nhất định có thể chữa khỏi hỏa độc trong người cha. Cung Nghê Thường đề nghị. Nam Cung Thạc cười khinh thường, hoàn toàn không cần thiết phải đi tìm đám phế vật của Dược Vương Cốc kia. Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường đồng loạt nhìn về phía Đại Hộ Pháp, trong mắt chứa sự nghỉ hoặc. Khụ khụ. Nam Cung Thạc cắn răng nói, đám phế vật đó tự xưng y thuật vô song thiên hạ, thật ra chỉ có tiếng không có miếng mà thôi. Người Dược Vương Cốc tinh thông biển thước nội, ngoại kinh và châm cứu hoa đà, y thuật cũng rất cao minh, nhưng bởi vì không có cách trị liệu độc cóc, vậy nên Đại Hộ Pháp mới khinh thường như vậy. Nam Cung Thạc nói, tôi nói này, Lý Thiếu chính là thần y giỏi nhất bây giờ. Cung Vô Địch và Cung Nghê Thường nghe vậy, bọn họ đồng thời dừng trên người Lý Trạch Vũ đang gật đầu, hai tay vắt sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười bí hiểm. Hỏa độc được coi là loại độc mạnh nhất trên đời, người chúng lúc bình thường chẳng khác gì người bình thường, nhưng một khi nó phát tác sẽ khiến người ta sống không bằng chết. Có thể đối với người khác là bệnh nan y, nhưng đối với Lý Trạch Vũ chưa chắc là như vậy. Tôi có thể giải được loại độc này, nhưng tôi không có lý do gì phải giúp ông cả, Lý Trạch Vũ thẳng thắn nói. Lý Thiếu Hiệp có thể đưa ra giá tiền. Cung Vô Địch tỏ ra hào phóng. Đào Thiên Đường ở thế tục kinh doanh không ít xí nghiệp, số tiền thu về mỗi năm lên đến hàng tỷ. Đáng tiếc ông ta đã xem nhẹ thân phận của Lý Trạch Vũ, tiền bạc không thể lay động được hắn. Lý Thiếu Hiệp, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho cha tôi, bất cứ yêu cầu nào chúng tôi có thể làm được thì đều có thể đáp ứng. Lời nói của Cung Nghê Thường vốn đã rất khó hiểu, chỉ cần nói thẳng là anh có thể cần tôi. Có thể thấy tấm lòng hiếu thảo của người phụ nữ này được mặt trăng mặt trời làm chứng. Thật sự không có gì lọt vào mắt tôi cả. Lý Trạch Vũ vừa đáp vừa nhìn Cung Nghê Thường, cũng là ngầm nói với đối phương, ngay cả cô cũng không thể lọt vào mắt tôi. Tiền bạc hắn không thiếu, phụ nữ, lại càng không thiếu. Kể cả Cung Nghê Thường, đệ nhất mỹ nhân của võ lâm cũng không thể lay động được hắn. Euro ó thể bởi vì lòng hiếu thảo của Cung Nghê Thường, Mộc Hãng Sinh ở bên cạnh nhẹ giọng nói, nếu cung đảo chủ đưa ra một vật gì đó, có lẽ Lý Thiếu sẽ trị bệnh cho ngài. Lời này vừa nói ra, không chỉ con gái Cung Vô Địch mà cả Lý Trạch Vũ cũng tò mò. Ngay cả hắn cũng không biết mình cần cái gì, vậy vì sao Mộc Hằng Sinh dám chắc chắn như vậy? Mộc Tiên Sinh xin cứ nói, chỉ cần là thứ đảo thiên đường có, lão phu tuyệt. Đối không keo kiệt Cung Vô Địch kiên định nói. Mộc Hằng Sinh rạng rỡ nói, chỉ cần cung đảo chủ dâng hiến phần nửa sau tâm quyết của Niết Bàn Trưởng, chắc chắn Lý Thiếu sẽ đồng ý. Hả, công pháp của Niết Bàn Trưởng lợi hại đến vậy sao? Lý Trạch Vũ ngạc nhiên. Hắn thậm chí còn chưa từng nghe qua thứ này, Mộc Hằng Sinh dựa vào đâu mà tự tin như vậy? Ngược lại, tâm trạng Cung Vô Địch lại thay đổi rất lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Niết Bàn Trưởng là công pháp gì? Lý Trạch Vũ không nhịn được hỏi. Mộc Hằng Sinh ghé vào tai Lý Trạch Vũ thì thầm, Lý Thiếu, Niết Bàn Trưởng là võ công thượng thừa của Tiêu Giao Cung, nhưng mà nhiều năm trước đã bị hải tặc, Từ Phong đánh cắp nửa sau tâm quyết làm cho bộ công pháp này không được trọn vẹn. Hóa ra là vậy, nhưng mà... Lý Trạch Vũ thở dài, cười nói,
chỉ là một bộ công pháp thôi, tôi thực sự không coi trọng. Lý Thiếu, theo như tôi biết, thánh nữ Bạch Tố Y luyện phần nửa đầu tâm quyết của Niết Bàn Trưởng. À, nghe vậy, mắt Lý Trạch Vũ đảo một vòng. Từ trước đến nay ấn tượng của hắn về Bạch Tố Y vẫn khá tốt, dù là lần đầu gặp gỡ tại núi Thương Nam, hay đại hội võ lâm, cho đến sau này cùng nhau sang Nhật Bản, cô gái đó dường như luôn dành cho hắn một sự ngưỡng mộ mù quáng. Hơn nữa, khi biết tin hắn qua đời, Bạch Tố Y thậm chí còn muốn quay lại Nhật Bản để báo thù cho hắn. Chỉ dựa vào những điểm này, Lý Trạch Vũ cảm thấy mình nên dành cho cô gái nhỏ đó một bất ngờ. Mục tiên sinh không hổ là bách hiểu xanh của giang hồ, cung mỗ bái phục. Là một nhân vật trong tiểu thuyết đa tình kiếm khách, vô tình kiếm của cổ long. Cung vô địch chắp tay. Niết Bàn Trưởng đã bị hải tặc trộm mất hơn chục năm trước, sau này có cơ duyên mà đảo Thiên Đường lấy được, kể cả trên đảo cũng có rất ít người biết chuyện này, vậy mà một người ngoài như Mộc Hằng Sinh lại biết được. Lý Thiếu Hiệp. Cung vô địch đổi giọng, nói, sống chết có số, bất kể cậu có muốn giải độc cho lão phu hay không, lão phu cũng tình nguyện trả lại phần nửa sau tâm quyết của Niết Bàn Trưởng cho chủ của nó. Phải nói rằng người này quả nhiên có chỗ hơn người mới có thể trở thành đảo chủ. Mới vừa mở lời đã bày tỏ nguyện vọng trả lại Niết Bàn Trưởng tâm quyết vô điều kiện, nhưng lại gián tiếp nhắc nhở Lý Trạch Vũ đây là nể mặt hắn, như vậy Lý Trạch Vũ đã nợ ông ta một ân tình. Tôi có thể giải hỏa độc cho ông. Lý Trạch Vũ nói rồi lại nhìn sang Cung Nghê Thường, thản nhiên nói, nhưng tôi không phải vì Niết Bàn Trưởng tâm quyết, mà là vì lòng hiếu thảo của cung cô. Nương! Một câu nói vừa có thể đòi lại Niết Bàn Trưởng tâm quyết, vừa có thể khiến Cung Nghê Thường nợ một ân tình. Cao, thực sự cao. Câu trả lời không thể chê vào đâu được khiến Cung vô địch vô cùng khâm phục. Cảm ơn Lý Thiếu Hiệp, Cung Nghê Thường có lẽ không hiểu rằng Lý Trạch Vũ chỉ thuận nước đẩy thuyền, mà còn tưởng rằng hắn thực sự vì nể mặt cô mà mới chịu giải độc cho. Cha cô! Nhật Bản, cảng Đông Ngạn. Khi hoàng hôn dần buông xuống, một chiếc cano phóng nhanh trên mặt biển. Phía sau một dãy container, Ngân Hồ bị thương nặng đang ẩn nấp ở đây, thấy. Cano dần tiến vào bờ, cô cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có người khả nghi theo dõi mình, mới cố nhịn đau nhanh chóng chạy ra bờ biển. Một lúc sau, Ngân Hồ thành công lên cano, đi mau. Vết thương của cô. Người đàn ông trung niên đến đón cô lo lắng hỏi. Ngân Hồ lắc đầu, tôi chịu được, chúng ta đi trước đã. Được. Người đàn ông trung niên nhanh chóng khởi động cano rời khỏi cảng. Lúc này, cả thể chất và tinh thần của Ngân Hồ không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói, đưa điện thoại của anh cho tôi. Được. Người đàn ông trung niên cho tay vào túi, nhưng thứ anh ta lấy ra không phải là điện thoại mà là một chiếc dùi cui điện. Sắc mặt Ngân Hồ đột nhiên thay đổi, nhưng trước đây cô đã mất cảnh giác với người đàn ông trung niên, nên không thể kịp thời phản ứng. Xoẹt xoẹt. Người đàn ông dùng dùi cui điện dí vào người Ngân Hồ vài lần. Ngân Hồ mềm oặt ngã xuống, anh, tại sao anh lại phản bội tôi? Xoẹt xoẹt. Người đàn ông lại dí dùi cui điện vào người Ngân Hồ vài lần nữa, sau khi xác nhận người ở đằng sau đã ngất xỉu hoàn toàn, khóe miệng anh ta không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng. Vì tiền mà người ta bất chấp tất cả, còn cần hỏi sao? Vài giờ sau, khi Ngân Hồ tỉnh lại, cô phát hiện toàn thân mình bị trói chặt. Mà ở đây là một vùng băng tuyết lạnh giá. Trước mặt cô là hàng chục bóng người, ánh đèn yếu ớt, nhưng cô nhận ra ngay người cầm đầu. Long đế tiểu hồ ly, đã lâu không gặp. Long đế nhếch mép cười. Thông minh như Ngân Hồ nháy mắt đã hiểu ra, người đã âm thầm tập kích cô trước đây là do Long đế phái đến, mà mục đích chỉ bắt chứ không giết của đối phương chỉ là muốn dùng cô để uy hiếp quân đế. Nghĩ đến đây, cô cười khẩy nói, Long đế, ông có biết mình đang tự rước họa vào thân không? Tự rước họa vào thân, hình như đây là ngạn ngữ của nước Hạ chúng ta nhỉ. Long đế không giận mà cười. Ngân Hồ cau mày, không ngờ ông cũng là người nước Hại. Bấy lâu nay, nhiều người đều cho rằng Long đế là người Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, không ngờ tên này cũng xuất thân từ nước Hạ. Phải thì sao nào, ha ha ha. Long đế đổi giọng, cười cợt nói, chắc là cô đã biết lý do bản đế bắt cô, vậy cô nghĩ tên quân đế kia có thể cứu được cô từ tay bản đế không? Không chỉ vậy đâu. Ngân Hồ lắc đầu, ánh mắt tỏ rõ vẻ kiên định. Hắn còn sẽ giết ông. Giết tôi. Ha 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 ha. Long đế như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, ôm bụng cười lớn. Một người phụ nữ phương Tây tóc vàng mắt xanh khinh thường nhìn Ngân Hồ, quân đế cũng không xứng xách dép cho Long đế,
trong mắt Long Đế, hắn chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút. Ách ngồi đáy giếng, sao biết trời cao đất dày. Vẻ mặt Ngân Hồ bình tĩnh, giọng điệu càng thêm khinh thường. Bốp! Cô gái tóc vàng vô cùng tức giận, giơ tay tát Ngân Hồ một cái. Phụt! Ngân Hồ phun ra một ngụm máu cũng không tức giận vì cô nhất định sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Tuy nhiên không phải bây giờ. Long Đế ngừng cười, giọng điệu lãnh đạm khuyên nhủ, tiểu hồ ly, cô tin tưởng vào quân đế như vậy, sao bây giờ không nói cho hắn biết vị trí của cô, xem hắn có dám đến cứu cô hay không. Tôi cũng không phải trẻ con, khiêu khích tôi cũng vô dụng. Ngân Hồ bình tĩnh trả lời. Vậy sao? Long Đế còn định nói gì đó. Long Đế, giọng nói của Triệu Như Mộng vang lên. Long Đế quay sang nhìn, vẻ mặt lập tức niềm nở, Triệu cô nương đừng nóng vội. Chưa đến nửa giờ sẽ có tin tức từ người của tôi. Tốt nhất là vậy. Người phụ nữ trước mặt càng tỏ ra lạnh lùng, càng khơi dậy lòng ham muốn chinh phục trong ông ta. Cô sớm muộn gì cũng là người của ta. Long Đế thầm hạ quyết tâm, sau khi hợp tác này kết thúc, ông sẽ yêu cầu phía đối tác đưa Triệu Như Mộng cho ông ta. Chỉ trong thời gian ngắn, Ngân Hồ đã xác định vị trí của mình ở gần tội thành. Long Đế muốn làm gì? Chẳng lẽ ông ta muốn thu hút sự chú ý của Tử Ngục? Rất nhanh, Ngân Hồ đã xác nhận suy đoán của mình. Trước đó, cô gái tóc vàng đã nhận được một cuộc gọi, sau đó nói với Long. Đế, Arthur đã điều tra trong tù thực sự có một hồ nước đóng băng. Triệu Như Mộng ở bên cạnh nghe vậy, hai mắt lóe lên. Long Đế quay đầu lại, thản nhiên cười nói, Triệu cô nương, cô có chắc người cô đang tìm đang ở gần hồ băng không? Đúng vậy. Triệu Như Mộng gật đầu nói, các người chỉ cần chịu trách nhiệm đưa tôi đến gần hồ băng là được. Vậy chúng ta khởi hành ngay bây giờ. Long Đế cười gượng nói, nhà tù số 1 thiên hạ, bản đế thật muốn nhìn xem bên trong giam giữ những người nào. Long Đế, theo tin tức Arthur truyền đến, trong tù có 3 cao thủ tuyệt đỉnh. Cô gái tóc vàng nhắc nhở. Cao thủ tuyệt đỉnh, có thể cao đến đâu? Ha ha ha. Long Đế khinh thường cười lớn. Triệu Như Mộng ở một bên bất giác cau mày, ba người đó là những kẻ mạnh nhất thế giới, tôi khuyên ông tốt nhất đừng khinh thường. Vậy sao? Long Đế không thèm để tâm nói, mạnh đến đâu cũng có thể mạnh hơn đạn pháo trong tay bản đế sao? Nghe vậy, Triệu Như Mộng cũng yên tâm một chút. Dù sao kỹ năng cao đến đâu cũng sợ dao phay, đây là điều mà ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Lina, cô ở lại đây trông coi tiểu hồ ly. Long Đế dặn dò cô gái tóc vàng rồi vung tay. Những người khác, đi theo bản đế. Nhóm người lợi dụng bóng tối nhanh chóng tiếp cận Tử Ngục. Triệu Như Mộng cũng dẫn theo mấy chục người mặc đồ đen. Mười mấy phút sau, hàng chục bóng người lặng lẽ đến bên ngoài nhà tù, những sợi dây móc câu nối tiếp nhau ném lên tường nhà tù. Soạt soạt soạt. Một nhóm người dễ dàng đột nhập vào nhà tù, nhưng bọn họ đã đánh giá thấp hệ thống báo động của nhà tù số 1 thiên hạ này. Tu tu tu, ngay khi tiếng báo động vang lên, hàng trăm cai ngục từ khắp nói ập đến. Long Đế bình tĩnh nói với Triệu Như Mộng bên cạnh, để người của chúng a thu hút những cai ngục đó, lát nữa sẽ có người đưa cô đi tìm hồ băng. Được. Triệu Như Mộng kiệm lời. Ai dám xông vào Tử Ngục? Người cai ngục cầm đầu lên tiếng chất vấn. Long Đế không thèm để ý, vung tay ra. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Một nhóm người dẫn đầu tấn công cai ngục, sức mạnh to lớn lạ thường. Trong nháy mắt đã có hơn 10 cai ngục chết. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của các tù nhân trong nhà tù. Mẹ kiếp, ai to gan vậy? Đây là địa bàn của đại đương gia, ai dám đến đây gây chuyện? Xem tình hình đám cai ngục ngu ngốc kia hình như không có khả năng phản kháng, có cần chúng ta giúp không? Phải giúp chứ, nếu trơ mắt nhìn để người khác đến đây gây chuyện, đại đương gia quay lại chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Vậy còn chờ gì nữa, lên thôi. Hàng trăm tù nhân lần lượt bước ra khỏi phòng giam. Tràn ra từ mọi hướng và tấn công trực tiếp vào nhóm người Long Đế. Mục tiêu của Long Đế chỉ là cai ngục, ông ta không ngờ rằng các tù nhân trong nhà tù lại ra tay với họ. Lũ khốn các người muốn làm gì? Long Đế không thể tin được. Nhóm người của ông ta đã giữ chân cai ngục, đây là cơ hội tốt để những phạm nhân này trốn thoát, vậy mà bọn họ lại lấy oán báo ơn. Bùm! Một số tù nhân đã hợp sức để xử lý một trong những thuộc hạ của Long Đế. Một người trong đó hét toáng lên, đây là địa bàn của đại đương gia, không ai được phép đến đây gây chuyện. Các người có biết ta là ai không? Trên người Long Đế tỏa ra mùi sát khí. Tôi biết ông, Long Đế.
Một người đàn ông trung niên tiến lên. Uyêu vậy mà cậu bị nhốt ở đây. Sắc mặt Long Đế hơi thay đổi. Bởi vì Uyêu không phải người tầm thường, mà là một trong tứ đế bát vương thập nhị tướng. Uyêu nhếch mép cười lạnh nói, sống rồi. Dám đến đây gây chuyện, xem ra ông chán. Uyêu, chẳng lẽ cậu muốn đối đầu với bản đế? Nếu những lời này là người khác nói Long Đế sẽ không thèm để tâm, nhưng nếu Uyêu nói ra, ông ta không thể không cẩn thận. Uyêu lắc đầu nói, ông đến đây gây chuyện, cho dù tôi tha cho ông cũng phải hỏi xem những người khác có đồng ý hay không. Không đồng ý. Long Đế thì sao, con mẹ nó. Giết ông ta. Đám tù nhân vô cùng hung hăng. Long Đế cảm thấy vô cùng khó tin, từ bao giờ lời nói của ông ta lại trở nên vô dụng như vậy. Long Đế, cho ông một cơ hội cút đi, nếu không, các người đừng hòng rời khỏi đây. Uyêu lạnh lùng nhắc nhở. Long Đế cau mày, không nói đến đám lính canh, trực giác mách bảo ông ta rằng những tên tù nhân trước mặt đều không dễ đối phó. Nhưng nếu chán nản bỏ đi như vậy thì sẽ rất mất mặt. Kéo dài thời gian. Triệu Như Mộng lên tiếng nhắc nhở. Long Đế lập tức đã hiểu. Mục đích ông ta đến đây vốn không phải để xảy ra xung đột với tù nhân, cứu người mới là điều quan trọng. Vì vậy, theo lệnh của ông ta, Arthur dẫn theo mấy người Triệu Như Mộng âm thầm rời đi. Uyêu, chúng ta cũng coi như quen biết đúng không? Long Đế cố gắng chuyển hướng chú ý của mọi người để tiện cho Triệu Như Mộng tìm người. Uyêu vẫn đáp lại những lời đó, một là cút, hai là đừng hòng rời khỏi đây. Uyêu, có phải cậu cho rằng có quân đế chống lưng nên bản đế không thể làm gì cậu? Cậu có tin ngay bây giờ bản đế huy động quân lính san bằng nơi đây chỉ trong vòng vài phút không? Long Đế hoàn toàn tức giận. Uyêu khinh thường giơ ngón giữa lên. Loại rác rưởi như ông, đại đương gia có thể tát chết ông. Là một trong tứ đế cao quý nhất ở thế giới hắc ám, đây là lần đầu tiên Long Đế bị người ta khinh thường như thế. Chỉ bằng một bàn tay đã đánh chết tôi. Ha ha ha, rất tốt. Long Đế tức quá hóa cười nói, Uyêu, hôm nay bản đế sẽ không giết cậu, không lâu sau bản đế sẽ chém đầu quân đế, đến lúc đó cậu sẽ biết hôm nay mình ngu ngốc đến cỡ nào. Vậy chúng tôi sẽ mỏi mắt chờ mong, để xem cuối cùng đầu của ai sẽ bị vặt xuống. Uyêu xem thường lạnh lùng cười nói, bây giờ tôi vẫn giữ câu nói đó, một là cút hai là chiến. Uy danh của Long Đế dọa người khác được nhưng không thể dọa Uyêu sợ, hơn nữa nơi này là tử ngục, là địa bàn của Lý Trạch Vũ. Tất cả mọi người trong ngục giam sẽ không trơ mắt nhìn người khác tới giở trò ngang ngược. Một là cút, hai là chiến. Một là cút, hai là chiến. Các phạm nhân giận dữ hét lên, khí thế bay thủng trời. Vẻ mặt Long Đế nghiêm túc, ông ta có thể cảm nhận rõ sự đoàn kết chưa từng có đến từ những phạm nhân kiêu căng khó thuần phục này. Nếu như có một khi hai bên đánh nhau, đoán chừng mấy chục người ông ta dẫn đến nơi này sẽ không có mấy người có thể rời đi. Mà trước mắt ông ta lại phải tranh thủ thời gian vì Triệu Như Mộng. Ngay khi ông ta đang tiến thoái lưỡng nan. Truyền mệnh lệnh của đại đương gia, người tự tiện xông vào tử ngục sẽ bị giết không tha. Một giọng nói hùng hồn vang lên, chính là giám ngục trưởng ngục giam mở miệng nói. Trong chốc lát, các phạm nhân ngưng kết thành khí lạnh trong nháy mắt. Uyêu hành động đầu tiên, cơ thể anh ta nhanh như sét đánh, trong chớp mắt đã tiến tới gần một thuộc hạ của Long Đế. Người đó còn chưa kịp phản ứng thì cái cổ đã bị đập gãy bởi một quyền. Giết, giết, giết. Mấy trăm tên phạm nhân đồng loạt di chuyển về phía trước. Long Đế gần như là lùi về sau theo bản năng, hành động này đại diện cho sự sợ hãi của ông ta. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn đầu của Arthur, Triệu Như Mộng dẫn người nước thải, nhiều lần chuyển hướng thuận lợi tìm tới hồ băng. Nhảy xuống. Vâng. Mười mấy tên áo đen chuẩn bị nhảy vào hồ băng theo mệnh lệnh Triệu Như Mộng. A-di-đà Phật. Đúng lúc này một giọng nói trêu tức bất ngờ xuất hiện. Đám người kinh hãi đồng thời nhìn lại theo nơi giọng nói phát ra, chỉ thấy một hòa thượng với gương mặt nhăn nheo, áo cà sa trên người bị vén lên đùi, nhìn có vẻ dở dở ương ương xuất hiện sau lưng bọn họ. Con người Triệu Như Mộng lập tức co lại, cô ta nhanh chóng đề phòng. Nếu như cô ta không đoán sai thì lão hòa thượng trước mắt này chính là một trong những thánh vương bao vây bọn họ lúc trước. Không phải do mấy ngày trước Phật tổ báo mộng cho lão tăng này, nói là có một đám người ngu ngốc vội vàng muốn sang Tây Thiên, bảo lão tăng giúp một tay, hiện tại xem ra Phật tổ thật sự không lừa ta. Ý cười trên mặt hòa thượng nhất trinh không giảm. Vậy để tôi xem ai sẽ đi lên Tây Thiên. Một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy người đội mũ vành rộng bị đám người áo đen vây quanh giống như hạc giữa bầy gà, người vừa mới nói chuyện đúng là ông.
Ái chà, thì ra là thí chủ Dương Sóc. Hòa thượng Nhất Trinh sờ cái đầu chọc của mình, có chút ngoài ý muốn nói. Đúng dịp, Phật tổ ở trong mơ đặc biệt dặn dò ta, có một vị thí chủ họ Dương khá là vội vàng, thì ra chính là cậu. Ha ha ha. Dương Sóc lấy mũ vành rộng trên đầu xuống, lạnh lùng cười nhìn về phía Hòa thượng Nhất Trinh, lại mở miệng nói với Triệu Như Mộng ở bên cạnh, cô đi cứu người đi, cứ giao con lửa chọc cho tôi. Được. Triệu Như Mộng nói xong thì là người đầu tiên nhảy vào trong hồ băng. Tùm, tùm. Những người khác lần lượt nhảy vào trong hồ băng. Hòa thượng Nhất Trinh thấy như vậy thì di chuyển cơ thể, tấn công Dương Sóc đầu tiên. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi tuyết bên ngoài Tử Ngục, Ngân Hồ dần có cảm giác có vết thương trên người đã dần trở nên tốt hơn, cô liếc người phụ nữ tóc vàng bên cạnh, đôi mắt đảo quanh không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, tôi muốn uống nước. Ngân Hồ mở miệng nói. Người phụ nữ tóc vàng khinh thường nhìn cô, không thèm để ý tới cô. Tai cô bị điếc à? Tôi muốn uống nước. Ngân Hồ nhắc lại lần nữa. Người phụ nữ tóc vàng khinh thường nói, cô mà cũng xứng để tôi hầu hạ. Muốn uống nước thì không có, trên mặt đất có tuyết, nếu cô không ngại thì có thể liếm vài cái. Ngân Hồ nhíu mày, cô cực kỳ không vui nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng. Thế nào, không phục sao? Người phụ nữ tóc vàng nhìn cô từ trên cao rồi nói, cô cho rằng mình đi theo quân đế lăn lộn mấy năm ở thế giới ngầm thì thật sự coi mình là nhân vật chính rồi. Ha ha ha. Nói đến đây cô ta cười to, càng thêm khinh thường nói thêm, quân đế là phế vật, thuộc hạ của hắn cũng là phế vật. Cô, gương mặt Ngân Hồ đỏ bừng nhưng không nói nổi một chữ. Ha ha ha, tôi thích nhìn thấy dáng vẻ người khác khó chịu với tôi mà lại không thể làm gì tôi. Người phụ nữ tóc vàng hớn hở. Ngân Hồ không tiếp tục tranh cãi với cô ta nữa, cúi đầu liếm tuyết trên mặt đất. Nhưng mà không ai phát hiện, ngay trong giây phút cô cúi đầu thì trong mắt lóe lên sự xảo quyệt. Ha ha ha. Người phụ nữ tóc vàng nhìn thấy Ngân Hồ nằm dạp trước mặt mình thì như có một cảm giác thành tựu cực kỳ to lớn. Ai người phụ nữ tóc vàng đang cười thì bất ngờ thét chói tai. Tôi khó chịu với cô, nhưng tôi có thể xử lý cô. Còn nữa. Khóe miệng Ngân Hồ khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng, long đế không xứng để xách giày cho quân đế. Mấy tên thuộc hạ của người phụ nữ đồng thời nhìn lại, chỉ thấy Ngân Hồ còn nằm dạp trên mặt đất trước đó đã tránh thoát khỏi sự trói buộc không biết từ lúc. Nào, cô mạnh mẽ đâm con dao nhỏ trong tay vào trái tim người phụ nữ tóc vàng. Điều này, làm sao có thể, có thể. Người phụ nữ tóc vàng vừa dứt lời thì cơ thể mang theo sự nghi ngờ chậm rãi ngã xuống. Xoạt xoạt xoạt. 6-7 tên đàn ông bao vây cô trong nháy mắt, nhưng mà Ngân Hồ lại không lùi mà lại tiến tới. Bắt đầu tấn công bọn họ. Thuộc hạ của Long Đế đều không phải là người bình thường, nhưng sức mạnh của bọn họ sao có thể sẽ là đối thủ của Ngân Hồ. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe thấy tiếng xương nứt thanh thúy, 6-7 tên đàn ông lần lượt ngã xuống. Ngân Hồ lấy điện thoại từ trên người của một người trong đám người bọn họ, sau đó cô nhảy lên khung máy bay trực thăng chạy trốn, nếu không chờ lúc sau khi Long Đế dẫn người trở về thì cô không có cơ hội để trốn. Cô vừa điều khiển máy bay, vừa lấy điện thoại di động ra bấm dãy số nào đó. Ai vậy? Giọng nói lười biếng của Lý Trạch Vũ truyền đến. Là tôi. Ngân Hồ cũng không quanh co lòng vòng, cô lập tức nói ra tình cảnh hiện tại của mình, đồng thời suy đoán rằng đám người Long Đế có khả năng có vài âm mưu với Tử Ngục. Lý Trạch Vũ nghe xong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà bình tĩnh trả lời, tôi biết tên ma cả bông đó đi tới Tử Ngục. Anh biết. Ngân Hồ nhíu mày. Tôi biết. Chỉ là tôi không biết tên cả trớn đó dám ra tay với cô. Giọng điệu rét lạnh của Lý Trạch Vũ truyền đến. Ngân Hồ nghiêm túc nói, quân đế, tôi biết anh sẽ khinh thường Long Đế, nhưng tôi muốn nhắc nhở anh rằng thế lực đứng sau lưng ông ta chính là Hoàng gia anh, nếu động vào ông ta. Cô cho rằng tôi sẽ sợ Hoàng gia anh sao? Lý Trạch Vũ hỏi lại một câu. Ngân Hồ trầm mặc. Cô biết quân đế rất mạnh, nhưng một người cho dù có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến mức hơn một quốc gia sao? Con sâu ra tay với cô trong giây phút này nhất định phải chết. Trong giọng nói của Lý Trạch Vũ lộ ra sát ý không che đậy chút nào. Nước Anh thì sao? Thế lực đứng sau lưng tôi chính là nước Hạ. Mặc dù giọng điệu hắn hời hợt nhưng lại thể hiện rõ bá khí. Mà Ngân Hồ hiểu rõ tính cách của Lý Trạch Vũ, hắn đã nói muốn làm thịt Long Đế thì mạng của ông ta sẽ không quá dài. Không cần lo lắng. Lý Trạch Vũ trấn an nói, bây giờ điều cô cần phải làm là tìm một chỗ ẩn náu. Chẳng mấy chốc tôi sẽ đuổi tới nơi.
Nghe đến đây, Ngân Hồ mới biết Lý Trạch Vũ đang trên đường tới. Sau khi cúp điện thoại, cô lập tức đổi hướng máy bay trực thăng, mặc dù vết thương trên người còn chưa hồi phục nhưng cô muốn trở về điều tra từng hành động của Long Đế thay Lý Trạch Vũ. Cùng lúc đó, Tử Ngục. Theo việc Will dẫn đầu bắt đầu tấn công đám người Long Đế, những phạm nhân còn lại không cam lòng yếu thế đồng loạt xông lên phía trước. Muốn chết. Thân thủ của Long Đế cực kỳ kinh khủng, trong chớp mắt đã chém 5 người. Đúng lúc này Manbu, Zaragoa và 12 chiến thần Tu La cùng nhau ngăn chặn Long Đế, mặc dù sức mạnh của không bằng Long Đế, nhưng một nhóm người phối hợp ăn ý, trong chốc lát cũng có thể chống đỡ đợt tấn công của Long Đế, chỉ là không thể chống chịu được quá lâu. Will không hổ là một trong 12 tướng, hổ gặp bầy dê, mỗi một quyền anh ta đánh ra thì có thể xử lý một người. Sau khi nhìn thấy 12 chiến thần Tu La chứa đầy nguy hiểm, anh ta dứt khoát gia nhập chiến cuộc, phải bắt Long Đế lại. Chết cho bản đế. Hiện tại người mà Long Đế hận nhất tuyệt đối là Will, chỉ vì anh ta hết lần này đến lần khác đều khinh thường ông ta. Âm ầm. Will đỡ được một quyền nhưng lại không thể đỡ được quyền khác, xương ngực bị gãy vài cái đồng thời cả người anh ta bay ra ngoài. Nhưng mà trong thời gian nửa chén trà, thuộc hạ của Long Đế đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại không hơn 20 người. Mà phạm nhân Tử Ngục cũng có thương vong nặng nề. 12 chiến thần Tu La chết 5 người, Will thì bị trọng thương. Cơ thể Long Đế hoàn hảo chứng minh thực lực của Tứ Đế, ông ta đúng là không phải là người mà người bình thường có thể khiêu khích. Còn ai nữa? Long Đế ngang ngược hô to, trong chốc lát phạm nhân xung quanh ông ta không còn dám tùy tiện tiến lên. Cách đó không xa, vẻ mặt của đạo sĩ Vô Trần đang ngậm một điếu xì gà to trầm xuống, ông xông ra từ bên cạnh Ngọc Linh Lung rồi nói, bà Linh Lung, tên nhóc đó là sát tinh trời sinh, sức mạnh cũng không yếu, chúng ta có nên giúp đỡ một tay không? Ông không được quên nhiệm vụ mà Trạch Vũ giao đâu đấy. Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn cản hành động của ông. Nghe đến đây, đạo sĩ Vô Trần nhíu mày, lại hỏi, biện pháp dẫn rắn rời hang của tên nhóc thúi này thật sự có thể thực hiện được. Với tình hình trước mắt mà nói thì đều ở trong dự tính của hắn không phải sao? Ngọc Linh Lung hỏi ngược lại một câu, cái này ngược lại là, ha ha ha. Đạo sĩ Vô Trần đắc ý cười nói, không hổ là đồ nhi của chúng ta. Không chỉ có thiên phú võ đạo tốt, trí thông minh cũng đạt tiêu chuẩn. Ngọc Linh Lung gật đầu ngầm thừa nhận với vẻ mặt vui mừng. Lý Trạch Vũ có thể đạt tới cảnh giới vô địch thiên hạ trong thời gian 3 năm liền, điều này ngay cả mấy người bọn họ đều không có nghĩ tới. Cách đó không xa Long Đế và các phạm nhân đang giằng co, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên. Long Đế hạ giọng hỏi thuộc hạ ở bên cạnh, bên A Thơ chưa thành công sao? Trước đó, ông ta căn bản không nghĩ tới việc hai chữ. Long Đế sẽ không có tác dụng khiến những người ở ngục giam này sợ hãi, ngược lại ông ta bị tất cả mọi người khinh thường. Lúc này ông ta muốn lại kéo dài thời gian thì đã khó khăn. Dù sao phạm nhân bên trong Tử Ngục đều không phải là hạng người hời hợt, chỗ nào cũng có người giết người như ngoé, hơn nữa nhân số đông đảo, cứ tiếp tục thì có khả năng ngay cả ông ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Còn chưa có tin tức truyền tới. Một thuộc hạ trả lời. Liên lạc thử. Nói với bọn họ rằng chúng ta không kéo dài lâu được. Long Đế nhìn phạm nhân đang nhìn ông ta chằm chằm, trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ. Ông ta không nghĩ ra Quân Đế đã dùng cách gì, mới có thể chinh phục những phạm nhân kiêu căng khó thuần trước mặt này. Là sức mạnh sao? Không có khả năng. Long Đế không cho rằng sức mạnh của mình có sự chênh lệch với quân đất. Vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Không thể là vì mị lực từ nhân cách, xử lý bọn chúng. Lần này Manbu với đôi mắt đỏ chủ động phát động đợt công kích, mục tiêu nhắm vào Long Đế. Chỉ vì anh em của anh ta đều chết trên tay Long Đế, thù này nhất định phải báo. Manbu, Will muốn thuyết phục Manbu không nên manh động, nhưng không kịp. Mà Manbu xông lên như vậy nhất định sẽ chết trên tay Long Đế, không ngoài ý muốn, trong chớp mắt Will cố nén cơn đau trên người xông lên cùng với anh ta. Vèo vèo, Manbu tung ra mấy quyền liên tiếp đều thất bại. Gương mặt Long Đế lạnh lẽo, nhấc chân đá tới đầu Manbu. Một cước này vừa nhanh vừa độc, Manbu vốn không kịp chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân Long Đế tới gần mình. Dầm! Cũng may trong thời khắc mấu chốt Will đuổi tới, anh ta không để ý việc mình sẽ bị thương lần nữa mà hai tay nhanh chóng che đầu đỡ được một chân của Long Đế, nhưng một cú đá này hoàn toàn đá gãy hai tay anh ta, đồng thời tính cả Manbu cũng bị đá bay. Long Đế muốn tiến lên hạ đòn kết liễu. Nhưng các phạm nhân nhìn thấy Will và Manbu bị thương thì lại lần nữa xông tới như ong vỡ tổ.
Long đế không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể dẫn người chậm rãi lui lại. Will. Man Bu ôm Will vào trong ngực, trong nháy mắt cảm động đến mức lệ nóng đầy mặt. Bởi vì bình thường quan hệ giữa anh ta và Will không tốt, thậm chí đã nhiều lần ra tay đánh nhau, anh ta hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ không để ý đến tính mạng mà tới cứu anh ta. Faco. Will hùng hùng hổ hổ nói, đàn ông chúng ta sao có thể khóc, đừng để ông đây xem thường cậu. Ha ha, Man Bu cười trong mang nước mắt, lo lắng trong lòng cũng vơi bớt. Will còn có thể nói đùa, đủ để chứng minh anh ta không gặp nguy hiểm tới sinh mệnh. Vù vù vù. Ngay khi hai bên sắp ra tay đánh nhau lần nữa thì hai khung máy bay trực thăng từ trên không trung bay đến gần. Đại đương gia đến rồi. Euro ó người nhìn thấy vật tổ xấu xí trên trực thăng, vừa liếc mắt đã nhận ra là ai sắp đáp đất. Quả nhiên. Chỉ trong chốc lát, hai khung máy bay trực thăng một trước một sau vững vàng hạ xuống. Bang cửa cabin mở ra, Lý đại đương gia nhảy xuống với tư thế cực kỳ tiêu sái. Ngay sau đó Ngân Hồ cũng đi xuống từ trên một chiếc máy bay trực thăng khác. Long đế nhìn thấy hai người thì lập tức nheo mắt. Ông ta không biết Ngân Hồ chạy trốn bằng cách nào. Còn nữa, ông ta hoàn toàn không ngờ vậy mà quân đế lại đích thân đến đây. Đại đương gia! Đại đương gia! Cho dù là phạm nhân hay là lính cai ngục nhìn thấy Lý Trạch Vũ xuất hiện, York đều như đã có trụ cột. Giám ngục trưởng thì tự mình tới đón tiếp, kích động không thôi nói, đại đương gia, ngài đã đến rồi. Cảnh tượng này nhìn thì có hơi buồn cười, người không biết còn tưởng rằng Lý Trạch Vũ mới là giám ngục trưởng. Lý Trạch Vũ nhìn thoáng qua Long đế đang đeo mặt nạ, lại đảo mắt qua đám người, cuối cùng đưa mắt nhìn cơ thể của Will và Man Bu, sắc mặt hắn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhiều người như vậy mà không bắt được mấy con tôm tép nhãi nhép, ông đây bị mất mặt bởi các người hết rồi. Một câu này của hắn khiến tất cả phạm nhân và lính cai ngục xấu hổ vô cùng. Quân đế, cậu nói ai là tôm tép nhãi nhép? Gương mặt Long đế đen thui. Lý Trạch Vũ liếc xéo ông ta, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Không cần nghỉ ngờ, ông đây đang nói ông đấy. Trong hồ băng, qua vài lần dò xét, đám người Triệu Như Mộng cuối cùng cũng tìm ra một đường hầm tối đen. Sau khi thăm dò thấy có đủ không khí để hô hấp, họ lại lần nữa lặn xuống nước. Bơi một hơi vào đường hầm đen kịt. Một lát sau, rào, bọt nước bắn tung tóe, Triệu Như Mộng là người ngoi lên đầu tiên. Rào, rào, từng người một ngoi đầu khỏi mặt nước. Trong địa cung tối đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng. Thánh Vương, Triệu Như Mộng khẽ hô lên một câu. Xương bả vai của Hách Liên vô tình bị khóa chặt, lão ta vốn tưởng người vừa tới là những kẻ mình hận nhất, nhưng khi nghe thấy hai chữ Thánh Vương, cơ thể gầy gò của lão không khỏi run lên bần bật. Bổn tọa ở đây. Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy giọng nói run run của Hách Liên vô tình đang ẩn trước sự kích động vô hạn. Lão biết, bản thân cuối cùng cũng được cứu ra. Sau khi xác nhận đó chính là Thánh Vương mình cần giải cứu, Triệu Như Mộng mừng thầm trong lòng, dẫn người leo lên khỏi hồ nước. Trên tường đá có bật lửa, Hách Liên vô tình cố nén sự hưng phấn, lên tiếng nhắc nhở. Một kẻ mặc đồ đen làm theo chỉ dẫn. Lấy ra bật lửa thắp sáng địa cung. Trong phút chốc, người chưa từng gặp mặt Thánh Vương như Triệu Như Mộng bỗng cảm thấy có chút khó tin. Bởi lẽ cô ta từng xem ảnh của Hách Liên vô tình, ngoại hình của đối phương thực sự rất xuất chúng, tuy chỉ được nhìn qua ảnh nhưng cũng có thể cảm nhận. Khí phách hừng hực đó. Nhưng, Thánh Vương trước mặt lại gầy yếu một cách khó tin, tóc tai bù xù, thậm chí còn xấu xí hơn cả những kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Đây thực sự là Thánh Vương mà mình cần tìm kiếm sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hách Liên vô tình có chút sốt ruột. Triệu Như Mộng định thần lại, lúc này mới rút bội kiếm bên hông, chém thẳng vào xích sắt gắn trên cột trụ. Vô ích thôi. Hách Liên vô tình nhắc nhở, xích sắt này được chế thành từ huyền thiết, ngay cả cường giả cảnh giới thiên nhân cũng khó có thể chặt gấy trong một chốc một lát. Nghe vậy, Triệu Như Mộng nhíu mày, nhất thời không biết nên xử lý ra sao. Cũng may Hách Liên vô tình đã sớm nghĩ ra cách thức thoát khỏi xiềng xích, cô qua đây, rút móc sắt khỏi xương bả vai của bổn toại. Vâng. Triệu Như Mộng rảo bước ra sau lưng Hách Liên vô tình, cố chịu đựng mùi hôi thối trên người lão, đưa tay chạm tới xích sắt. Thánh Vương, ngài chịu đựng một chút. Dứt lời, cô ta nắm chặt xích sắt, từ từ rút nó ra ngoài. Ai? Hách Liên vô tình cắn chặt răng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Như Mộng nhất thời không dám động thủ. Đau dài không bằng đau ngắn, nhổ luôn đi.
Hách Liên vô tình thúc giục. Vâng. Triệu Như Mộng nhíu mày, dồn sức kéo thật mạnh, khiến lưỡi móc và máu thịt đều bị lôi ra ngoài. A, A V7. Tiếng kêu thét thảm thiết vang vọng trong địa cung, làm người ta không khỏi tê dại ra đầu. Hách Liên vô tình không hổ là trang nam tử, sau tiếng kêu thống khổ kia, lão nhanh tay điểm huyệt cầm máu cho bản thân, cần răng nói, tiếp đi. Vẫn còn một móc sắt, Triệu Như Mộng lặp lại động tác trước đó, lần nữa nhổ lưỡi móc găm thịt tươi ra ngoài. Ôi, a! À. Hách Liên vô tình đau đến mức tái nhợt mặt mũi, cơ thể run rẩy không ngừng. Thánh Vương, ngài không sao chứ? Triệu Như Mộng ân cần hỏi thăm. Hách Liên vô tình cắn chặt hàm răng, một lần nữa điểm huyệt cầm máu cho mình, bổn tọa không sao. So với nỗi khổ bị cầm tù trong những năm qua thì chút. Đau đớn này có là gì đâu. Hiện tại, móc sắt ghim trên xương bả vai đã được loại bỏ, chỉ còn hai móc. Găm dưới hai chân. Lần này Hách Liên vô tình không nhờ người khác giúp đỡ, lão tự mình ra tay nhổ bổ lưỡi móc. Sau khi trải qua bốn lần cơn đau xé gan xé ruột, lão ta yếu đến mức không còn sức để động đậy. Thánh Vương, chúng ta mau đi thôi. Dương Tả Sứ vẫn đang đấu tay đôi với một tên hòa thượng ở ngoài kia, tôi sợ đến lúc ấy sẽ có nhiều người đến đây hơn nữa. Triệu Như Mộng bứt rứt không yên, mở miệng nhắc nhở. Nghe xong, Hách Liên vô tình cố chịu đựng cơn đau, xốc lại tinh thần. Suy cho cùng, nếu ba tên kia tới đây, bọn lão chưa chắc có thể rút lui lành lặn. Si. Hách Liên vô tình xé rách quần áo trên người một gã mặc đồ đen rồi quấn vải xung quanh vết thương của mình, ngay sau đó nhảy xuống hồ trước tiên. Triệu Như Mộng dẫn người theo sát đằng sau. Một lát sau, Hách Liên vô tình nhảy lên khỏi hồ băng. Bịch bịch bịch. Hòa thượng Nhất Trinh và Dương Sóc đã giao thủ được trăm chiêu, đối phương hoàn toàn không thể địch lại ông, chỉ có thể vật vã chống đỡ. Thánh Vương, nhìn thấy Hách Liên vô tình, Dương Sóc kích động vô cùng. Lão ma, vậy mà mi lại trốn thoát được rồi. Hòa thượng Nhất Trinh lên tiếng, ông thôi không ra tay với Dương Sóc, trái lại đổi mục tiêu thành Hách Liên vô tình. Nhưng, Dương Sóc lại ngang ngạnh ngăn cản Hòa thượng Nhất Trinh, cho dù có phải trả giá cho hành động này bằng việc bị thương. Hách Liên vô tình cũng là kẻ quyết đoán. Hiển nhiên, lão biết rõ mình không thể đánh bại Hòa thượng Nhất Trinh trong tình trạng này, vì vậy lão không hề nghĩ ngợi mà dẫn người tẩu thoát ngay. Cùng lúc đó, trong ngục giam, không còn nghi ngờ gì nữa, ông đây đang nói về ông đấy. Câu nói của Lý Trạch Vũ làm Long Đế suýt thì hộc máu. Hay, hay lắm. Long Đế có phần nổi cáu, lạnh lùng nói, quân đế, người có dám so tài cao thấp với bổn đế không? So cao thấp, thứ tôm tép nhãi nhép như ông thật sự không xứng. Lý Trạch Vũ lắc đầu khinh bỉ. Ha ha, không dám là không dám, cần gì đứng đây già mồm cãi láo. Long Đế sẵn giọng cười lớn. Đúng lúc này, đám người Hách Liên vô tình xuất hiện trong sân bóng rổ của tử ngục. Lý Trạch Vũ biến sắc, nói, ôi chao, để cho lão quái nhà ông trốn thoát thật rồi kìa ồ. Lý Trạch Vũ. Rất rõ ràng, Hách Liên vô tình cũng đã nhận ra tên thanh niên kia chính là kẻ duy nhất trên đời này từng vả miệng mình, ngọn lửa phẫn nộ chợt bùng lên trong lòng. Thánh Vương, hiện giờ chúng ta cần rời khỏi đây mới đúng. Triệu Như Mộng đứng sau nhắc nhở. Hách Liên vô tình ngầm hiểu ý, quyết định tạm thời để Lý Trạch Vũ sống lâu thêm một chút. Xong, lão tính bỏ qua cho Lý Trạch Vũ, nhưng người ta lại chăng muốn buông ha cho lão. Con sâu nhỏ, để tùy tùng của tôi chơi đùa với ông. Lý Trạch Vũ chỉ vào người Long Đế, ra lệnh, Tiểu Nam, tôi giao cho ông giải ưu huyết tên nhãi nhép này nhé. Nam Cung Thạc khua tay múa chân ra dấu ok, thản nhiên như không, hỏi, Lý Thiếu gia muốn kẻ này chết hay sống? Tùy ông. Lý Trạch Vũ bỏ lại một câu, sau đó quay người lao vút theo Hách Liên vô ình. Đạo nhân vô trần và Ngọc Linh Lung ở cách đó không xa cũng đồng thời hãy theo. Thánh Vương, ngài đi trước đi, chúng tôi ở lại chặn hậu. Thánh Vương đi trước đi, những tên áo đen lần lượt lên tiếng. Hách Liên vô tình quay đầu lại đưa mắt nhìn bọn họ, không hề do dự mà lồng ý ngay. Thực lực của đám tâm phúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn đạo Yên vô trần, nhưng để kéo chân đối phương một chốc một lát thì không thành ấn đề, như vậy lão ta cũng sẽ có đủ thời gian thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Cô là con gái yêu cơ. Hách Liên vô tình nhìn thoáng qua Triệu Như Mộng. Triệu Như Mộng gật đầu đáp, Thánh Vương anh minh, yêu cơ là mẹ của tôi. Vậy cô hãy đi theo tôi. Hách Liên vô tình vung tay lên, đưa ra quyết định, những người khác ở lại lăn cản đám người kia. Vâng, vâng,
mười mấy người mặc đồ đen đồng thanh đáp lời. Khi đám người Lý Trạch Vũ xuất phát ngăn chặn Hách Liên Vô Tình, Enma, Ung Thạc ở bên này cũng bắt đầu động thủ với Long Đế. Xoạch, xoạch, tốc độ ra chiêu của đại hộ pháp khiến mí mắt Long Đế co giật dữ dội, không khỏi nuốt nước bọt. Lão già mạnh đến nhường này thực sự là tùy tùng của quân đế ư. Ở thế giới hắc ám phương Tây, việc phân chia cảnh giới võ giả hoàn toàn khác với phương Đông. Võ giả cấp nhập môn là chiến binh, lên trên tí là chiến vương, rồi đến chiến thần, chiến hoàng, và cảnh giới có thực lực mạnh nhất là chiến đế. Mà giờ Long Đế đã là cường giả cảnh giới chiến hoàng rồi, chỉ cách chiến đế, cảnh giới cao nhất, một bước mà thôi, thực lực tương đương với cảnh giới võ. Thánh phương Đông. Nhưng Long Đế có chết cũng không ngờ rằng bản thân lại không hề có sức chống cự gì trước một tên tùy tùng của quân đế. Bang, bang, bang. Thỉnh thoảng Nam Cung Thạc lại tát vào mặt Long Đế một cái, vừa tát ông ta vừa mắng, xem ông đây có đánh chết con dẹp như mày không. Hỗn lão, cơn phẫn nộ của Long Đế được đẩy lên cao trào. Bị tát đôm đốc ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu để chuyện hôm nay truyền ra ngoài thì sau này ông ta lấy đâu thể diện đi gặp người ta nữa. Thà tìm cái cây mà treo cổ cho rồi. Bản đế muốn ông phải chết. Long Đế rút một thanh đao sắc bén từ trên người và sử dụng hết tốc độ của bản thân. Nam Cung Thạc không hề tỏ ra hoang mang, dùng sức nhảy bật lên không trung. Bốp, bốp, bốp. Long Đế còn chưa kịp phung nhát đao, bụng ông ta đã bị đá 7-8 cước, khiến ông ta lảo đảo lùi lại rồi lăn trên mặt đất vài vòng mới đứng vững được. So với khí phách hăng hái trước đó, giờ phút này đây, trông ông ta chật vật khốn khổ biết bao nhiêu. Nam Cung Thạc nhìn đối phương với góc độ từ trên cao nhìn xuống, lắc đầu khinh thường, tiểu trùng, tiếp tục nha. Mới vậy đã không chịu được rồi ư. Cùng lúc đó, mười mấy tên mặc đồ đen đang giao đấu với đạo sĩ Vô Trần và Ngọc Linh Lung. Kẻ yếu nhất trong đám người đồ đen này cũng đạt tới cảnh giới tông sư rồi, cường giả cảnh giới võ thánh thì lại càng không thiếu, thậm chí còn có những người chỉ còn một bước nữa là có thể tiến vào cảnh giới thiên nhân. Bởi vậy có thể thấy Vô Tình Thần Cung đã mạnh mẽ thế nào trong nhiều thập kỷ qua. Có thể nói lực lượng như vậy thuộc hàng top đầu trên thế giới, một khi không ai có thể kiểm soát được bọn họ thì sẽ dẫn tới hậu quả mà không ai lường trước. Được. Lý Trạch Vũ dẫn hai người Mộc Hằng Sinh và Ngân Hồ chặn đường Hách Liên Vô Tình với Triệu Như Mộng. Chàng trai trẻ, chỉ cần cậu chịu cúi đầu trước bổn tọa đây, bổn tọa sẽ bỏ qua tất cả những chuyện mà cậu làm khi trước. Đôi mắt Hách Liên Vô Tình lập lòe tia sáng. Không ai có thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Chỉ có mình Lý Trạch Vũ là biết ông ta đang muốn nói tới chuyện hắn từng tát vào mặt ông ta, hắn cười nói, bàn tay bổn thiếu tôi không? Cung chủ Hách Liên, ông có muốn nếm lại mùi vị? Thấy thằng nhãi con cái hay chẳng nói lại đi nói cái dở, đôi mắt Hách Liên vô tình lộ rõ sát khí, nhưng ông ta vẫn cố nhịn không hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Lý Trạch Vũ từng tuyên bố rằng ba người Ngọc Linh Lung có liên thủ cũng không đánh lại hắn. Điều này vẫn còn khá mới mẻ trong ký ức của Hách Liên Vô Tình. Chỉ cần cậu muốn, bổn tọa có thể mang tới cho cậu tất cả bảo vật trên đời này, tiền tài, quyền lực, mỹ nhân. Hách Liên Vô Tình vừa nói vừa chỉ vào Triệu Như Mộng bên cạnh mình, thấy cô ta có đẹp hay không. Chỉ cần cậu chịu phục tùng bổn tọa, cô ta sẽ trở thành người của cậu ngay. Nghe vậy, Triệu Như Mộng hơi cau mày, trông biểu cảm có phần phức tạp. Ông là đồ ngu à? Lý Trạch Vũ nhìn chằm chằm vào đối phương như thể đang nhìn một kẻ ngốc, cười nói, giờ bổn thiếu làm thịt ông thì cô ta cũng sẽ là của bổn thiếu thôi. Ách, nghe có vẻ có lý. Hách Liên vô tình cứng họng, không biết nên đáp lại như thế nào. Bổn thiếu cũng xế cho ông lựa chọn, ông chỉ cần nhường vị trí cung chủ Vô Tình Thần Cung cho bổn thiếu thôi. Như vậy ông sẽ tránh được cơn đau đớn về thể xác, ngoài ra còn được ăn sung mặc sướng suốt phần đời còn lại. Lý Trạch Vũ đưa ra điều kiện của mình. Ha ha ha, Hách Liên vô tình khinh thường, cười to, cậu xứng sao? Sao, tôi không xứng à? Giọng Lý Trạch Vũ lạnh tanh, một luồng khí thế bàng bạc tỏa ra từ người hẳn. Thánh Vương. Ban đầu Triệu Như Mộng vốn khinh thường việc Lý Trạch Vũ xuất hiện cản đường bọn họ, nhưng giờ cảm nhận được khí thế không địch nổi từ đối phương, cô ta lại tỏ ra sợ hãi. Đồng tử của Hách Liên vô tình bỗng co rụt lại. Lúc này ông ta lại càng chắc chắn rằng bộ thần công ông ta thất thủ năm đó đã bị chàng trai trẻ trước mắt luyện thành, bởi nếu chỉ với số tuổi hiện tại, hắn không thể sở hữu năng lực mạnh mẽ như vậy. Ngự Long thần công, nó vốn thuộc về bổn tọa. Bây giờ bổn thiếu đây đã xứng với vị trí cung chủ Vô Tình Thần Cung chưa? Ý cười nơi khóe miệng Lý Trạch Vũ không hề giảm,
hắn bước từng bước về phía hai người Hách Liên Vô Tình. Triệu Như Mộng có cảm giác như gặp phải kẻ thù đáng gờm, tiến lên một bước, đứng trước mặt Hách Liên Vô Tình. Đừng có ham chiến, đi thôi. Hách Liên Vô Tình rên nhẹ một tiếng, sau đó bay vút về phía cổng ngục giam mà không thèm ngoái đầu lại. Nếu ông ta vẫn còn ở thời kỳ sung sức, chắc chắn ông ta sẽ không sợ. Nhưng bây giờ cơ thể ông ta đang suy nhược, lại còn thêm vấn đề trọng thương, 36 kế chạy là thượng sách. Triệu Như Mộng thấy Thánh Vương lựa chọn trốn chạy nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn đuổi theo. Cậu Lý, chúng ta có đuổi theo không? Mộc Hằng Sinh thấy Lý Trạch Vũ thong dong châm điếu thuốc, hoàn toàn không có vẻ gì là định đuổi theo nên tỏ ra khó hiểu. Vội cái gì, để bọn họ chạy trước vài phút đi. Lý Trạch Vũ đáp như thể đây là chuyện nhẹ tựa lông hồng. Ách, trên mặt Mộc Hằng Sinh như khắc một chữ phục cực kỳ to. Lý Trạch Vũ nhìn thoáng qua Long Đế bị Nam Cung Thạc tra tấn đến mức thần kinh suy sụp thì lạnh giọng hô, Tiểu Nam, đánh cho gần chết đi, chỉ cần giữ lại chút hơi tàn thôi. Tuân lệnh, Nam Cung Thạc nhếch miệng cười to. Lý Trạch Vũ quay đầu nhìn Ngân Hồ, tôi sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Ngân Hồ có cảm giác chua xót nơi chóp mũi. Nếu như nói trên thế giới này còn ai để ý tới cô không, vậy chắc chắn người đó chính là người đàn ông trước mặt cô đây. Hơn nữa, Ngân Hồ tin chắc rằng chỉ cần có người đàn ông này ở đây, hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại đến một sợi lông của cô. Sau khi điếu thuốc cháy hết, Lý Trạch Vũ dẫm lên tàn thuốc rồi mới bay về hướng Hách Liên Vô Tình vừa bỏ chạy. Cùng lúc đó, Hách Liên Vô Tình kéo lê cái thân thể nát vụn ra khỏi ngục tù, ông A nhìn ngọn núi bị tuyết phủ trắng xóa, khoảnh khắc ấy, ông ta không biết mình phải trốn đi đâu. Cũng may Triệu Như Mộng kịp đuổi tới, Thánh Vương, ngài đi theo tôi. Hách Liên Vô Tình biết bây giờ ông ta chỉ có thể tin tưởng Triệu Như Mộng. Cả hai lần lượt leo qua nhiều đỉnh núi bị phủ tuyết trắng xóa, mấy cái phi cơ trực thăng lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Đôi mắt Hách Liên Vô Tình sáng rực, hô hấp dần trở nên dồn dập. Sau nhiều thập kỷ, cuối cùng cũng có ngày ông ta phải rời khỏi cái nơi quỷ quái khiến ông ta khổ đến nỗi không nói nên lời này. Một lát sau, hai người đạp tuyết tiến tới chiếc phi cơ trực thăng đầu tiên, Triệu Như Mộng mở cửa cabin cho Hách Liên Vô Tình, Thánh Vương, ngài lên trước đi. Hách Liên Vô Tình nhẹ nhàng nhảy lên phi cơ. Triệu Như Mộng theo sát ông ta, nhân tiện đóng cửa cabin lại, sau đó đi tới phòng điều khiển hạ lệnh. Đi Mô Phù, a. Người đàn ông trong phòng điều khiển đang nhâm nhỉ điếu thuốc lá, hoàn toàn không khởi động phi cơ theo lời chỉ dẫn. Hả, Triệu Như Mộng cau mày, mơ hồ cảm nhận được bóng lưng của người đàn ông này vừa quen thuộc lại xa lạ. Ngay sau đó, người đàn ông kia quay đầu, nhếch miệng cười nói, hai vị đây tính đi đâu? Lý Trạch Vũ quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Như Mộng tràn ngập sự khó tin, sự chấn động trong lòng khó có từ nào diễn tả được. Ha ha, quả nhiên là truyền nhân của ba lão quỷ kia. Ngược lại Hách Liên Vô Tình trông bình tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn. Cô có thể mắng tôi, nhưng không được mắng sư phụ tê, Lý Trạch Vũ không còn mỉm cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt không vui. Ôi Hách Liên Vô Tình lạnh lùng khít mũi, khí tức trên người tăng vọt. Xoẹt! Lý Trạch Vũ nheo mắt lại, nhìn thấy một trưởng của Hách Liên Vô Tình đang hướng tới, không hề vội vàng mà dùng một quyền nghênh đón. Bụp! Hai đòn đánh va vào nhau. Nguồn sức mạnh kinh khủng khiến bụng Triệu Như Mộng đau đớn dữ dội, trong miệng phun ra những giọt máu tươi. Cuộc giao chiến của những cường giả như thế này, dựa vào thực lực của cô ta thì không thể đứng quá gần được. Vốn dĩ ban đầu Hách Liên Vô Tình không hề coi thường Lý Trạch Vũ, nhưng sau trận đánh lão ta mới nhận ra bản thân vẫn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Lý Trạch Vũ cũng có chút kinh ngạc. Vì Hách Liên Vô Tình bị nhốt trong cung điện dưới lòng đất mấy chục năm, nên cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng. Hiện tại còn đang bị thương, nhưng vẫn có thể phát huy được sức mạnh như vậy, quả nhiên là đệ nhất đại ma đầu năm đó. Dầm! Triệu Như Mộng không chút do dự, mở cửa cabin nhảy ra ngoài trước. Cô ta sợ muộn thêm một chút thôi, sức mạnh của hai tên cường giả này sẽ trực tiếp làm mình sốc chết. Vù vùi! Hách Liên Vô Tình và Lý Trạch Vũ lần lượt nhảy ra khỏi máy bay. Không gian chật hẹp khiến cả hai không thể phát huy thực lực của mình. Lợi dụng lúc hai người lại đánh nhau, Triệu Như Mộng vội vàng chạy đến một chiếc trực thăng khác, khởi động trực thăng một cách điêu luyện. Thánh Vương, mau đi thôi, Triệu Như Mộng thúc giục. Lúc này Hách Liên Vô Tình không có hứng thú chiến đấu, nên tập trung toàn lực tung một quyền ép Lý Trạch Vũ lùi lại. Xoẹt! Một quyền tan vỡ,
Lý Trạch Vũ dùng cầm nã thủ của Thiền Lâm Tự để vồ lấy đối thủ, sau đó dùng bốn lạng đẩy ngàn cân của môn đạo nhẹ nhàng kéo đối thủ về phía sau. Vù vùi. Cơ thể của Hách Liên Vô Tình dường như mất kiểm soát, khiến Lý Trạch Vũ lắc lư tới lui. Xoẹt. Hách Liên Vô Tình dùng một quyền đánh trả. Lý Trạch Vũ cúi đầu né tránh, đồng thời đánh một chưởng trả lại đối thủ. Tuy xương bả vai của Hách Liên Vô Tình đã ngừng chảy máu, nhưng do một chưởng vừa nãy, hai chiếc xương đột nhiên nhô ra, từ bên ngoài có thể nhìn thấy một lớp xương thịt trắng trắng hồng hồng. Hầu hết mọi người thấy cảnh này, da đầu đều sẽ tê dại. Nhưng Hách Liên Vô Tình dường như không cảm nhận được đau đớn, vẻ mặt vẫn tàn khốc cùng với khí thế kinh người, dường như dù trời có sập cũng không thể ngăn cản được lão ta. Kéo dài hơi tàn hơn mấy chục năm, lão ta không thể để bản thân ngã xuống ở đây. Tuyệt đối không được, gạch dưới. Vô ngã vô tình, vô pháp vô thiên. Hách Liên Vô Tình tung một chưởng mạnh mẽ, dường như biến sự oán giận tích lũy hàng thập kỷ thành sức mạnh. Lúc này, màu sắc của trời đất thay đổi. Một lần nữa Lý Trạch Vũ lại ngạc nhiên trước sức mạnh của Hách Liên Vô Tình. Không dám khinh địch, hắn lập tức thi triển Ngự Long Thần Công, trong phút chốc khí tức trên người dâng trào. Cả hai giống như những mũi tên rời khỏi dây cung, lao về phía đối phương bất chấp sự an toàn của bản thân. Âm! Một quyền và một chưởng lại va vào nhau thêm lần nữa, một trận gió lớn bất ngờ xuất hiện, những bông tuyết xung quanh bay trong gió như bổ công anh. Vù vù vùi, Hách Liên Vô Tình lùi lại 7 bước mới ổn định được thân thể. Lý Trạch Vũ tuy rằng không chút thương tích, nhưng sắc mặt đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Vốn tưởng rằng thực lực của Hách Liên Vô Tình ngang bằng với Hướng Dương Thiên, bây giờ mới phát hiện mặc dù bị thương nặng nhưng lão ta vẫn mạnh hơn Hướng Dương Thiên rất nhiều. Nếu tên đại ma đầu này ở thời kỳ đỉnh cao, chẳng phải lão ta sẽ càng mạnh hơn sao? Thánh Vương, chiếc trực thăng do Triệu Như Mộng điều khiển đã rời khỏi mặt đất. Hách Liên Vô Tình biết vết thương của mình không thể trì hoãn thêm nữa, lập tức ngồi xổm xuống quét một đường 360 độ trên mặt đất. Bang bang bang, mấy quả cầu tuyết trên mặt đất đều bị lão ta đá đi. Lý Trạch Vũ khéo léo né một vài quả, dùng tay không thổi bay một vài quả. Nhân cơ hội này, Hách Liên Vô Tình phát huy tốc độ tối đa, nhảy lên không trung nắm lấy bộ phận hạ cánh của trực thăng. Triệu Như Mộng nhanh chóng tăng tốc đưa máy bay rời khỏi mặt đất. Vù vùi. Hách Liên Vô Tình thành công leo lên trực thăng, nhìn xuống dưới, thấy Lý Trạch Vũ không có ý định đuổi theo, trong lòng lão ta thầm thở phào một hơi. Chàng trai trẻ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau, cậu phải bảo trọng đấy. Hách Liên Vô Tình chân quý tài năng, nhưng đối với một người không thể lợi dụng được, hơn nữa còn có thể uy hiếp đến bản thân một cách nghiêm trọng, chỉ có thể nhanh chóng loại bỏ. Cho nên Lý Trạch Vũ nhất định phải chết. Hách Liên Vô Tình và Triệu Như Mộng không biết nếu Lý Trạch Vũ muốn đuổi theo bọn họ, hắn có thể lập tức điều khiển một chiếc trực thăng khác, cơ hội bọn họ có thể trốn thoát là rất mong manh. Nhưng Lý Trạch Vũ lại không làm như vậy mà chỉ vẫy tay lên trời, như đang nói lời tạm biệt với một người bạn cũ, ông cũng phải bảo trọng, nhất định không được chết sớm đâu đấy. Vừa nói, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười tà ác. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang diễn ra rất thành công. Tiếp theo đợi các thế lực của Vô Tình Thần Cung xuất hiện, lại giăng một cái bẫy khác. Cùng lúc đó, trong tử ngục, hàng chục cường giả bị đạo sĩ Vô Trần và Ngọc Linh Lung giết chết. Đáng ra hai người có thể giải quyết trận chiến nhanh hơn, lề mề như vậy là để hợp tác với kế hoạch của Lý Trạch Vũ, khiến Hách Liên Vô Tình trốn thoát một cách suôn sẻ. Cái quái gì thế hả? Hòa thượng Nhất Trinh xuất hiện chửi rủa. Đạo sĩ Vô Trần thấy ông rất tức giận, lập tức cau mày hỏi, chuyện gì? Đừng nói để người trốn thoát rồi nhé. Hòa thượng Nhất Trinh lắc đầu, nói, làm sao có thể. Thằng bé kia vì để kéo dài thời gian cho đại ma đầu, nên ôm quyết tâm liều chết. Vậy người đâu? Ngọc Linh Lung hỏi. Hòa thượng Nhất Trinh cười lạnh. Đạo sĩ Vô Trần không vui nói, nếu đã không để ai trốn thoát, thì ông còn tức giận cái gì? Hòa thượng Nhất Trinh chỉ vào chiếc áo cà sa trên người, tức giận nói, mẹ nó. Chứ? Một chiếc áo cà sa của lão nạp đáng giá hàng ngàn tệ, bây giờ người cũng chết rồi không biết tìm ai đòi bồi thường. Đạo sĩ Vô Trần và Ngọc Linh Lung vô cùng ăn ý, trợn mắt nhìn về phía lão hòa thượng. Một bên khác, tất cả những man bu do Long Đế đưa đến đều bị giết sạch. Long Đế suy sụp nằm trên mặt đất với sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Thực lực của Nam Cung Thạc mạnh hơn ông ta rất nhiều, nhưng tên này vẫn luôn sỉ nhục ông ta, không chịu giết chết.
thậm chí có vài lần Long Đế nghĩ rằng, hay là ông ta tự kết liễu cho rồi, tên này ức hiếp người quá đáng. Vù vù, một bóng dáng xuất hiện giữa hai người. Lý Thiếu, Nam Cung Thạc cung kính hành lễ. Lý Trạch Vũ gật đầu, không chút do dự mà khen ngợi, làm tốt lắm. Lý Thiếu quá khen, Nam Cung Thạc cười khà khà. Lý Trạch Vũ quay lại nhìn Long Đế giống như một con chó chết, giẫm lên lưng ông ta, nhìn từ trên cao xuống, không phải ông muốn giao đấu với tôi à? Long Đế, ông biết thân phận của tôi không? Long Đế chẳng còn gì để mất hét lên, tôi khuyên cậu lập tức thả tôi ra, nếu không cậu nhất định sẽ chết rất thảm. Ôi trời, còn dám uy hiếp tôi? Răng rắc. Lý Trạch Vũ di chuyển đôi chân của mình cực nhanh, lập tức nghiền nát tứ chỉ của Long Đế. Trước tiên ném ông ta vào hố phân ngâm 3 ngày 3 đêm, đói thì cho ăn phân. Khi trời vừa sáng, một chiếc trực thăng đã bay vào thảo nguyên Tái Bắc, cuối cùng hạ cánh xuống dãy núi Euro. Triệu Như Mộng nhảy ra khỏi trực thăng trước, tự mình mở cửa cabin, cung kính nói, Thánh Vương, chúng ta về nhà rồi. Nhà. Cụm từ này không mang lại cho Hách Liên Vô Tình chút cảm giác thân thuộc nào. Dù sao chỉ cần không phải là địa cung Vĩnh Vô Thiên Nhật đó, thì bất cứ đâu cũng có thể là nhà. Vì vậy cho dù có trở về địa bàn của mình, trong lòng Hách Liên Vô Tình cũng không chút gợn sóng. Vù vù vù. Hàng chục người chăn cừu xung quanh đồng loạt chạy đến. Tham kiến Thánh Vương. Tham kiến Thánh Vương. Ai dám tin rằng, những người chăn cừu trông thật thà chất phác này lại là thành viên chủ chốt của Vô Tình Thần Cung. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đội khăn trên đầu, bước qua đám đông trên ở hai bên, đi tới trước mặt Hách Liên Vô Tình, hơi cúi đầu nói, Thánh Vương, cuối cùng ngãi đã trở lại. Yêu cơ. Hách Liên Vô Tình có chút cảm động. 5 tháng trôi nhanh như một khúc nhạc, cô bé năm đó ở bên cạnh lão ta đã biến thành một người phụ nữ trung niên, liệu lão ta còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành giấc mộng bá chủ còn dang dở khi xưa. Nghĩ đến đây, Hách Liên Vô Tình vô cùng tức giận. Nếu không phải do 3 lão già kia, có lẽ bây giờ lão ta đã đạt được giấc mộng. Bá chủ, Thánh Vương, vết thương của ngài. Khuôn mặt yêu cơ lo lắng. Hách Liên Vô Tình vẫy vẫy tay, thản nhiên như không nói, vết thương của bổn tọa không đáng ngại, bây giờ ngươi đi truyền lệnh của bổn tọa, bảo kỳ chủ của 16 tỉnh lập tức quay về gặp bổn tọa. Thánh Vương yên tâm, trước khi Như Mộng khởi hành thuộc hạ đã thông báo cho họ rồi, chắc hẳn bọn họ đang trên đường đến đây, chỉ là. Yêu cơ nói đến đây lập tức do dự. Hách Liên Vô Tình nhướng mày, có chuyện thì nói, đừng có ấp a ấp úng trước mặt bổn tọa. Vâng. Yêu cơ khẽ cúi người nói, trong số 16 kỳ chủ, có thể có rất nhiều người đã bí mật quy phục Tả Trung Nhân. Tả Trung Nhân. Đồng tử của Hách Liên Vô Tình hơi co lại. Lão ta cả đời không kết hôn, Tả Trung Nhân là đệ tử duy nhất của lão ta từng coi hắn ta là người kế nhiệm mình. Nhưng bây giờ nghe ý tứ trong lời của yêu cơ, người đáng tin cậy nhất dường như đã mang lòng phản nghịch rồi. Thực ra thuộc hạ đã tính ra vị trí của Thánh Vương từ vài năm trước. Nhưng Tả Trung Nhân bằng mọi cách phủ nhận suy đoán của thuộc hạ, nên mới chỉ hoãn cơ hội giải cứu Thánh Vương. Yêu cơ lại bổ sung thêm. Sau khi cân nhắc một lúc, Hách Liên Vô Tình lạnh lùng nói, chuyện này trong lòng bổn tọa tự có tính toán, bây giờ ngươi đi chuẩn bị một ít dược liệu trị thương cho bổn tọa đi. Lúc này đối với lão ta mà nói, khôi phục thực lực mới là điều quan trọng nhất. Dưới sự sắp xếp của yêu cơ, Hách Liên Vô Tình bước vào một căn lều sang trọng, trong phút chốc đã tìm được dược liệu mình cần. Thuộc hạ cáo lui. Yêu cơ khế cúi đầu hành lễ, quay người rời khỏi lều. Hách Liên Vô Tình nhìn theo bóng lưng của yêu cơ, ánh mắt trầm ngâm. Lòng người sẽ thay đổi, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng không sao, chỉ cần thực lực thời Hoàng Kim được khôi phục. Cho dù có vài người thực sự có lòng phản nghịch, cũng sẽ cam tâm quy phục lần nữa. Nhiều năm về trước, lão ta có thể điều khiển mọi người trong Vô Tình Thần Cung thì bây giờ lão ta cũng có thể làm được y như vậy. Bên ngoài lều. Mẹ! Triệu Như Mộng gọi một tiếng. Xuyệt! Yêu cơ đưa ngón trỏ lên miệng rồi vẫy tay. Hai người đi đường vòng rồi bước vào một căn lầu sang trọng khác. Như Mộng, chỉ có hai người quay về an toàn thôi sao? Yêu cơ cau mày hỏi. Triệu Như Mộng gật đầu, sau đó kể lại chi tiết câu chuyện về cuộc giải cứu lần này. Ý con là, tất cả người của Long Đế đều đã chết. Vẻ mặt của yêu cơ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Vâng. Triệu Như Mộng nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù con không tận mắt nhìn thấy, nhưng tên kia hẳn là không thể sống sót rời khỏi đó. Yêu cơ nhắm mắt lại trầm tư,
sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Như Mộng không nhịn được mà hỏi, mẹ à, người đó chẳng phải chỉ là một trong những cộng sự của chúng ta thôi sao, chết cũng chết rồi, mẹ không cần quan tâm quá nhiều. Không, Yêu Cơ nhắm mắt lại lắc đầu. Không có nhiều người biết danh tính thực sự của Long Đế, mà bà ta là một trong số đó. Thấy Long Đế vì hợp tác với mình mà chết, chẳng những không có lợi cho bà A, hơn nữa rất có thể chọc phải phiền phức. Mẹ, hôm nay Thánh Vương quay lại rồi mẹ còn lo lắng gì nữa vậy? Triệu Như Mộng nghĩ không ra tại sao. Yêu Cơ đột nhiên mở mắt, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng thở dài nói, bỏ đi, tạm thời có một vài chuyện không thể nói cho con, như thế này đi, bây. Giờ mẹ có một chuyện muốn con làm. Chuyện gì? Triệu Như Mộng tò mò đáp. Yêu Cơ đứng dậy, ghé vào tai Triệu Như Mộng thì thầm. À, Triệu Như Mộng nghe xong lập tức há hốc miệng, vẻ mặt cứng ngắc hỏi, mẹ, tên đó nhìn thấy con khả năng rất cao sẽ giết con. Yên tâm đi, tên nhóc đó là người thông minh. Yêu Cơ tự tin nói, chỉ cần con thuật lại nguyên văn những gì mẹ vừa nói, hắn sẽ không bao giờ từ chối. Nhìn thấy khuôn mặt tự tin của mẹ mình, Triệu Như Mộng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Lý Trạch Vũ. Đột nhiên, bóng dáng cao lớn của đại đương gia hiện lên trong tâm trí cô ta. Tử ngục, Long Đế bị chặt đứt tứ chỉ ném xuống hố phân. A, à, Quân Đế, bổn vương muốn cậu chết, bổn vương nhất định sẽ giết cậu. Không chỉ cậu phải chết, mà tất cả những người có liên quan đến cậu đều phải chết, a. À. Long Đế gầm lên đau xé ruột gan. Mày có nghĩ ông ta bị điên không? Điên là bình thường, dù sao người ta cũng là một vị vua cao cao tại thượng. Nếu phải nói thì đại đương gia vẫn lợi hại hơn, ngay cả Long Đế của thế giới hắc ám cũng dám ra tay. Mày đang nói nhảm à? Đại đương gia là ai chứ? Đừng nói tứ đế của thế giới hắc ám, cho dù đối phương là nguyên thủ của nước Mỹ, dám khiêu khích đại đương gia thử xem. Bên ngoài hố phân có vài tù nhân thì thầm to nhỏ với nhau. Khụ khụ. Chính vào lúc này, Lý Trạch Vũ lặng lẽ xuất hiện. Nghe thấy bọn họ khen ngợi, trên mặt hắn lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Đại đương gia, đại đương rồi được rồi, các ngươi trở về trước đi. Lý Trạch Vũ xua tay, ra hiệu cho bọn họ rời đi, sau đó một mình bịt mũi đi vào hố phân. Nhìn thấy kẻ địch của mình xuất hiện, Long Đế điên cồng gào lên, Quân Đế, xin hãy thả tôi đi, tôi sẽ không bao giờ dám chống lại cậu nữa. Cuối cùng ông ta cũng hiểu, Quân Đế là một kẻ điên, cùng một kẻ điên tranh đấu cũng vô dụng. Đại trượng phu có được duỗi được, chỉ cần ông ta có thể trốn thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ trả lại nỗi nhục nhã gấp trăm lần ngàn lần cho đối phương. Bây giờ biết sai rồi. Lý Trạch Vũ nhìn từ trên xuống hỏi. Long Đế không dám dùng sức cựa quậy, nếu không sẽ dễ dàng ăn phải phân, ông ta chỉ có thể khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, tôi thật sự biết sai rồi, chỉ cần cậu tha ta một mạng, tôi bằng lòng quy phục. Này, nếu người ông chọc tức là tôi, vậy có lẽ tôi có thể cho ông một cơ hội sống, nhưng... Lúc này, giọng điệu của Lý Trạch Vũ đột nhiên trở nên gay gắt, ông tuyệt đối không nên chọc giận những người tôi quan tâm, vậy nên... Ông phải chết. Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một khẩu súng lục, chĩa vào đầu Long Đế không chút do dự bóp cò. Không. Đoàng. Khi tiếng súng vang lên, Long Đế bất động từ từ gục xuống. Một đêm trôi qua, trong nhà lao khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh. Đạo sĩ Vô Trần nhìn Nam Cung Thạc một lượt từ trên xuống dưới, không thể tin được mà nói, ông chính là thằng tiểu quỷ Nam Cung ấy. Là tôi, Nam Cung Thạc có hơi ngượng ngùng gãi đầu. Chỉ vì năm ấy ông ta vừa bước vào chốn giang hồ, nghe con mới sinh chẳng biết sợ cọp, cho nên bị đạo sĩ Vô Trần đánh cho mấy lần. Hai người đừng cắt ngang nữa. Ngọc Linh Lung ra hiệu cho hai người họ im lặng, quay đầu sang nhìn Lý Trạch Vũ, hiện tại đại ma đầu đã được thả ra, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tiếp đến chúng ta cứ đợi cho chúng tự mình nhảy ra, gom hết một ổ. Vẻ mặt Lý Trạch Vũ đầy thâm sâu bí hiểm đáp lại. Hòa thượng Nhất Trinh nhấp một ngụm rượu. Cao mày nói, ta sợ lại thả hổ về rừng. Lão chọc, chuyện này không cần lo, năm đó chúng ta có thể bắt được chúng một lần thì cũng sẽ được lần thứ hưu. Đạo sĩ Vô Trần cười hứng hờ, bổ sung thêm, hơn nữa, cho dù chúng ta có xảy tay đi chăng nữa, chẳng phải vẫn còn thằng nhóc thối này giữ lại sao? Hòa thượng Nhất Trinh nghĩ ngợi một lúc, dường như cũng thấy đúng. Với sự hợp lực của ba người họ và đội hình đột kích của Lý Trạch Vũ, ngay cả khi sức mạnh của Hách Liên Vô Tình có ghê gớm trở lại thì cũng không có gì phải sợ hãi. Hơn nữa,
vì Lý Trạch Vũ là thái tử gia của một gia tộc giàu có nhất, lại có mối quan hệ thân thiết với quan phủ, các thế lực bí mật của Vô Tình Thần Cung cũng đừng nghĩ đến việc làm gì được. Sư phụ, thương lượng với mọi người một chuyện. Lý Trạch Vũ im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Ngọc Linh Lung ba người họ đồng thời nhìn hắn. Bây giờ đại ma đầu đã không còn nữa, ba người phải chăng cũng không cần ở lại đây nữa đúng không? Lý Trạch Vũ đảo mắt nhìn ba người họ một lượt, cười khan nói, còn có chuyện cần ba người giúp đỡ. Chuyện gì thế, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có khách sáo với bọn tét. Ba người họ lần lượt thay phiên nhau nói. Lý Trạch Vũ xoa xoa tay, cười khi nói, tuy rằng chỉ tiếp xúc với Hách Liên Vô Tình có mấy lần, nhưng con có thể cảm giác được lão quái vật này lòng dạ độc ác, con sợ đến lúc ấy ép lão ta quá sẽ cho cùng dứt dậu, vậy nên. Con muốn nhờ ba vị sư phụ bảo vệ giúp con một vài người. Ba người hòa thượng nhất trinh nhìn nhau, trong mắt nhau dần xuất hiện một tia sáng vàng. Bảo vệ vợ của đệ tử bọn ta à? Ba người đồng thanh hỏi. Lý Trạch Vũ cũng không giấu giếm điều gì, thành thật thừa nhận. Tuy rằng hắn bí mật phái người đến bảo vệ hai chị em Trần Thanh Tuyết, nhưng người trong Vô Tình Thần Cung cũng không phải dạng tầm thường, chỉ khi để các vị sư phụ đích thân ra tay hắn mới cảm thấy yên tâm. Chỉ cần bọn ta còn ở đây, ai dám động vào vợ của đệ tử của bọn ta? Hòa thượng nhất trinh đầy khí thế đáp lại. Đi thôi, đạo sĩ ta đã chán cái nơi này lắm rồi. Những gì đạo sĩ Vô Trần nói đều là những lời từ tận đáy lòng. Ở một chỗ suốt mấy chục năm không bước chân ra ngoài nửa bước, cũng may là ba người bọn họ đều không phải người bình thường. Nếu là người bình thường, loạn quạng chắc sắp điên mất. Ngọc Linh Lung khế cao mày nói, Trạch Vũ, vi sư không quản được nhiều chuyện như vậy. Đệ tử Tiêu Giao Cung, Bạch Tố Y của ta là một cô gái tốt hiếm có. Nếu con dám phụ lòng con bé, ta nhất định sẽ không tha cho con. Lý Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Còn con Ngân Hồ ở bên cạnh cứ trợn mắt nhìn hắn, giống như đang nói đáng đời lắm. Nửa tiếng sau, cửa lớn Tử Ngọc từ từ mở ra. Cung tiễn ba vị đại phu. Cung tiễn đại đương gia. Hàng ngàn tù nhân và lính canh đồng thanh hét lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.